Thế nhưng là rất nhanh, Thượng quan Phi Vân liền kịp phản ứng, một mặt tức giận nhìn về phía Đan Thanh Sinh nói, ngươi lại ý nói, ngày bình thường đám gia hỏa này thì lừa gạt ta, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ đến, mới bị vạch trần. Khóe miệng xẹt qua một đạo vui cười chi sắc, Đan Thanh Sinh đuổi vội vàng đứng dậy, cười khoát tay nói, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, bọn họ hôm nay dám mượn ngươi danh nghĩa công báo tư thù, có thể thấy được ngày bình thường ngươi bỏ bê quản giáo a. Thực chỉ một điểm này tới nói, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ lần này đánh ngươi vẫn là đánh rất kịp thời. Ách, tính toán, cái này không liên quan lão phu không đề cập tới. Ha ha ha, đúng, nghe nói ngươi trong hầm rượu chân tàng không tệ, lão phu đi lấy vài chén rượu uống, ngươi không ngại a? Ha ha ha. Nhìn thấy Thượng quan Phi Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Đan Thanh Sinh không khỏi bất đắc dĩ khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, cũng như chạy trốn chạy đi, chỉ là cái kia giễu cợt âm thanh, còn thỉnh thoảng truyền vào Thượng quan Phi Vân trong tai. Hung hăng khẽ cắn môi, Thượng quan Phi Vân trên mặt tức giận càng nặng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nãi nãi, lũ khốn kiếp này lần này đem lão tử mặt đều mất hết, liền Đan Thanh Sinh lão nhi này cũng dám giễu cợt lão tử. Hừ. Xem ra này lần về sau, lão tử phải thật tốt chỉnh đốn một chút Phi Vân Vương phủ mới được. Thượng quan Phi Vân nghĩ như vậy, trong mắt tinh mang cũng là càng ngày càng sáng ngời. Nhưng là bọn họ lại làm sao biết, vừa mới cái kia thám tử, bị chết có nhiều oan. Hắn thật là tìm tới thượng quan gia mật thám, chỉ bất quá mèo mù vớ cá rán mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là có công không qua a, tuy nói hắn bản ý, vẫn là muốn mang tư trả thù. Nhưng dù nói thế nào, đây cũng là trên trời rơi xuống đĩa bánh, đáng tiếc những cao tầng này quá khôn khéo, lại là không có nhận ở. Cho nên chuyện cũ kể thật tốt, người tính không bằng trời tính, nói không giả. Vận mệnh, thật rất trọng yếu a. Một phương diện khác, Phi Vân Vương phủ hậu hoa viên, một tòa rộng lớn ngọc thạch trước bình đài, đã là tập trung đầy người, xa xa nhìn lại, có tới hơn ngàn nhiều, nhìn không thấy cuối. Hối hả đám người, được đưa tới nơi này. Liền không có người quản. Kết quả là, lại là top 5 top 3, bắt đầu tất tất dẫn dẫn thảo luận, đối hôm nay tới đây các luyện đan sư, một trận soi mói. Này này, người nhìn bên kia cái kia, Tiết gia trưởng lão, Tiết Định Tiên, thế nhưng là cái này địa vực ít có cửu phẩm luyện đan sư, nghe nói lập tức liền muốn xung kích thập phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Cái gì, cũng là hắn a, lần trước đế đô đan vương giải đấu lớn, giống như có hắn tham gia, toàn bộ Trung Châu bài vị. Tại vị trí thứ 20 đâu. Lần này hắn tới tham gia tuyển bạt, đệ nhất khẳng định là hắn. Không không, vậy cũng chưa chắc, các ngươi lại nhìn bên kia. Một người đã đầy mặt vẻ kinh dị nhận định đan vương nhân tuyển, nhưng một người khác lại là khinh bỉ lắc đầu, lại chỉ hướng khác một cái thân mặc trắng phục lão giả nói, còn có cái kia, nhất chỉ thần đan mạnh phi thiên, lần trước đế đô đan vương giải đấu lớn, thế nhưng là nhập 10 vị trí đầu người. Cái gì? Nhập 10 vị trí đầu không phải trực tiếp liền bị triệu nhập đế đô nhận chức à, tại sao lại xuất hiện ở đây, cùng chúng ta đoạt bát cơm? Hắc, ai biết được, đám này lão quái vật, mỗi người đều có cái dở hơi, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, đã công thành danh toại, còn càng muốn tiếp cận phần này náo nhiệt. Bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt người kia cũng là một mảnh mê mang. Người khác gặp, thì là cảm thán liên tục, một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Không biết lần này chúng tuyển đế đô danh ngạch hội lấy trước mấy vị, nếu là danh ngạch quá ít lời nói, còn có những cường giả này cạnh tranh, bọn họ thật sự là nửa xu hy vọng đều không có a. Chỉ có thể cùng bọn hắn lúc trước chế nhạo chi từ đồng dạng, đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Cùng lúc đó, hai đại đứng đầu hạt giống tuyển thủ, cũng cuối cùng hung hăng đụng vào nhau, mà lại vừa thấy mặt, cũng là một đường tia lửa mang tia chớp, tràn ngập mùi thuốc súng. Tiết lão đầu, người cũng tới. Hừ hừ, Phi Vân kiếm vương trưởng quản cái này khu vực, chúng ta Tiết gia luyện đan thuật là trong vòng nghìn dặm bên trong, mọi người đều biết. Lão phu nếu không đến, cái luyện đan sư này sàng chọn, lại há phối đan vương đại hội danh xưng. Hắc hắc, khẩu khí thật là lớn, lần trước đế đồ đan hội lên, lạc hậu lão phu năm tên, thế mà ở trước mặt lão phu còn dám như thế nói lớn không ngượng. Tiết Định Tiên, người thật sự là chẳng biết xấu hổ a. Ha ha ha. Cười to một tiếng, Mạnh Phi Thiên dương dương đắc ý. Tiết Định Thiên gặp, thì là khóe miệng giật một cái, tức giận đến rìa mép loạn chiến, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạnh Phi Thiên, ngươi làm biết rõ kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn.
huống chi lần trước đế đô đan hội, đã là 10 năm trước sự tình. Hiện tại chúng ta hai người luyện đan thuật, ai cao ai thấp, còn chưa có kết luận đâu. Ha ha ha, tốt, vậy lão phu liền để ngươi lại nếm một lần bại trận tư vị lại như thế nào. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, Mạnh Phi Thiên từ chối cho ý kiến cười ha ha. Nhìn lấy lão đầu kia một mặt càn rỡ chi sắc, Tiết Định Tiên đã tức giận đến tay chân loạn chiến, đầy mặt đỏ bừng. Vừa mới tới chỗ này, còn chưa cùng mọi người gặp mặt Bách Lý Kinh Vĩ, nhìn đến Mạnh Phi Thiên cái kia bướng bỉnh lão đầu, cũng là nhìn không được khẽ vỗ cái trán, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, gia hỏa này không phải là tại đế đô hoàng gia phòng luyện đan đảm nhiệm chức vụ à, làm sao lại chạy tới nơi này. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, nghe nói kiếm tinh đế quốc Toàn Châu sàng chọn luyện đan sư tin tức về sau, Mạnh đại nhân liền không chút do dự từ đi đế đô phòng luyện đan hoàng gia luyện đan sư chức. Thẳng tới nơi này tham gia tuyển chọn, nói muốn lần nữa tới qua. Hơi 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 cúi thân thể, bên cạnh một vị thị vệ khẽ cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất đắc dĩ thở dài, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là từ chối cho ý kiến bật cười lắc đầu, những thứ này người bảo thủ a, tính khí cũng là như thế quái, hắn tại đế đô làm xong tốt, nhất định phải lần nữa tới qua, sau cùng không phải còn muốn bị tuyển nhập đế đô sao? Ai? Thật không biết trong đầu hắn nghĩ là cái gì. Nói như thế, Bách Lý Kinh Vĩ vẫy lui hai bên, sau đó trực tiếp hướng Mạnh Phi Thiên phương hướng đi đến, xa xa chắp tay bái nói, Mạnh lão, đã lâu không gặp. Người nào nha, lão phu ở chỗ này có người quen sao? Từ đâu tới tiểu quỷ, thiếu lôi kéo làm quen. Khẽ chau mày, Mạnh Phi Thiên quay đầu nhìn qua, lại là nhất thời trì trệ, không khỏi thân thể lắc một cái. Kìm lòng không được liền muốn bái hạ, ngài. Trăm dặm thừa. Vội vã khoát khoát tay, làm ra cái im lặng thủ thế, để hắn chớ nói chi ra chính mình thân phận. Bách Lý Kinh Vĩ mới cười lớn một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, vịn hắn thân thể nói, Mạnh lão, lần trước đế đô tử biệt, gần đây vừa vặn rất tốt. Làm phiền thừa, không, làm phiền công tử mong nhớ, lão hủ hết thảy mạnh khỏe, mạnh khỏe. Ha ha ha, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh Phi Thiên cười đến có chút xấu hổ. Một bên Tiết Định Tiên thấy một lần, bất giác có chút kỳ quái, hướng này tính bướng bỉnh Mạnh Phi Thiên, lúc nào biến đến như thế sợ. Gặp một người trẻ tuổi, đều có thể như thế mồ hôi đầm đìa. Kết quả là, hắn cũng thật sâu nhìn về phía cái kia Bách Lý Kinh Vĩ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mạnh lão a, nghe nói người tại đế đô làm xong tốt, làm sao đột nhiên lại chạy đến nơi đây đến. Đối với nhập chủ đế đô hoàng thất cơ hội, ngài không phải sớm liền đạt được sao? Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạnh Phi Thiên cánh tay, nhưng trong lời nói lại là có chút chất vấn chi ý. Thân thể nhìn không được lắc một cái, Mạnh Phi Thiên có chút khó khăn, cười khan một tiếng nói, hắc hắc hắc. Thực không dám giấu giếm, thái tử ra chuyện, đóng chặt cửa phòng không ra, hoàng thất luyện đan sư lại không cho phép thăm viếng, chúng ta cảm thấy rất là kỳ lạ. Lúc này nghe nói đế quốc Toàn Châu lựa chọn luyện đan sư, chúng ta cho là chúng ta không làm xong, lão phu tính bướng bỉnh vừa lên đến, thì từ quan chức, lần nữa tới qua, chứng minh một chút chính mình giá trị nha, sẽ không bị người khác thay thế. Há, thật sao? Lông mày nhíu lại, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo liên tục, cái kia vì sao hết lần này tới lần khác chạy đến Phi Vân Kiếm Vương khu vực đến đây, cửu đại trong khu vực, ngài cũng không thuộc chỗ này đi. Ra mặt hơi hơi lắc một cái, Mạnh Phi Thiên nhất thời ngữ trệ, lại là không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, một bên Tiết Định Tiên cũng đã tiến lên một bước, đạm mạc giải thích nói, vị công tử này, lão gia hỏa này là muốn cùng lão phu phân cao thấp. Thực không dám giấu giếm, lão phu cùng hắn chính là cùng một ân sư thụ nghiệp, một mực chính là không phân sản sản nhau, không ai phục ai. Chẳng qua lần trước đế đô đan hội, hắn lại là thắng lão phu năm tên. Chúng tuyển đế đô hoàng thất luyện đan sư, lão phu lại là không được tuyển. Lão phu không có cam lòng, cũng không có cách nào. Lần này khó được lại có một lần lựa chọn đại hội, lão phu hào hứng đắt đỏ tới tham gia, ai có thể nghĩ nửa đường giết ra cái trình rào kim, lão gia hỏa này lại tới làm dối. Hừ hừ, có điều hắn lần này lại nghĩ thắng lão phu, nhưng là không dễ dàng như vậy. Nói đùa, lần này thắng vẫn như cũ là lão phu, hừ. Nghe đến hắn lời nói này nói ra, Mạnh Phi Thiên cũng là có chút không phục, trong lỗ mũi phun ra hai ống nhiệt khí, cười lạnh liên tục. Đến tận đây,
Bách Lý Kinh Vĩ mới rốt cuộc minh bạch bên trong nguyên do, nguyên lai là hai cái lão đối thủ tại phân cao thấp a. Chỉ bất quá vì phân cao thấp, cái này mạnh đan sư thậm chí ngay cả đế đô quan chức đều từ, có thể thấy được đối với đối thủ coi trọng. Không sai hết thảy, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là tràn ngập vui mừng vỗ vỗ Thiết Định Tiên bả vai, khích lệ nói, là mạnh lão sư huynh đệ, còn có thể cùng mạnh lão tại luyện đan lên chỉ kém 5 tên, xem ra tiền bối cũng là đan đạo cao thủ a. Tuy nhiên lúc trước đế đô đan hội có chút tiếc nuối, nhưng lần này sẽ không. Hy vọng các ngươi sau này, có thể cộng đồng vì đế quốc hiệu lực, vậy ta thì vừa lòng thỏa ý, ha ha ha. Lộ ra hài lòng mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ ngược lại rời đi. Nhìn lấy cái kia khí độ bất phàm bóng lưng, Thiết Định Tiên không khỏi hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó một mặt không hiểu nhìn về phía Mạnh Phi Thiên nói, lão gia hỏa, cái này trẻ tuổi hậu sinh, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Xuyệt, cái gì tuổi trẻ hậu sinh, chờ ngươi tiến vào đế đô liền biết. Lập tức làm ra một cái im lặng thủ thế, Mạnh Phi Thiên cho hắn đánh cái ánh mắt, thần bí nói, đây là vị đại nhân vật, hiện tại hắn không muốn bại lộ thân phận, lão phu đến cho hắn gạt, coi như ngươi cũng không thể nói. Khóe miệng không khỏi một xẹp, Thiết Định Tiên khinh thường bĩu môi, đại nhân vật gì, nhìn đem ngươi trâu, tốt muốn biết đế quốc bí mật một dạng, không phải liền là cái hoàng thất luyện đan sư danh vị sao. Lần này ngươi lão nhi này như bại bởi ta, cái này danh vị cũng là lão phu. Hắc hắc hắc, đây chính là ngày tháng năm nào sự tình. Nhếch miệng cười một tiếng, Mạnh Phi Thiên từ chối cho ý kiến. Đúng vào lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng cuối cùng đi đến tất cả mọi người phía trước, từng đội hộ vệ cũng trong nháy mắt theo bốn phía vây quanh đến, hộ vệ ở bên người hắn. Không khỏi sững sờ, hối hả đám người, nhất thời bắt đầu an tĩnh lại. Tất cả đều nhìn chăm chú tiến lên mới cái kia cái trẻ tuổi bóng người. Bao quát trong đám người pha trộn Trác Phàm, lúc này cũng thật sâu nhìn về phía chỗ đó, mí mắt không khỏi hơi run rẩy rung động. Người trẻ tuổi này, rất quen thuộc cảm giác a. Leo lên phía trước một cái chỗ đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía mọi người, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhẹ nhàng khoát khoát tay, làm cho tất cả mọi người đều triệt để an tĩnh lại, mới cười nhạt một tiếng. Sâu xa nói, các vị từ Trung Châu các nơi đến luyện đan sư, có thể muốn cực lực vì đế quốc xuất lực, vì thái tử hàng khó, vì bệ hạ phân ưu, tại hạ 10 phần cảm kích. Lần này Phi Vân Vương phủ luyện đan sư sàng chọn, đem về từ bỉ nhân cử hành, quy tắc cũng từ bỉ nhân đến định. Vừa dứt lời, mọi người không khỏi lần nữa tất tất dẫn dẫn lên, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này là người nào, đan vương đại hội không phải chắc là rất long trọng sao? Dù nói thế nào, cũng nên từ hạng cân nặng nhân vật chủ trì, làm sao lại phái một người trẻ tuổi đến qua loa sự tình, Phi Vân kiếm vương đâu. Tựa hồ xem thấu bọn họ tâm tư, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếp tục cất cao giọng nói, lần này đan vương đại hội, hết thảy 3 trận, sàng chọn 10 vị xuất sắc nhất luyện đan sư cùng đi đế đô, vì thái tử điện hạ liệu thương. Cái này thi vòng đầu cùng thi vòng 2, đem toàn bộ do ta chủ trì. Nhưng cuối cùng thử thì nhất định sẽ mời kiếm vương tự mình sàng chọn, dù sao kiếm vương cũng không gặp vô danh tiểu tốt. Đi không đến cuối cùng thử người, cũng không có tư cách gặp kiếm vương. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi lần nữa xôi trào. Hắn nói ra lời này, cũng không chỉ là một cái đan vương đại hội đơn giản như vậy, mà là có liên quan chính mình giá trị vấn đề. Như là không thể đi đến cuối cùng thử, há không phải tương đương với chính mình là vô danh tiểu tốt. Liền kiếm vương mặt cũng không xứng nhìn thấy sao. Cứ như vậy, không ít giấu trong lòng mộng tưởng lý tưởng cao cả, nhất thời đầy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, tràn ngập đấu trí. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng mãn ý gật đầu, như thế làm cho tất cả mọi người toàn lực ứng phó, mới càng có thể bước ra thượng quan gia thám tử A. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó khoát khoát tay, hơn ngàn hộ vệ liền kéo lấy một khối khay. Hướng những luyện đan sư kia đi đến, phía trên bày biện một cái nho nhỏ chữ vật giới chỉ. Cái gì, trong này, tốt nhiều chân quý dược tài, thiên tài địa bảo, không chỗ không có, mà ngay cả thập phẩm đan dược dược tài đều có. Đem cái kia giới chỉ cầm lên, mọi người tỉ mỉ tìm kiếm đi vào, lại là chợt giật mình, không khỏi hét to lớn tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa xôi trào rong chơi lên, một mặt vẻ hưng phấn. Trong này rất nhiều luyện đan sư đều là nghèo đến đinh đương vang người, cả một đời đừng nói thập phẩm đan, đoán chừng liền thập phẩm đan dược tài đều không tiếp xúc qua. Lần này đan vương đại hội,
lại có cơ hội cầm tới thập phẩm dược tài, đại khái cho dù không được tuyển, cũng sẽ trong lúc ngủ mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy mọi người sắc mặt, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, chiêu chiêu hộ vệ bên người, sau đó nhất chỉ phía trước một mảnh luyện đan sư, thản nhiên nói, đem bọn hắn đuổi đi ra. Vâng. Khẽ gật đầu, chúng hộ vệ cùng một chỗ động thủ, liền đem bọn hắn như diều hâu vồ gà con giống như bắt lại, nhất thời hướng vương ngoài cửa phủ kéo đi. Không khỏi giật mình, mọi người một trận rất là kỳ lạ, giống to lên tiếng, chuyện gì xảy ra, tại sao muốn kéo chúng ta? Xin lỗi, các ngươi bị đào thải. Mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười nói. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, những người kia đầy mặt không hiểu, khàn giọng liệt phế quát, làm sao có thể, cạnh tranh đan còn chưa bắt đầu, tại sao muốn đào thải chúng ta? Luyện đan coi trọng nhất tâm bình khí hòa, ngay cả mình sướng vui đau buồn đều khống chế không nổi, nhìn thấy chỉ là thập phẩm đan dược tài thì kích động thành bộ dáng này, các ngươi có thể là cái gì xuất sắc luyện đan sư sao? Cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ khinh bỉ khoát khoát tay. Thế nhưng là nghe đến lần giải thích này, những cái kia bị kéo ra ngoài người cũng đã tức điên, em gái ngươi, ngươi biết cái gì, chúng ta những thứ này nghèo khổ luyện đan sư, cùng các ngươi vương phủ lại không giống nhau, cái nào có cơ hội tiếp xúc cao đoan như vậy dược tài, hưng phấn một chút có lỗi sao? Còn không cho cao hứng, ngươi loại này quy tắc, chúng ta không phục. Tiếng gào thét từng trận truyền đến, Bách Lý Kinh Vĩ lại là cười nhẹ dao động cái đầu, từ chối cho ý kiến, trong mắt chỉ có vô hạn tinh mang. Mọi người gặp này, bất giác cũng là lần nữa xì xào bàn tán lên, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này Phi Vân Vương phủ đan vương đại hội, vậy mà như thế khắc nghiệt, mà ngay cả luyện đan sư sướng vui đau buồn đều muốn quản. Qua, dạng này đan hội, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây, cũng quá nghiêm đi. Nhìn lấy những người kia dần dần biến mất bóng người, Thượng quan Khinh Yên không khỏi chép miệng một cái, thì thào lên tiếng. Trác Phàm nghe đến, cũng là cười nhạt gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Thế nhưng là làm hắn nhìn hướng ghế đầu chỗ đó, Bách Lý Kinh Vĩ vị trí lúc, lại là tròng mắt hơi híp, sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng xuống tới. Hắn tâm lý minh bạch, cái này nhìn như là đúng luyện đan sư tâm tính yêu cầu, chỉ là Bách Lý Kinh Vĩ đem không có khả năng là thượng quan gia mật thám người, toàn diện loại ra ngoài mà thôi. Phải biết, thượng quan gia chính là Đông Châu đệ nhất thị tộc, bọn họ người sẽ vì chỉ là thập phẩm đan dược tài, kích động thành cái này sợ dạng. Cho nên cái này nhìn như là tại sàng chọn luyện đan sư, kỳ thực tại sàng chọn thượng quan gia mật thám. Cái này đan vương đại hội, quả nhiên là cái bẫy dập. Hiện tại ta biết vì sao hắn trên thân có cỗ khí tức quen thuộc, cùng cái kia ra Cát Trường Phong giống như đúc a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị nụ cười quỷ quyệt, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Tiểu tử này, thật không đơn giản. Hơn 1.000 người, nhất thời bài trừ hơn 300 người. Bên trong phần lớn là đầu cơ trục lợi chi đồ. Còn lại 600-700 người, liếc nhìn nhau, trao đổi lấy ánh mắt, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ vậy liền coi là thi vòng đầu qua. Nhẹ nhàng mò sờ cằm, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang nhấp nháy, không khỏi cười khẽ một tiếng, vừa mới thanh trừ ra ngoài một nhóm tạp ngư, hiện tại thi vòng đầu chính thức bắt đầu. Thần sắc bất giác nghiêm một chút, mọi người bỗng dưng trong lòng run lên. Trịnh trọng nhìn về phía trên đài cái kia cái trẻ tuổi bóng người, cũng không dám nữa có chút lòng khinh thị. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lần này vương phủ sàng chọn luyện đan sư như thế khắc nghiệt, thi vòng đầu trước đó liền đã rất là kỳ lạ đào thải 1/3 người, cái kia thi vòng đầu về sau. Lần này thi vòng đầu đề mục là, luyện chế tùy ý một khỏa thất phẩm linh đan là được. Nhìn lấy trong mắt mọi người cái kia tia khẩn trương, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt không khỏi lóe qua một tia hí ngược chi sắc. Thăm thẳm lên tiếng, vừa mới dược tài đã tất cả đều phát đến trên tay các ngươi, bắt đầu luyện chế đi. Ách! Trong lòng không khỏi trì trệ, tất cả mọi người không khỏi nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ, có người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sách hỏi, Vị đại nhân này, chẳng lẽ thì vòng đầu chỉ là luyện chế một cái thất phẩm linh đan là được à, không có hắn yêu cầu. Tỷ như là tốc độ, chất lượng, vẫn là cái gì đặc biệt đan hoàn. Lời vừa nói ra. Người khác cũng là chăm chú nhìn chăm chú về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Lấy vương phủ vừa mới sàng chọn luyện đan sư khắc nghiệt trình độ tới nói, thì vòng đầu hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy a, tối thiểu nhất sẽ có phụ gia điều kiện, làm sao có thể chỉ muốn xuất ra thất phẩm đan đến, thì có thể đi vào thi vòng 2. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu,
chỉ cần luyện ra một khỏa thất phẩm đan liền có thể. Khóe miệng xẹt qua thần bí mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến lạnh nhạt lên tiếng. Không khỏi sững sờ, mọi người lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều là mê mang, thậm chí đều không thể tin được đây là thật. Chẳng lẽ thi vòng đầu thật dễ dàng như vậy? Vậy trong này phần lớn người cũng có thể làm đến a? Trong lúc nhất thời, mọi người lại phạm lên do dự, trong này có thể hay không còn có khác mở ám, tại khảo nghiệm bọn hắn, là bọn họ không có chú ý tới. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau ra tay a. Gặp bọn họ chậm chạp không hành động, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lắc đầu, thúc giục lên tiếng. Thế nhưng là hắn cái này không nói còn tốt, một nói ra lời này đến, mọi người không khỏi nhất thời hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đã minh bạch khảo đề chân ý. Nhanh! Quay đầu lẫn nhau đưa cái ánh mắt, tất cả mọi người một ngầm hiểu, lộ ra rõ ràng mỉm cười. Vừa mới vị đại nhân kia thế nhưng là nói, mau ra tay, cái này rõ ràng so tốc độ A. Kết quả là, mọi người vội vàng trong lòng bàn tay một túm, bỗng dưng sinh từ bản thân hỏa diễm, gấp rút luyện chế, trên mặt đều là nụ cười đắc ý. Lão tử thật sự là quá thông minh, trong nháy mắt thì rõ ràng đại nhân ý tứ, ha ha ha. Thế nhưng là, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ luyện chế, vấn đề liền đến, hỏa diễm không giống nhau a. Có là thiên địa linh hỏa, có là thú hỏa, có lại chỉ là nguyên lực chi hỏa. Thân là cơ bản nhất hỏa diễm, nguyên lực chi hỏa, nhưng là sinh sinh bị hai loại khác hỏa diễm khắc chế, có thậm chí ngay cả lửa đều đánh không đến, không khỏi gấp sắp khóc đi ra. Mẹ nó, tại luyện đan trên đại hội, sợ nhất thì là đụng phải so với chính mình hỏa diễm cường nhân. Chân năng đem chính mình sinh sinh sẽ chết a. Đừng nói là luyện đan, liền lửa đều sinh không nổi đến, cái này còn thế nào luyện chế. Sau cùng chỉ có thể chờ đợi người khác luyện xong, chính mình lại bắt đầu. Nhưng là bây giờ là so tốc độ a, đại ca, người ta luyện xong, chính mình sớm mẹ hắn thua ở xuất phát chạy đường trên. Không khỏi, một đám thân thể không nửa phần kỳ hỏa phổ thông các luyện đan sư, nhanh như trên lò lửa con kiến, sôi nổi. Một mặt biệt khuất nhìn về phía chung quanh những cái kia thổ hào từng cái khoe khoang chính mình đặc thù hỏa diễm, trong mắt nhìn về phía bọn họ ánh mắt, cũng đầy là vẻ khinh bỉ. Đồng dạng, trong đám người ẩn tàng rất lâu thượng quan Ngọc Lâm, giờ này khắc này, trong tay cũng là bỗng dưng giấy lên một đoàn thăm thẳm lam viêm, phát ra khiếp người uy thế, lại cũng chính là một loại hy hữu có thiên địa linh hỏa. Đây là thượng quan gia ba vị cung phụng, vì hắn lần này tham gia đan vương đại hội, cố ý chuẩn bị đây. Dù sao cũng là hạt giống tuyển thủ A. Có cái này kỳ dị hỏa diễm, lại thêm bản thân hắn thâm hậu tu vi cùng đột kích 7 ngày tập luyện luyện đan bí thuật, miễn cưỡng có thể luyện chế một số 7-8 phẩm phổ thông đan dược, cũng coi như có một trận chiến đan hội thực lực. Khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo nụ cười, thượng quan Ngọc Lâm nhìn trong tay mình cái này vương giả trang bị, thiên địa linh hỏa, xem thường ánh mắt nhất thời nhìn về phía nơi xa Trác Phàm chỗ đó phương hướng. Ấn hắn suy nghĩ. Trác Phàm một cái thần chiếu ngũ trọng, không có bối cảnh, bị người đuổi giết đến khắp thế giới chạy gặp rủi ro người, có thể có cái gì đem ra được đồ vật. Nhiều lắm là chính là mình nguyên lực chi hỏa mà thôi. Thế nhưng là tại cái này cường giả khắp nơi đan vương đại hội lên, nguyên lực chi hỏa căn bản như con kiến hôi đồng dạng hỏa diễm, đánh đều đánh không đến, người còn có tư cách gì cạnh tranh đan đâu. Lúc này, tiểu tử kia nhất định đã đầu đầy mồ hôi, một mặt quẫn bách a, hừ hừ hừ. Trong lòng một trận cười xấu xa, thượng quan Ngọc Lâm đang muốn thưởng thức Trác Phàm cái kia đầy mặt quẫn tướng, cùng biểu muội đối với hắn tràn đầy ghét bỏ ánh mắt, thế nhưng là làm hắn tránh thức nhìn sang lúc, lại là nhất thời mắt trợn tròn. Mà lại, không chỉ hắn mắt trợn tròn, cho dù là Trác Phàm chung quanh những luyện đan sư kia nhóm, cũng theo toàn mẹ hắn mắt trợn tròn. Hô! Mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ thắm, vọt tới cao 3 trượng, cháy hừng hực, không thấy ảnh hưởng chút nào. Trác Phàm trong tay liệt diễm thao thiên, trên mặt lại là bình tĩnh tự nhiên, đạm mạc cực kỳ. Thế nhưng là chung quanh hắn, lại là từng đôi kinh dị ánh mắt, tràn đầy không thể tin nhìn lấy hắn, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Một bên thượng quan Khinh Yên, càng là bất khả tư nghị nói cổ. Cổ, ngươi ngọn lửa này là nguyên lực chi hỏa a, làm sao? Liếc mắt liếc một cái nàng, Trác Phàm một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, để cho nàng nhất thời chính là trì trệ. Bọn người người cũng là ra mặt co lại, lộ ra một mảnh ngươi mẹ nó đang đùa ta ánh mắt. Vội vã khoát khoát tay, thượng quan Khinh Yên một trận kinh ngạc nói, ta biết ngươi đây là nguyên lực chi hỏa,
thế nhưng là nơi này nhiều như vậy thú hỏa cùng thiên địa linh hỏa tại tình huống dưới, người cái này nguyên lực chi hỏa, làm sao một chút ảnh hưởng đều không có. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người không khỏi tất cả đều chợt một chút, phỉnh tai, muốn thở dài đến tột cùng. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhìn xem mọi người chung quanh, vừa nhìn về phía nàng, đạm mạc lên tiếng, ta khống hỏa tốt ha, phải biết, thân là một cái luyện đan sư, khống hỏa thế nhưng là rất quan trọng. Phanh phanh phanh, từng đạo cười ngất âm thanh bên tai không dứt, thượng quan Khinh Yên cũng là một cái lảo đảo, khó có thể tin nhìn về phía hắn nói, khống hỏa. Nơi này nhiều như vậy luyện đan sư, ai sẽ không khống hỏa? Thế nhưng là bọn họ ngay cả mình nguyên lực chi hỏa đều đánh không đến, làm sao lại ngươi nguyên lực chi hỏa như thế tràn đầy? Nghe được lời này, mọi người chung quanh cũng là tất cả đều hy vọng nhìn về phía hắn, muốn làm rõ bên trong đến tột cùng. Dù sao bọn họ cũng là luyện đan sư, tại khống hỏa kỹ thuật lên, cũng là muốn thăm dò một hai. Cái này không giống nhau. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm dương mắt nhìn mọi người chung quanh liếc một chút, bắt đầu nghiêm chỉnh nói vớ nói vẩn lên, lửa có linh tính, cho nên đẳng cấp thấp hỏa diễm, gặp gỡ đẳng cấp cao hỏa diễm, tự nhiên sẽ nhát gan. Nhưng là người cũng có linh tính, chỉ là cùng hỏa diễm linh tính phân thuộc khác biệt lĩnh vực, cho nên sẽ không bị đặc thù hỏa diễm uy áp áp chế. Cứ như vậy, vấn đề xuất hiện, nếu là đem hỏa diễm linh tính, dung nhập người linh tính bên trong, hỏa diễm sẽ còn bị áp chế sao? Không khỏi khẽ giật mình, mọi người liếc nhìn nhau, đều là một mặt kinh dị. Loại này lý luận, bọn họ còn chưa từng nghe qua đây, lửa là lửa, người là người, sao có thể nói nhập làm một? Dường như nhìn ra bọn họ tâm tư, Trác Phàm không khỏi bĩu môi nói, đây chính là các ngươi khống hỏa không đủ biểu hiện, lửa là lửa, người là người, cả hai tách ra, làm sao có thể khống chế được tốt đâu. Ta thì không giống nhau, ta đã đạt đến nhân hỏa hợp nhất chi cảnh, hỏa diễm thì hướng ta cánh tay một dạng, muốn duỗi ở đâu, thì duỗi ở đâu. Ta không sợ cao đẳng hỏa diễm uy áp, ta nguyên lực chi hỏa thì không sợ, đây mới là khống hỏa thuật cảnh giới tối cao. Há? Thì ra là thế, huynh đài thật sự là đại tài a, thế mà có thể đem khống hỏa thuật luyện đến như thế cực hạn, thật sự là bội phục bội phục. Đúng vậy a, huynh đài mặc dù chỉ là thần chiếu ngũ trọng, nhưng bản lĩnh lại là quá kinh ngạc người khác, nghĩ đến huynh đài nhất định là nghiên cứu đan đạo, mới chậm trễ tu luyện đi. Nếu không mà nói, huynh đài tu vi chắc là sớm đã đột nhiên tăng mạnh, huynh đài phần này nghiên cứu đan đạo bền lòng, thật là làm cho huynh đệ ta hổ thẹn a. Không sai. Chúng ta cho là mình đối đan đạo đã đầy đủ giải, mới tới tham gia cái này đan vương đại hội, nghĩ không ra huynh đài càng thêm kỹ nghệ hơn người. Nếu là lần này huynh đài bởi vì tu vi ràng buộc mà lạc tuyển, cũng quá đáng tiếc. Bất quá lấy huynh đài phần này chăm chỉ không ngừng nghiên cứu nhiệt tình, chúng ta tin tưởng, ngày sau huynh đài nhất định nhất phi trùng thiên. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đúng đúng, ha ha ha. Ba ba ba, từng tiếng chống tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người chung quanh tất cả đều một mặt kính phục nhìn về phía Trác Phàm, thượng quan Khinh Yên cũng là đầy dẫy tán thưởng mà nhìn xem hắn, ánh mắt đều cười thành trăng răng. Chỉ có thượng quan Ngọc Lâm ở phía xa nhìn lấy, lại là tức giận đến cắn căn đều nhanh cắn nát. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái này Trác Phàm như thế có bản lĩnh, liền một cái phổ thông nguyên lực chi hỏa đều có thể bị hắn chơi ra loại này nhiều kiểu, có thể khác người thường không thể, nghịch thiên mà đi, quả thực liền thành kỳ tích. Cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, Trác Phàm tay này khống hỏa thuật, quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, phá vỡ tất cả công nghiệp cao thủ tam quan a. Bất quá bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới là, Trác Phàm tay này khống hỏa thuật căn bản chính là giả dối không có thật, là hắn mù thổi ra. Hắn nguyên lực chi hỏa chỗ lấy như bức, không bị bên ngoài quấy nhiễu, hoàn toàn cùng hắn khống hỏa không có quan hệ, mà chính là trong cơ thể hắn ba đại hỏa diễm uy hiếp quá mạnh. Hỗn độn thanh viêm, phần thiên kim viêm cùng kinh khủng nhất diệt thế lôi viêm. Cái này ba đại hỏa diễm, có thể nói là tam đại đế vương, đóng tại trong thân thể của hắn. Tuy nói hắn thả ra là mình nguyên lực chi hỏa, nhưng sau lưng trèo trống, lại là tam đại đế vương hỏa diễm uy thế, con nào thú hỏa hoặc thiên địa linh hỏa uy áp dám như thế không biết tốt xấu áp đến nơi đây. Cái này rất giống một cái 4-5 tuổi, liếm láp kẹo que ngốc nhà đầu. Công nhiên đi tại tràn đầy cường đạo giữa rừng núi, những cái kia cường đạo đã sớm muốn đi lên khi dễ nàng một chút. Thế nhưng là vừa ngẩng đầu, đã thấy nhà đầu kia sau lưng, theo lên trăm vạn đại quân. Cứ như vậy,
lại có cái kia đuôi mù cường đạo, dám lên trước chịu chết đâu. Hiện tại tiểu nha đầu này cũng là Trác Phàm nguyên lực chi hỏa, hơn 1 triệu quân đội thì là tam đại đế vương hỏa diễm, bốn phía những cái kia dương nanh múa vuốt thú hỏa cùng thiên địa linh hỏa, cũng là cường đạo. Bất quá những cường đạo này, hù dọa hắn tiểu hài tử có thể, hù dọa sau lưng lớn như vậy chỗ dựa hài tử, hừ hừ. Còn không có can đảm đó đâu. Thế nhưng là điểm này, mọi người chung quanh lại cũng không biết, chỉ cho là Trác Phàm khống hỏa thuật đạt đến đoạt thiên địa tạo hóa tình trạng, đầy mắt bội phục cùng vẻ tán thán. Mà Trác Phàm không cần thanh viêm luyện đan, cũng là sợ ảnh hưởng hắn hỏa diễm. Dù sao đế vương xuất hành, thiên hạ người người đón lấy, vậy liền quá rêu rao. Biểu ca, thật nhìn không ra a, người còn có ngón này. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, Thượng Quan Khinh Yên một mặt mừng rỡ nhìn về phía Trác Phàm, hưng phấn mà hoa chân múa tay. Khinh Thường bĩu môi, Trác Phàm nhất thời đắc ý hiên ngang đầu, trêu đùa, hiện tại biết ta lợi hại, cái kia vừa mới ai nói ta luyện đan thuật kém cỏi. Hừ, khống hỏa lợi hại, luyện đan thuật thì mạnh sao? Gương mặt không khỏi một đỏ, nhưng Thượng Quan Khinh Yên vẫn là ngoan cường hả ra một phát đầu, không phục nói, cha ta nói thần chiếu cảnh, nhiều lắm là thất phẩm đan sư thì là cực hạn, bây giờ người ta thi vòng đầu liền muốn luyện thất phẩm đan, người có thể không thể thuận lợi thông qua thi vòng đầu còn chưa hẳn đâu. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, thì thào lên tiếng, luyện đan thuật trừ tu vi công lực những thứ này kiên quyết điều kiện, chủ yếu cũng là luyện đan bí thuật cùng khống hỏa thuật. Cái này khống hỏa một đạo, tại luyện đan thuật bên trên đương nhiên ảnh hưởng rất lớn. Người cùng cha người đều là ngoài nghề, tự nhiên không rõ ràng bên trong ưu khuyết, nhưng Phàm là luyện đan sư, đều chắc là rõ ràng điểm này, các ngươi nói có đúng hay không? Nói, Trác Phàm hướng bên cạnh mọi người kéo trợ giúp. Vâng vâng vâng. Liên tục không ngừng gật đầu, mọi người cũng là một mặt cười khổ, còn Lân Cận theo lệ nói, cô nương, biểu ca ngươi nói không tệ, liền lấy hiện tại tới nói, khống hỏa thuật còn thật mẹ hắn rất trọng yếu. Không phải vậy lời nói, chúng ta cũng sẽ không cứ làm như vậy đứng đấy, chờ bọn hắn luyện hết mới có thể động thủ. Lời vừa nói ra, mọi người cũng là tán đồng gật đầu, trên mặt đều là khổ bức chi sắc. Đúng vậy a, bọn họ những thứ này nghèo bức luyện đan sư. Nếu là có Trác Phàm cái kia một tay kinh thiên động địa khống hỏa thuật, cũng không sợ những cái kia đặc thù hỏa diễm uy áp, không đã sớm mở làm, còn cần đến như thế biệt khuất. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Thượng Quan Khinh Yên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Trác Phàm nói, có điều, phía trước nói cái gì đều vô dụng, lấy sau cùng kết quả nói chuyện. Lần này không phải so tốc độ sao, người có thể đi vào 10 vị trí đầu rồi nói sau. Ai, cô nương? Người cái này quá làm khó dễ người biểu ca, cái này đan vương đại hội cao thủ như mây, tiến 10 vị trí đầu gì khó khăn. Dù sao hiện tại nhóm người mình hành động không, những người kia lúc này làm nhảm lên gặp, một trận khuyên giải nói, coi như quý huynh có như thế nghịch thiên khống hỏa thuật, cũng so ra kém người ta tránh thức thiên địa linh hỏa cùng thú hỏa a, ta nhìn vào 100 cũng rất không tệ. Hắc hắc, hiện tại các người thừa nhận a, vừa mới cái kia khống hỏa thuật cùng luyện đan thuật không có lớn như vậy quan hệ. Dường như bắt bọn hắn lại bím tóc giống như, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi lúc này cười to lên. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, mọi người chung quanh cũng là từ chối cho ý kiến cười một tiếng, giải thích nói, cô nương, ảnh hưởng luyện đan thuật nhân tố quá nhiều, khống hỏa thuật là bên trong một trong, đến mức lệnh huynh có thể hay không đứng hàng đầu, còn phải nhìn hắn còn lại bản sự như thế nào, cái này không được biết. Huống hồ, hiện tại chúng ta ở chỗ này nghiên cứu thảo luận thời điểm, người hắn đã bắt đầu tay. Thậm chí có chút cao thủ đều nhanh luyện xong. Ta đoán chừng lệnh huynh hiện tại liền vị trí thứ 100, đều rất khó tiến vào. Không khỏi giật mình, Thượng Quan Khinh Yên nhất thời trong lòng chấn động, nhìn hai bên một chút, lại chính gặp mấy trăm thân có kỳ hỏa luyện đan sư, sớm đã luyện chế lên đan dược, có thậm chí đã đến kết quả quá trình, nhưng bọn hắn liền dược tài cũng còn không có bỏ vào trong lửa đây. Lần này thế nhưng là chậm trễ không ít thời gian, không khỏi bỗng dưng quính lên. Nhìn về phía những người kia cả giận nói, chỉ riêng nhìn lấy cùng các ngươi nói chuyện phiếm, cái này không kịp. Không khỏi trì trệ, mọi người thấy nàng cái kia vội vàng sắc mặt, lại là bất đắc dĩ nhún nhún vai, một mặt vô tội tướng, như thế nào là chúng ta chậm trễ các ngươi công phu, rõ ràng là tiểu thư ngài một mực quấn lấy quý huynh lại nhảy không ngừng a. Bọn họ nói rất có đạo lý. Lúc này, Trác Phàm cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, người đến tột cùng là đến hiệp trợ ta. Vẫn là đến trở ngại ta à?
sắc mặt bất giác trầm xuống, thượng quan Khinh Yên hung hăng nguyết hắn một cái, tức giận ngoác miệng ra, bất mãn nói, liền ngươi cũng nói như vậy, rõ ràng là chính ngươi cho hết thời gian, còn trách đến trên đầu ta. Nhìn, bọn họ đều nhanh luyện xong, liền. Nói, thượng quan Khinh Yên nhất chỉ thượng quan Ngọc Lâm phương hướng, lại là nhất thời im miệng. Bởi vì nàng còn nhớ rõ, bọn họ song phương hiện tại là không quen nhau. Theo nàng chỉ hướng nhìn qua, Trác Phàm cũng là khẽ gật đầu, thì thào lên tiếng, hắn luyện đến ngã man nhanh, có điều. Nói, Trác Phàm đã là không nhìn hắn nữa, nhất thời theo trong giới chỉ xuất ra một chuỗi dài dược tài, nhất thời ném tới cháy hừng hực đại hỏa bên trong, bắt đầu luyện hóa. Hừ hừ hừ, hiện tại mới bắt đầu luyện, không ngại muộn sao? Sa nghiêng nhìn Trác Phàm bên kia rốt cục bắt đầu động thủ, thượng quan Ngọc Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mặt vẻ khinh miệt. Ngược lại lại nhìn về phía trong tay hỏa diễm, lại là một khỏa linh lợi đan hoàn đã sắp thành hình. Ai ra, người bây giờ mới bắt đầu luyện, coi như luyện tốt cũng là 300 tên có hơn. Đồng dạng, thượng quan Khinh Yên nhìn lấy bốn phía nhiều đám hùng hồn hỏa diễm bên trong tình cảnh, cũng là một trận lo lắng, hy vọng cái này thi vòng đầu có thể bá thiếu chọn người. Người có thể thuận lợi lọt vào. Đúng vậy a, lấy huynh đài dạng này khống hỏa thuật, nếu là còn không thể lọt vào, vậy liền quá đáng tiếc. Bất quá, vẫn là khó a. Mọi người chung quanh, cũng là khẽ gật đầu, lại là nói từng câu không có dinh dưỡng ngồi châm chọc. Hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, thượng quan Khinh Yên không còn đi xem bọn hắn, chỉ là nhẹ hừ một tiếng, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Trác Phàm. Mà Trác Phàm lại không chút phật lòng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, nắm lên hỏa diễm bàn tay kia hơi hơi một khuất, đã là chuẩn bị thành đan. Không khỏi giật mình, người chung quanh nhất thời hoảng hốt, gấp kêu ra tiếng, huynh đài, người muốn làm gì? Người dược tài vừa mới bỏ vào, còn không có luyện hóa a. Bọn họ đều hiểu, tại lúc này Trác Phàm nếu là thu lửa, tất nhiên sẽ để tất cả dược tài hóa thành cho tàn, đây là luyện đan sư tối kỵ. Bọn họ vốn là coi là lấy Trác Phàm khống hỏa thuật. Coi là kinh nghiệm lão luyện luyện đan sư, nhưng không nghĩ tới thế mà lại phạm dạng này sai lầm, thật chẳng lẽ bởi vì thời gian cấp bách, bị buộc gấp sao? Thế nhưng là lại gấp, cũng không thể làm như thế hủy đan không não sự tình đi. Dù sao, bộ kia lên người chủ trì cũng không có nói ra muốn lấy trước mấy vị, chỉ cần luyện ra đan dược, đều có lọt vào khả năng. Nhưng người bây giờ một khi hủy đan, nhưng là phí công nhọc sức, không có chút nào lọt vào hy vọng a. Vị huynh đài này, trong đầu đến tột cùng nghĩ như thế nào a? Làm sao, thượng quan Khinh Yên không hiểu luyện đan, nhưng từ chung quanh những người kia kinh dị ánh mắt bên trong, cũng đoán ra Trác Phàm tựa hồ tại làm một số thường nhân khó có thể lý giải được sự tình, không khỏi vội vã lên tiếng. Mỉm cười lấy bĩu môi, Trác Phàm không chút phật lòng, chỉ là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia dạng dỡ thiêu đốt hỏa diễm, thăm thẳm lên tiếng, không có gì, bọn họ quát kêu mà thôi, không cần để ý. Nói, hắn đã là bàn tay cấp tốc thu nạp, ngập trời liệt diễm cũng là tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, trong nháy mắt thu vào lòng bàn tay. Cùng một thời gian, tất cả mọi người trước nhất thủ vị trí, Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Tiên hai vị luyện đan đại sư ngay tại lẫn nhau rằng co cạnh tranh lấy, không ai nhường ai. Hai người bọn họ, tất cả đều là khó được thiên địa linh hỏa, nóng rực hỏa mang chiếu lên nửa bên bầu trời một mảnh đỏ bừng. Hắc hắc hắc, Tiết lão đầu. Lão Phu sắp thành đan, lần này thi vòng đầu cạnh tranh đan, Lão Phu như cũ thắng ngươi một bậc a, ha ha ha. Hừ, chớ đắc ý, Lão gia hỏa, Lão Phu đan cũng gần thành, ai là đầu danh còn không nhất định đâu. Hai cái suốt đời Lão đối thủ, tại lẫn nhau chiến đấu lấy thắng lợi sau cùng, không ai phục ai, nhưng lại tại sàn sàn với nhau, không đến cuối cùng, rất khó đoán được bọn họ người nào là chân chính thắng được người. Đứng tại cầm đầu trên đài cao. Ngó nhìn nơi này hết thảy bách lý kinh vĩ, nhìn thấy cái này hai cái lão gia hỏa tính bướng bỉnh, cũng là không khỏi hơi hơi điểm ngẩng đầu lên, tràn đầy vẻ vui mừng, hướng bên cạnh thị vệ cười nói, không hổ là Mạnh lão còn có hắn sư đệ a, vùng này luyện đan sư bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ xa xa dẫn trước, đã lập tức liền muốn đan thành. Cùng bọn hắn cách gần nhất người, hãy còn có lưu bọn họ một nửa trình tự làm việc, ở giữa công lực kém cách, thật sự là không thể tính theo lẽ thường a. Xem ra lần này thi vòng đầu danh cùng người thứ hai, là tại cái này hai vị tiền bối bên trong quyết ra. Đúng vậy, dù nói thế nào, Mạnh lão cũng là hoàng thất phòng luyện đan đi ra người,
hắn sư đệ Thiết Định Tiên cùng hắn đọ sức nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng là bên trong hảo thủ, người khác những cái kia hỗn tạp luyện đan sư, sao có thể so ra mà vượt a? Khẽ gật đầu, thị vệ kia cũng là khẽ cười một tiếng nói. Cười nhạt gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi thở dài, trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia thất vọng, vốn là lần này đan vương đại hội, hàng đầu mục đích là dẫn xà xuất động, cầm xuống thượng quan ra một đám tặc tử. Ngoài ra ta cũng muốn nhờ vào đó, có thể vì đế quốc đều chiêu một số người mới. Nhưng không nghĩ tới, người này mới thật sự là không tốt chiêu a. Phi Vân Kiếm Vương lĩnh vực, trừ cái này Thiết Định Tiên bên ngoài, người khác đều quá bình thường, cùng Mạnh Lão những thứ này tránh thức kỳ tài so sánh, chênh lệch quá lớn, căn bản không xứng vào ở đế đô, vì đế quốc hiệu lực. Đúng vậy a, bất quá cái này cũng chính nói rõ thừa tướng đại nhân mấy năm này chiến tích nổi bật, Trung Châu toàn bộ nhân tài, đã bị thừa tướng thâu tóm dưới trướng, cá lọt lưới ít có, mới làm đến cái này dân gian bên trong lại khó lấy ra hữu dụng chi tài a. Ha ha ha, ngươi ngược lại là dài đến một chương mồm miệng khéo léo. Thị vệ kia nhỏ khẽ khom người, nịnh nọt lên tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ nghe đến, không khỏi bật cười vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài lên tiếng, có lẽ như thế đi, đế quốc mạnh đại, nhân tận mới, ta chỗ nguyện vậy. Ha ha ha, lão gia hỏa, ta đã nhanh đan thành, lần này còn là ta thắng ha. Thế mà đúng lúc này, cười to một tiếng lại là đột nhiên truyền ra, mọi người giật mình, định thần nhìn lại, đã thấy phát ra tiếng người chính là Mạnh Phi Thiên không thể nghi ngờ. Mà trong tay hắn đan hoàn, đã tròn trịa như ngọc, chỉ kém sau cùng đan hỏa thu hết, liền có thể thành đan. Mà Thiết Định Tiên trong tay đan hoàn, nhưng vẫn có một vài tỷ vết, cần trợ cấp, nhưng cũng là kém một tia mà thôi, giây phút ở giữa thôi. Nhưng dù vậy, thắng bại cũng đã phân ra. Điều này không khỏi làm Thiết Định Tiên tức giận đến toàn thân run rẩy, nổi trận lôi đình, lại không có cách nào. Chỉ có thể nhìn Mạnh Phi Thiên cái kia phách lối mặt mũi. Khóe miệng đều nhanh liệt đến cái ót, mãnh liệt hỏa diễm cũng đang dần dần hướng đan hoàn bên trong thu nhập. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ cùng bên cạnh thị vệ không khỏi liếc nhau, cười khẽ một tiếng, sau cùng, vẫn là Mạnh lão thắng được a, tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa. Ha ha ha, cái này hai cái lão gia hỏa, thật sự là có ý tứ. Oanh! Thế mà, còn không đợi Bách Lý Kinh Vĩ lời nói xong. Mạnh Phi Thiên hỏa diễm cũng không có hoàn toàn thu nhập đan hoàn thời khắc, một tiếng điếc tai nhức óc nổ đùng lại là nhất thời vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó, một tiếng khoan thai giọng nam, bỗng dưng to rõ vang dội đến, đại nhân, ta đan thành. Cái gì? Không khỏi giật mình, Bách Lý Kinh Vĩ bất khả tư nghị hướng nơi xa cái kia mảnh toàn diện liền nguyên lực chi hỏa đều sinh không nổi đến nơi hẻo lánh nhìn qua, trong lòng nhịn không được nhất động. Thế mà so Mạnh lão cái này hoàng thất luyện đan sư còn nhanh hơn, chẳng lẽ nơi này thật có còn chưa khai quật xuất đan đạo thiên tài. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Mạnh Phi Thiên cũng là bị vừa mới đạo này giọng nam dọa đến run một cái, tay bên trong đan dược đều kém chút không có bị trong nháy mắt hủy, không khỏi nhất thời giật mình. Cái này sao có thể, chẳng lẽ tại như vậy cái xó xỉnh địa phương, trừ Thiết Định Tiên cái này lão đối thủ bên ngoài, còn có người luyện đan thuật tại lão phu phía trên. Nghĩ như vậy, Mạnh Phi Thiên mi đầu đã là thật sâu nhăn lại, tiếp lấy vội vàng mau chóng đem hỏa diễm thu nhập đan hoàn bên trong, rơi vào một cái người thứ hai, sau đó liền không kịp chờ đợi hướng thanh âm truyền đến chỗ xa xa nhìn qua. Thiết Định Tiên cũng hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn về sau, mi đầu lắc một cái, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Vùng này hắn quen thuộc nhất, trừ bọn họ tiết ra bên ngoài, cũng không có khác luyện đan siêu mạnh mẽ xưa a. Nhưng là bây giờ... Làm sao lại ra cái luyện đan tốc độ so với bọn hắn hai sư huynh đệ nhanh hơn người đâu? Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vẫn là mắt thấy mới là thật đến lưu loát. May mà hắn đan hoàn cũng lập tức muốn hoàn thành, sau đó hắn cũng vội vàng tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát cũng hoàn thành linh đan, rơi vào một cái vị thứ ba thứ tự. Kết quả là, Bách Lý Kinh Vĩ, Mạnh Phi Thiên cùng Thiết Định Tiên ba người, đều xa xa hướng về cái hướng kia nhìn quanh, trong lòng hồ nghi không ngừng. Còn lại người cũng là bỗng dừng lại trong tay động tác, đầy mặt kinh dị nhìn về phía đi, muốn nhìn một chút người nào ngưu như vậy, luyện đan tốc độ đều vượt qua hai vị đại sư cấp nhân vật. Thừa tướng đại nhân, ta đi giúp ngài nhìn xem, có phải là thật hay không? Bên cạnh tên thị vệ kia, nhẹ nhàng liếc Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, thì thào lên tiếng dò hỏi. Trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ lại là chậm rãi lắc đầu, không, người này đã hái thi vòng đầu danh.
bản tướng ngã muốn tự mình gặp được thấy một lần. Như hắn thật sự là đại tài, bản tướng chiêu hiền đãi sĩ, tự mình tiễn hắn nhập đế đô, cũng là cần phải. Thế nhưng là nếu là hắn dám gạt ta, mua danh chuộc tiếng. Hừ hừ, bản tướng tính khí cũng không phải như vậy quá ôn hòa. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ đã là trong nháy mắt bước chân, hướng thanh âm truyền đến chỗ, sải bước bước đi. Mạnh Phi Thiên cùng Thiết Định Tiên hai người gặp, cũng là vội vàng đuổi theo, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Kết quả là, ba người nương theo lấy một đám hộ vệ, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến Trác Phàm chỗ đó. Mà giờ này khắc này, Trác Phàm bàn tay vẫn tại chết nắm lấy, vẫn chưa buông ra. Vừa mới người nào hô đan thành. Đi tới nơi này một mảnh, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người vội vàng nhất chỉ Trác Phàm chỗ đó, mà lại tựa hồ là sợ hắn cho mọi người mang đến tai nạn giống như, tất cả mọi người vội vàng tránh đến một bên, cùng hắn phân rõ giới hạn, sắc mặt muốn nhiều khó coi, có nhiều khó coi. Thượng quan Khinh Yên cũng là một mặt oán trách liếc hắn một cái, sau đó ngăn không được lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vừa mới bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, Trác Phàm luyện chế dược tài mới luyện bao nhiêu thời điểm a? Liền dược tài đều không luyện hóa đây, thì một thanh tính cả hỏa diễm tất cả đều bắt lại. Dạng này kết quả, đơn giản cũng là thuốc hủy lửa tắt, lại không ai trả lời bất luận cái gì khả năng. Lúc đó tất cả mọi người cho là hắn điên, từ bỏ, cam chịu. Thế nhưng là về sau bọn họ mới hiểu được, cái này nha không chỉ là điên, càng mẹ hắn ngốc, không muốn sống. Vậy mà tại dược tài toàn bộ bị bắt nhập trong lòng bàn tay trong tích tắc, thì hô lên đan thành hô quát. Muốn cùng hai vị kia đại sư đoạt đầu danh. Ai, đây cũng không phải bình thường đan vương đại hội a, người muốn tùy tiện hồ ngôn loạn ngữ, bàn lộng thị phi, bị người ta đuổi đi ra nhận việc. Đây chính là Phi Vân Vương phủ tổ chức đan hội, khắc nghiệt cực kỳ a, người rõ ràng đan hủy, còn nói đan thành, đây rõ ràng cũng là trêu đùa Phi Vân kiếm vương a, đây chính là rơi đầu sự tình. Không thể nói được, người khác nếu là liên lụy bên trong, cũng phải rơi cái liên đới tội danh. Kết quả là, những cái kia trước kia còn tại tán thưởng hắn khống hỏa thuật lợi hại, một trận thân mật các luyện đan sư, bây giờ lại là có bao xa, trốn xa hơn, một bộ ta không biết hắn biểu lộ. Cũng chỉ có Thượng quan Khinh Yên bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh hắn, muốn tránh cũng tránh không, rất ủy khuất. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, Trác Phàm điên cuồng như vậy, tại Phi Vân Vương phủ còn dám to gan như vậy trêu đùa người chủ trì đâu. Nếu là hắn bởi vậy bị tại chỗ giết chết. Thế nhưng là ai cũng cứu không hắn a. Mà Thượng quan Ngọc Lâm xa nhìn đây hết thảy, trong lòng không sai, lại là lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác gian tà nụ cười. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào sử dụng Phi Vân Vương phủ đem Trác Phàm cái nhìn này bên trong đinh trừ rơi, nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn chả không có xuất thủ, tiểu tử này chính mình muốn chết giống như đưa lên đầu người, ngã tiết kiệm hắn không ít chuyện. Nếu là giờ này khắc này không coi ai ra gì lời nói, hắn thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài một phen, tiểu tử thúi, người cũng có hôm nay a, ha ha ha. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ đã minh bạch cái gì, sau đó đờ đẫn địa chuyển hướng Trác Phàm chỗ nào, lạnh lùng nói, là ngươi hô đan thành. Đúng, đại nhân, khẽ gật đầu, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, bình tĩnh vô cùng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu liếc hắn một cái, không khỏi khoan thai cười ra, chỉ là cái kia trong tươi cười, lại tràn đầy băng lãnh hàn ý, huynh đài, trước kia ta tại đế đô lúc, cũng thường xuyên gặp phải một số vì hấp dẫn ta chú ý lực, cố làm ra vẻ, mua danh chuộc tiếng chi đồ, muốn dùng cái này tiến vào đế đô cao tầng. Đương nhiên, đối với có bản lĩnh người, ta tự nhiên là không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Thế nhưng là, ta chán ghét loại này bị người làm khỉ đùa nghịch cảm giác. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ chợt lạnh lạnh lên tiếng, nếu là ngươi có cái gì đặc thù tài năng, đều có thể tự mình tìm ta, tự đề cử mình. Thế nhưng là tại luyện đan trên đại hội, liều chính là đan thuật, ngươi như coi đây là mồi dụ ta tới, lại cho ta triển lãm hắn có thể. Hừ hừ hừ, xin lỗi, cho dù ngươi mới có thể lại đặc thù, ta cũng làm ngươi đang đùa bỡn ta, hội ấn đan hội quy củ làm việc, ngươi hiểu chưa? Đương nhiên, khẽ vuốt cằm. Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng âm thầm gật đầu, đây là ít có thể tại hắn răn dậy trước, như thế thản nhiên người, vẻn vẹn phần này tâm tính,
Bách Lý Kinh Vĩ cũng đã đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá nguyên tắc là nguyên tắc, nếu là Trác Phàm vừa mới thật sự là nói xuông lời nói, hắn vẫn là sẽ không chút lưu tình xóa sạch hắn. Kết quả là, ba một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ vỗ một cái Trác Phàm cái tay kia, trịnh trọng cảnh cáo nói, sau cùng cho ngươi một cơ hội, chân đan thành sao? Đương nhiên, cười nhạt một tiếng, Trác Phàm trong lòng thản nhiên. Thế nhưng là hắn thản nhiên, chung quanh những người kia dĩ nhiên đã sắp gấp chết. Đại ca, ngài thật là có thể thẳng A, đều đến cái này phần lên, người ta đều đã theo ngươi nói rõ ràng xử sự nguyên tắc, cũng cho ngài lối thoát. Ngài nhận cái sai, trực tiếp rời đi là được, làm gì còn như thế cưỡng đâu. Ngài có hay không đan thành, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao. Bất đắc dĩ dao động cái đầu, những người kia một trận ai thán. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn mọi người một cái, lại xem hắn, không khỏi bỗng dưng cười rộ lên, ngươi là ta gặp qua tâm tính người tốt nhất, ở trước mặt ta còn có thể như thế bình chân như vậy, bình chân như vậy. Bất quá tâm tính cho dù tốt, kịch chung quy là kịch, chắc chắn sẽ có lộ tẩy một ngày. Như vậy, đã ngươi nói ngươi đã đan thành, vậy liền đem luyện thành đan dược lấy ra xem một chút đi. Bất quá ta sau cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi hiện tại nắm chặt quyền đầu đi ra ngoài, ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là ngươi như mở rộng cái bàn tay này, hết thảy đã thành kết cục đã định, nhưng là cái gì đều muộn. Hung hăng nhăn Trác Phàm quần áo, Thượng Quan Khinh Yên cho hắn mãnh liệt nháy mắt ra dấu, thế nhưng là Trác Phàm lại là không chút phật lòng. Ha ha ha, đa tạ đại nhân hảo ý, bất quá tại hạ có vẻ như không cần muốn làm như thế. Không khỏi cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi mở ra bàn tay kia, còn có, tại hạ không phải tâm tính tốt, mà chính là không thẹn với lương tâm. Đại nhân vừa mới quát hỏi, đại khái là nhìn người khác sắc mặt mà đến đây đi. Bất quá, người khác cũng là người khác, cho ra phản ứng, chưa chắc là chính xác nhất. Ông, bỗng nhiên, một đạo ngâm khẽ chấn động đột nhiên vang lên, ngay tại Trác Phàm bàn tay vươn ra trong tích tắc, từng đạo ánh sáng đúng là ngăn không được phát ra. Đồng thời, một cỗ pha trộn đan khí, cũng là như mây ngũ sắc giống như chậm rãi bay ra, nhất thời bao phủ toàn trường. Mọi người vừa nghe, nhất thời sảng khoái tinh thần vô cùng phấn chấn, riêng là nơi này đều là luyện đan sư, trong nháy mắt đã phán đoán ra, đây chính là thượng đẳng nhất thất phẩm đan hoàn. Hưu, một đạo tiếng xé gió vang, cái kia đan vừa tiếp xúc với ngoại giới không khí, lập tức tựa như có linh tính, trong nháy mắt thoát ra ngoài. Mạnh Phi Thiên xem xét, tay mắt lanh lẹ, nhất thời một cái thủ quyết đánh xuống, cái kia đan dược liền bỗng dưng định trụ, sau đó lại bị hắn thu tay lại bên trong. Cảm thụ lấy cái kia theo trong lòng bàn tay truyền đến nóng rực nhiệt độ, còn có cái kia đan hoàn sơ thành lúc cái kia cỗ dị dạng đan hương, Mạnh Phi Thiên vội vàng đi vào Bách Lý Kinh Vĩ trước mặt, một mặt kinh dị gật đầu, công tử, là vừa vặn luyện ra thất phẩm thượng phẩm đan, không có sai. Cái gì, tiểu tử kia lung tung một chảo, vậy mà thật cho luyện thành thất phẩm đan. Thân thể chấn động mạnh một cái, nghe được lời này, kinh hãi nhất không phải Bách Lý Kinh Vĩ, mà chính là những cái kia tại Trác Phàm bên cạnh xem náo nhiệt các luyện đan sư. Bọn họ thế nhưng là biết Trác Phàm là làm sao luyện đan, nhưng là cũng là bởi vì như thế, bọn họ mới một mặt kinh hãi đến tột đỉnh, trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại. Dạng này cũng có thể luyện thành đan. Thượng Quan Khinh Yên càng là bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Chẳng lẽ luyện đan dễ dàng như vậy, chỉ là đem dược tài bỏ vào trong lửa, sau đó bỗng nhiên một chảo liền có thể sao? Thế nhưng là đã như vậy, những gia tộc kia các luyện đan sư suốt ngày đến muộn tại trước lò luyện đan, từng chút luyện đan, đến cùng làm cái quỷ gì? Có điều nàng lại làm sao biết, khác luyện đan sư cũng không có Trác Phàm độc môn luyện đan bí thuật, nhất trưởng càn khôn. Năm đó hắn nhưng là bằng chiêu này thần thông, đem một đám tự cho là đúng luyện đan cao thủ, ngược đến không muốn không muốn, sau cùng còn thành công bắt được thiên vũ đệ nhất luyện đan sư làm đồ đệ. Cho nên môn tuyệt học này, xem như Trác Phàm bất truyền chi bí. Thật sâu nhìn một chút trong tay đan hoàn, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lại Trác Phàm, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vừa mới chỗ lấy đối Trác Phàm nghi ngờ, hoàn toàn là bởi vì chú ý tới người khác đối với hắn thái độ mới nghi hoặc. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, người ta thật đúng là luyện đan cao thủ, tốc độ siêu việt hai đại luyện đan đại sư. Kết quả là, Bách Lý Kinh Vĩ tuy là thừa tướng chi tôn, nhưng cũng là chiêu hiền đãi sĩ người, liền chậm rãi đi vào Trác Phàm trước mặt,
thật sâu bái xuống, tạ lỗi nói, vị tiên sinh này rộng lòng tha thứ, vừa mới là tại hạ đường đột, như có đắc tội, mong được tha thứ. Chỗ nào, đại nhân khách khí, nhếch miệng lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, không kiêu ngạo không tự ti. Nơi xa thượng quan Ngọc Lâm nhìn lấy đây hết thảy, lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, chỉ là trong lòng vẫn không hiểu, tiểu tử này đến tột cùng làm cái quỷ gì, rõ ràng nhất trưởng dược tài đều hủy, làm sao còn sẽ ra đan. Mạng cũng thật là lớn, ánh mắt khẽ híp một cái, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi thở phì phò nói. Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay viên kia còn mang theo một chút ấm áp đan hoàn một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi lần nữa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, khen, như thế trong thời gian ngắn, thế mà có thể luyện chế ra như vậy phẩm chất linh đan đến, tiên sinh cũng là đan đạo bên trong đại sư cấp nhân vật A. Không dám không dám, đại nhân khách khí, khẽ vuốt cằm, Trác Phàm khiêm tốn nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ một trận cười khẽ, lần nữa thật sâu bái hạ, tiên sinh đại tài. Làm có thể này vinh, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, từ đâu mà đến, cư ở chỗ nào. Tại hạ Cổ Nhất Phàm, Tây Châu người, lánh nạn mà đến, ở tạm tiền môn viện Cổ Trạch. A, nguyên lai là mới vừa vào ta Trung Châu khu vực A, ha ha ha. Hoan nghênh hoan nghênh. Không khỏi bụng mừng rỡ, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa cung kính thi lễ nói, ta Trung Châu kiếm tinh đế quốc luôn luôn phổ biến nạp hiền tài, chiêu hiền đãi sĩ. Cổ tiên sinh có thể không xa 10.000 dặm đến ta Trung Châu, quả nhiên là đến đúng địa phương A. Tin tưởng cổ tiên sinh ở chỗ này, nhất định có đại thi quyền cước cơ hội. Nhận ngài cắt ngôn. Không không không, đây là ngài thực lực, ta kiếm tinh đế quốc tuyệt sẽ không chôn không có bất cứ người nào mới. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ khom người làm ra một cái mời thủ thế, mặt mày hớn hở nói, cổ tiên sinh chính là lần này thi vòng đầu danh. Thậm chí đều vượt qua hai vị đan đạo đại sư, lẽ ra nên cư cầm đầu vị, mời đi theo ta. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ đã là phía trước dẫn đường, hộ vệ hai bên mở đường, không nói ra phong cảnh, cho tận Trác Phàm mặt mũi. Trong lòng âm thầm gật đầu, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, càng thêm cẩn thận, người này đối nhân xử thế coi là thật tận được lòng người. Cái kia quả quyết lúc sát phạt lăng lệ, cái kia kính cẩn nghe theo lúc có tự nhiên như thế mà làm. Không có chút nào nửa phần dáng điệu, coi là thật tiến thối có độ, không đơn giản a. Cái này đã không phải mưu trí lên siêu phàm, hoàn toàn đã đạt đến nhập thế bên trong cảnh giới cực cao, chỉ là một cái vương phủ quản sự, như thế nào lại có dạng này khí độ. Trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, Trác Phàm thở sâu, cũng không già mồm, thẳng theo sau. Một bên thượng quan Khinh Yên sững sờ một chút, đợi kịp phản ứng cũng là lập tức theo tới bên người, hồng quang đầy mặt, hiển thị rõ đắc ý. Chỉ để lại một đám mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị luyện đan sư, sang nghiêng nhìn Trác Phàm hai người được mời đến phía trước, chú tại mấy trăm luyện đan sư trước đó, hiển thị rõ vô thượng vinh quang, dường như đã bị vương phủ phụng làm khách quý. Càng là nhìn xa xa đây hết thảy thượng quan Ngọc Lâm, càng là hận đến hàm răng đều nhanh đoạn. Nha nha cái phi, vốn đang coi là gia hỏa này gặp phải phiền phức, đầu muốn rơi. Kết quả trong nháy mắt công phu, lại là nhất thời phong hồi lộ chuyển. Gia hỏa này chẳng những đầu bảo trụ, còn danh tiếng ra hết, bị tất cả mọi người tuần lễ, sùng kính, thật sự là buồn cười. Phải biết, lão tử mới là hành động lần này hạt giống tuyển thủ A, người một người dự khuyết ra như thế gió lớn đầu làm gì. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan Ngọc Lâm thì đầy mình nước đắng, riêng là nhìn đến thượng quan Khinh Yên tại Trác Phàm bên người cái kia một trận hưng phấn vẻ mừng rỡ, liền ngăn không được cảm thấy biệt khuất phẫn hận. Hắn cái này 7 ngày khổ luyện luyện đan thuật, đến tột cùng vì cái gì a? Chẳng lẽ còn không bằng một cái, thần chiếu ngũ trọng tu vi, nhiều lắm là thất phẩm luyện đan sư yếu gà sao? Trong lòng của hắn không cam lòng, hung hăng cắn hàm răng, oán độc song đồng chăm chú nhìn cái kia không ngừng hướng về phía trước, khoan thai tự đắc bóng người, trong lòng một trận oán thầm. Hừ hừ hừ, họ Cổ, người khác cao hứng quá sớm, trèo càng cao, té càng đau. Ngươi một cái thần chiếu cảnh, nhiều lắm là thất phẩm luyện đan sư, đây là ngươi cực hạn. Hiện tại đi đến cao như vậy vị trí, chờ thi vòng hai thời điểm luyện không ra ra dáng đan đến, mất mặt mất hứng, sớm muộn sẽ bị người oanh ra ngoài. Thượng quan gia hy vọng, lần này chui vào vương phủ công lao, còn phải rơi đến lão tử trên đầu, hừ. Lão tử không giận, lão tử thật tốt luyện đan, sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta chờ coi. Trong lòng không ngừng cho mình an ủi,
Thượng quan Ngọc Lâm trên mặt lại là một mảnh tái nhợt chi sắc, trong tay hỏa diễm cũng đang thiêu đốt hừng hực, hoàn thành lấy một bước cuối cùng thành đan trình tự làm việc. Vừa vặn bên cạnh các luyện đan sư nhìn đến hắn bộ này tái nhợt khuôn mặt, lại là từng cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong mắt một mảnh nghi hoặc. Vị nhân huynh này làm sao, luyện cái đan đều có thể luyện đến nổi trận lôi đình. Như thế tâm tính, còn có thể làm luyện đan sư. Nhìn đến a, đây chính là Bách Lý Kinh Vi a, lấy lên được, thả xuống được. Vừa mới còn đang uy hiếp người kia đây, hiện tại thì coi đối phương là khách quý nghênh đến phía trước, trung gian mảy may không chậm trễ chút nào trệ. Một phương diện khác, tại một chỗ tối tăm trong góc, chẳng biết lúc nào, Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đã là khoan thai tự đắc đi tới nơi này một bên, nhìn đến vừa mới một màn. Thượng quan Phi Vân càng là trong mắt tinh mang lóe lên, soi mói nói, luận phần khí độ này cùng tâm tính, cho dù là lão phu cũng tự hỏi không kịp tiểu tử này ba phần, nếu không người ta là đế quốc thừa tướng đây, hừ hừ. Bất giác yên lặng cười một tiếng, Đan Thanh Sinh lúc này lại tố một miệng rượu mạnh, cười hì hì nói, ha ha ha. Thường nói, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hắn nếu không có phần khí độ này, sao phối thừa tướng chức phụ? Ngươi cho rằng giống như chúng ta, đều là một giới võ phu sao? Một giới võ phu làm sao, hắn kiếm tinh đế quốc lão tổ tông, bất bại kiếm tôn vẫn là một giới võ phu đây. Không có cái này một giới võ phu ở chỗ này chống đỡ, hắn kiếm tinh đế quốc có thể trấn nhiếp bốn châu. Chúng ta sao lại chạy đến hắn Trung Châu đến, vào ở cửu kiếm vương chức phụ? Nói thì nói như thế, bất quá giành chính quyền dựa vào võ, bình thiên hạ dựa vào văn. Cái này kiếm tinh đế quốc uy thế, thật là dựa vào bất bại kiếm tôn tại chống đỡ. Có điều, chúng ta tâm lý đều rõ ràng một việc. Chợt, Đan Thanh Sinh trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt khuôn mặt, mở miệng yếu ớt, cái này kiếm tinh đế quốc cường đại, một nửa trở lên công tích, đều tại cái này Bách Lý Kinh Vĩ trên thân đâu. Có thể nói, không có Bách Lý Kinh Vĩ, bất bại kiếm tôn muốn bắt lại bốn châu, thật có cái này khả năng, lại là cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ a, chỉ sợ thời gian phải nhanh đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thượng quan Phi Vân thật sâu liếc hắn một cái, cũng hơi hơi gật gật đầu, thì thào lên tiếng, đúng vậy a, Trung Châu thực lực cường thịnh đến đâu một số, lấy cửu kiếm vương uy thế, liền có thể độc chọn bốn châu. Bách Lý Kinh Vĩ nhiều năm như vậy bố trí, lập tức liền muốn xuất hiệu quả. A, tiểu quỷ này làm sao cũng tới. Thế mà, còn không đợi Thượng quan Phi Vân lời nói xong. Đan Thanh Sinh lại là nhất thời giật mình, bất khả tư nghị kêu lên sợ hãi, ngay sau đó, trong mắt chợt lộ ra một bộ vẻ mờ mịt, chẳng lẽ lần này liền Tây Châu. Trong lòng bỗng dưng không hiểu, Thượng quan Phi Vân một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn, lão gia hỏa, người nói người nào đến. Há, không có gì, nhận lầm người. Giật mình một chút, Đan Thanh Sinh lại là mỉm cười lấy lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến cười cười. Chỉ là trong tay bầu rượu cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy tùy tiện thoải mái mà cầm lấy, mà chính là hung hăng bắt lại, trong hai con ngươi tinh mang nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ gì. Đi vào trước nhất vị trí, ở vào Mạnh Phi Thiên hai người trước đó, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời hướng Trác Phàm khom người cúi đầu, cười nói cổ tiên sinh chính là lần này luyện đan trông mong, mời ở nơi này chỗ, đợi thi vòng hai thời điểm, cũng tốt để tại hạ cẩn thận thấy tiên sinh kỳ kỹ. Đại nhân khách khí. Mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu hoàn lễ, liền lại quay người đi hướng đài cao, tiếp tục quan sát còn lại người luyện đan tiến độ. Chỉ là cùng Trác Phàm ba người so sánh, còn lại người lại là còn rất sớm đây. Liếc mắt liếc lấy Trác Phàm, Mạnh Phi Thiên hai cái lão gia hỏa đều là một mặt không phục bộ dáng, trong mắt cũng đồng dạng hiện ra nghi hoặc. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, lấy Trác Phàm tu vi cùng tuổi tác. Lại đang luyện đan lên còn nhanh hơn bọn họ lên một bậc, cái này để bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trên đời thật có như thế đan đạo thiên tài sao? Tiểu tử, kế thừa gì môn a? Ây, gia truyền, ha ha ha, Mạnh Phi Thiên liếc xéo lấy hắn, lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, qua loa nói. Rõ ràng nghe ra bên trong ý tứ, Mạnh Phi Thiên hai người không khỏi liếc nhìn nhau, đều là khinh thường bĩu môi, hừ. Không muốn nói coi như, dù sao lão phu hai người cũng không quan tâm. Đàng hoàng nói cho ngươi, hai người chúng ta đối luyện đan thế nhưng lại yêu cầu cực nghiêm. Đối với thất phẩm đan loại vật này, chúng ta không luyện đến tốt nhất, thì có lỗi với chúng ta ân sư cùng chính chúng ta danh dự.
cho nên vừa mới tuy nói là so tốc độ, nhưng hai người chúng ta luyện đều là cực phẩm đan. Cho nên người khác cho là mình luyện cái thượng phẩm đan, tốc độ vượt qua ta nhóm, liền đắc ý quên hình. Hắc, các ngươi hai cái lão gia hỏa luyện cái cực phẩm đan lại như thế nào, chúng ta vừa mới thế nhưng là lãng phí rất nhiều lúc. Nghe được lời này, Trác Phàm không có nói chuyện, nhưng là một bên Thượng Quan Khinh Yên đã là nhất thời không vui, đột nhiên hét to lớn tiếng. Thế nhưng là nàng chưa kịp nói xong, Trác Phàm đã là vung tay lên đem nàng chế trụ, cười khẽ nói liên tục, hai vị tiền bối nói là, vãn bối tài sơ học thiền, vừa mới trùng hợp nhanh một chút, hai vị tiền bối bỏ qua cho a. Chỗ nào, chúng ta làm sao có thể theo ngươi một cái tiểu gia hỏa để ý đây, cái kia nhiều mất mặt con a. Chậm rãi khoát khoát tay, Mạnh Phi Thiên hai người không chút phật lòng, nhưng vẫn là không nhìn được dương mắt liếc nhìn hắn một cái, không thể không thừa nhận nói, có điều, cho dù ngươi là thượng phẩm đan, lấy ngươi cái này tu vi có thể còn nhanh hơn chúng ta, nói rõ luyện đan thuật đã đạt đến cực hạn, tuổi trẻ tài cao a. Không thể nói được về sau ngươi hội siêu việt chúng ta, tiền đồ sán lạn, tiểu tử, thật tốt làm. Bật cười gật gật đầu, Trác Phàm hơi hơi ôm một cái quyền, gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Không nói thêm gì, Mạnh Phi Thiên hai người phất phất tay, không còn đi xem hắn, nhưng là hai người chuyển bài trong tích tắc, lại là liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài, đại có một loại hàng trăm tuổi cảm giác. Đây thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời, bọn họ đã cảm thấy đến từ người trẻ tuổi thật sâu uy hiếp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh lão, như thế thất lạc biểu lộ. Trên đài cao, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn phía dưới ba người, không khỏi lộ ra một tia vui cười đến, xem ra cái này cổ tiên sinh thật sự là một vị nhân tài. Vậy mà đã được đến hai vị đan đạo đại sư thừa nhận. Cho dù hiện tại tu vi thượng không đủ, nhưng là có rất lớn bồi dưỡng giá trị. Xem ra lần này đan vương đại hội, làm vẫn rất thành công a, lại để cho bản tướng nắm vào một vị nhân tài, ha ha ha. Cúi người hành lễ, bên cạnh thị vệ chúc mừng đại nhân, lại vì đế quốc tìm được một hiền tài người lương thiện trợ. Bớt nịnh hót, chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi sắc mặt chợt lạnh lẽo. Đạm mạc lên tiếng, hiện tại những người này đan đã luyện đến không sai biệt lắm, đi, đem những cái kia liền lửa đều đánh không đến phế vật, cho hết bản tướng đuổi đi ra. Thượng quan gia tộc dù nói thế nào cũng là Đông Châu đệ nhất tộc, đã muốn phái thám tử đến, làm sao lại liền hỏa diễm đều không định tốt. Hừ hừ hừ, đúng, thừa tướng anh minh. Hơi khom người một cái, hộ vệ kia ngay lập tức đi xuống làm việc. Ai ai ai, có ý tứ gì a? Ta còn chưa bắt đầu luyện đan đâu. Liền lửa đều đánh không đến, ngươi còn luyện cái gì đan, cuồn cuộn. Cái này không công bằng a, đây là chúng ta đánh không đến sao. Rõ ràng cũng là bị hắn hỏa diễm áp chế đến kịch liệt a. Các ngươi không thể làm như vậy, căn bản chính là khi dễ chúng ta nghèo khổ luyện đan sư, không có đặc thù hỏa diễm a. Một trận hối hả tiếng ồn ào vang lên. Vương phủ bọn hộ vệ đã là bắt đầu xua đuổi lên những cái kia còn chưa kịp bắt đầu luyện đan các luyện đan sư, nhất thời liền nổ lên một trận ồn ào hô quát. Không để ý đến bọn họ bất mãn, bọn hộ vệ chỉ là ngang ngược mà đem bọn hắn bắt lại, sau đó hung hăng kéo tới vương phủ cửa, hung hăng ném ra bên ngoài, mặc cho bọn hắn lại chửi rủa cũng vô dụng. Nếu là bọn họ còn có không cam lòng, muốn mạnh xông vào vương phủ, những hộ vệ kia nhất thời thả ra khí thế cường hãn. Đem bọn hắn làm kinh sợ đi, thậm chí khí thế kia bên trong, đã là xen lẫn băng lãnh sát ý. Rất rõ ràng, nếu như bọn họ lại như vậy hồ nháo đi xuống, tất nhiên sẽ lọt vào vương phủ cao thủ mạt sát. Bỗng dưng, bọn họ thân thể lắc một cái, không dám la lối nữa, chỉ có thể một mặt biệt khuất rời đi nơi này. Vương ngoài cửa phủ, cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì một chút lời oán giận dám phát ra một tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ đứng lên trên đài cao, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt băng lãnh dị thường, lại không như lúc trước đối Trác Phàm như thế chiêu hiền đãi sĩ, ngược lại là như nhìn con kiến hôi đồng dạng, trong mắt chỉ có vô tận coi thường. Cái này, cũng là kiếm tinh đế quốc thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ, một cái chính thức thực lợi chủ nghĩa người. Đối với hắn chỗ chứng nhận nhân tài, hắn có thể để xuống tư thái, ba quỷ chín lại mời đến phụ tá tại hắn, hoàn toàn quên hắn thừa tướng thân phận. Nhưng đối với những cái kia hắn không để vào mắt tầm thường đến, hắn tuyệt đối là xua đuổi như rác tỉ, thậm chí hoàn toàn không tôn trọng sinh mệnh, băng lãnh giống như trời đông giá rét, không có một tia trắc ẩn cùng nhiệt độ.
Mà cái này, lại cũng chính là một cái tiêu chuẩn cấp trên cái kia có phẩm chất, tuyệt đối tỉnh táo cùng phân tích. Lại bài trừ rơi một nhóm người a. Nhìn lấy cái này tất cả mọi thứ, Trác Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng không sai, minh bạch người này ngay tại từng bước thiết chặt hắn lồng giam, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt được hắn muốn cái kia người. Nghĩ tới đây, Trác Phàm hình như có ý giống như không có ý địa chuyển bài nhìn thượng quan Ngọc Lâm chỗ đó liếc một chút, lại chính gặp hắn đã là dương dương đắc ý luyện tốt chính mình linh đan, còn một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn những cái kia sinh không nổi lửa các luyện đan sư, từng cái bị kéo đi tình hình, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Da mặt không khỏi có chút co lại, Trác Phàm trong lòng bất đắc dĩ ai thán, lắc lắc đầu. Ai, cái này ngu ngốc, vậy mà không có chút nào ý thức được. Cái này tấm lưới lớn đã đang từ từ thiết chặt, tóm đến cũng là ngươi nha. Thật sâu hít một hơi, Bách Lý Kinh Vĩ ngẩng đầu quét xuống mới mọi người liếc một chút, lại là lại đi hơn 200 người, đã chỉ có 400-500 người tồn tại, không khỏi khẽ cười một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, cất cao giọng nói các vị, cảm thấy vừa mới ta cách làm. Thỏa hay không? Đại nhân anh minh, 10 phần thỏa đáng. Cùng nhau liền ôm quyền, mọi người đều núi kêu biển gầm lớn tiếng nói. Không khỏi bất đắc dĩ bật cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu. Người ở đây đều là đã được lợi ích người, người giúp bọn hắn bài trừ đối thủ cạnh tranh, bọn họ đương nhiên cảm giác làm cho thỏa đáng. Tiểu tử này hỏi vấn đề này, rõ ràng chính là cho chính mình đan hội xứng danh a. Lão tử làm thật là đan vương đại hội, không phải săn bắt đại hội, những cái kia bị loại ra ngoài, là thật không hợp cách, không phải đế quốc đang trêu đùa các ngươi. Bằng không đế quốc danh dự thì bại hoại. Hài lòng gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ cảm thấy dạng này cường độ còn chưa đủ, tiếp tục tìm cho mình lý do, lãng không sai lên tiếng, phàm là luyện đan sư, đều nên đối mỗi một lần luyện đan toàn lực ứng phó. Tham gia đan hội, càng là như vậy đại hình đế quốc đan hội, sớm nên ngờ tới sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, riêng là hỏa diễm bị áp chế loại tình huống này, nhìn lắm thành quen. Bọn họ sớm nên có chuẩn bị, lại tới tham gia. Người đã không có chuẩn bị đầy đủ, liền đi đến nơi này, rõ ràng cũng là trong nội tâm không coi trọng, như vậy bị soát rơi cũng là hợp tình lý. Đại nhân nói cực phải, bọn họ đều là đáng đời. Lời vừa nói ra, lập tức liền có người ôm quyền khom người, nịnh nọt cười nói. Bọn người nghe đến, cũng là liên tục không ngừng phụ họa theo đuôi, mà lại một cái so một thanh âm lớn. Dường như dạng này một trận mông ngựa xuống tới, người ta liền sẽ để ngươi tấn cấp giống như. Chỉ có Trác Phàm, Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Tiên số ít mấy người, trầm mặc không nói, cũng không lên tiếng. Biểu thị tuy nhiên chúng ta không muốn ngược gây án, nhưng cũng không thông đồng làm bậy, đây là một cái luyện đan sư phải có tự tôn cùng phẩm chất. Vốn là A, tất cả luyện đan sư đều là theo yếu đến mạnh, từ nhỏ đến lớn, ngay từ đầu cũng chỉ có thể nắm giữ nguyên lực chi hỏa, về phần hắn hỏa diễm, cũng là bọn hắn trăm cay nghìn đắng thu phục, cũng không phải là một sớm một chiều được đến. Cho nên luyện đan sư khó khăn, chỉ có luyện đan sư rõ ràng. Riêng là một số nghèo khổ luyện đan sư, muốn tìm một chút đặc thù hỏa diễm, cũng là rất khó, có thậm chí muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Mà không có hỏa diễm, cũng không có nghĩa là hắn luyện đan thuật còn kém, không xứng cùng người cạnh tranh đan. Nếu là mạt sát điểm này, chẳng khác nào mạt sát lúc trước chính mình. Chỗ lấy giờ này khắc này, phàm là có chút khí khái luyện đan sư, đều tự nguyện trầm mặc. Mà những cái kia không ngừng quát kêu, A-dua nỉnh hót người, sớm đã không xứng đáng vì luyện đan sư, mà chính là xa vào tại danh lợi bên trong tục nhân thôi. Thật sâu nhìn lấy cái này tất cả mọi người động tĩnh, Bách Lý Kinh Vĩ gặp Trác Phàm bọn họ không một tiếng động, cũng là khẽ gật đầu, một mặt tán phục, đây mới là hắn muốn nhân tài. Mà nhìn những cái kia một trận đập hắn mông ngựa người, nhưng cũng là lộ ra khinh thường nụ cười còn những người này. Hừ hừ. Dùng một lần thì không cần gặp lại quân cờ mà thôi. Nghĩ như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, thăm thẳm lên tiếng, như vậy tiếp đó, thì vòng đầu sàng chọn chính thức bắt đầu. Ây! Không khỏi trì trệ, tại chỗ những cái kia mới vừa rồi còn nhảy cẫng hoan hô mọi người, không khỏi nhất thời sửng sốt, đại nhân, ngài. Nói cái gì, sàng chọn chính thức bắt đầu, vừa mới cái kia không tính sao? Đương nhiên không tính. Ngươi cho rằng đan vương đại hội dễ dàng như vậy? Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, vừa mới chỉ bất quá lại loại ra ngoài một nhóm tạp ngư mà thôi, tránh thức sàng chọn hiện tại mới vừa mới bắt đầu đây,
đem các ngươi đan dược đều lấy ra đi. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ kêu lên một bên thị vệ, mật ngữ nói với hắn hai câu, hắn liền gật đầu một cái, mang theo vương phủ hộ vệ nối đuôi nhau mà xuống đất đi vào trong đám người, bắt đầu điều tra mọi người lúc trước luyện ra linh đan tới. Chỉ một thoáng, 400-500 người, thần sắc thái độ khác nhau, có sầu lo, có do dự, có dương dương đắc ý, có mặt mũi tràn đầy tự tin. Cứ như vậy, điều tra hơn một canh giờ công phu, thị vệ đem mọi người linh đan làm hai nhóm, dần dần trình lên. Mà lại cái này hai nhóm không biết làm sao chia, cũng không phải là ấn thành đan trước sau phân chia, cũng không phải ấn linh đan phẩm chất phân chia, mà chính là hai nhóm đan dược bên trong, tất cả đều xen lẫn khác biệt phẩm chất linh đan, có thượng phẩm, có hạ phẩm, có trung phẩm, có kém phẩm, không phải trường hợp cá biệt. Đối mặt cái này hai nhóm đan dược, Bách Lý Kinh Vĩ ở trước mắt xem một chút, liền một đến nhất chỉ một nhóm đan hoàn nói, đem những này người, cho ta oanh ra ngoài. Vâng. Khom người cúi đầu, những hộ vệ kia lúc này lại là từng cái nối đuôi nhau mà vào, vọt tới mỗi cái luyện đan sư trước mặt, sau đó đem bọn họ một chảo, tựa như diều hâu vồ gà con giống như, dễ dàng xách đi. Chỉ là gần bị bắt đi trước, bọn họ vẫn không hiểu, bọn họ đến tột cùng vì cái gì bị đào thải a? Chờ một chút, chờ một chút, ta là thượng phẩm đan, tại sao lại bị đào thải? Sốt cục, có người không phục, hét lớn lên tiếng, tiếp lấy nhất chỉ một cái khác ở trong tối từ cười trộm người nói, ta so với hắn luyện đến nhanh, mà lại chất lượng cũng tốt hơn hắn, hắn chỉ là trung phẩm đan, vì sao đại nhân muốn đào thải ta? Người kia gặp bị người tố cáo, cũng là nhìn không được giật mình, thân thể phát run, sợ hãi rụt rè nhìn về phía đài lên Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn tâm lý cũng rõ ràng, chính mình không bằng cái kia bị đào thải người, nhưng là thì là không biết, vì sao bị lưu lại. Chẳng lẽ nói, là cái kia đại nhân nhìn lầm. Vốn là hắn chả mừng thầm may mắn thông quan, nhưng là bây giờ bị người tố cáo, lại là nhất thời dọa đến một ngã, trong lòng đã hận vừa lo, đem cái kia cử báo giả tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Thảo bà nội ngươi, lão tử có thể bị lưu lại, cái kia là vận khí tốt, ngươi quản được sao? Vì sao người bị đào thải, còn muốn lôi kéo lão tử cùng một chỗ? Thế nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ nghe được lời này, lại là không chút phật lòng, mỉm cười tiếng nói, bởi vì hắn đan dược, linh khí so ngươi nồng đậm. Linh đan, không có có linh khí, còn sao được xưng tụng là linh đan? Ách, không khỏi trì trệ, người kia nhất thời bị Bách Lý Kinh Vĩ lý do này, chấn động đến cho lôi lật, nhưng là rất nhanh liền một mặt không phục mắng ra âm thanh. Người nhà đến cùng biết hay không luyện đan, hắn đan dược linh khí nồng đậm, là bởi vì hắn dùng là bát phẩm linh dược, linh khí đương nhiên nồng đậm. Thế nhưng là cái kia đan dược chất lượng, tuyệt đối không có ta tốt. Ta dùng thất phẩm dược tài luyện phẩm chất, muốn so hắn bát phẩm dược tài luyện tốt, cái này chính nói rõ ta luyện đan thuật, ở trên hắn. Bọn người nghe, cũng là liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Thế nhưng là, ta nói qua lần này so là luyện đan thuật sao? Thế mà, Bách Lý Kinh Vĩ lại là lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi về sau nhập đế đô, là muốn hầu hạ hoàng thất thành viên. Hàng đầu điều thứ nhất, không phải là các ngươi luyện đan thuật như thế nào, mà chính là mọi thứ toàn lực ứng phó quyết tâm. Ta vừa mới thi các ngươi không phải luyện thất phẩm đan tốc độ, mà chính là có thể hay không tận chính mình lớn nhất toàn lực chỗ, đem thất phẩm đan cấp tốc luyện ra. Nhưng là ta lại phát hiện, có chút luyện đan sư chỉ lo chính mình khoe kỹ, quên mình yêu cầu. Rõ ràng dùng bát phẩm dược tài có thể mau chóng xuất đan, lại vẫn cứ phải dùng thất phẩm dược tài luyện thất phẩm đan. Rõ ràng dùng bát phẩm dược tài có thể luyện ra thất phẩm thượng phẩm đan, lại vẫn cứ dùng thất phẩm dược tài, luyện ra thất phẩm trung phẩm đan tới. Xin nhờ, chủ tử các ngươi là hoàng thất, không cần các ngươi bớt dược tài, cũng không cần các ngươi khoe các ngươi luyện đan thuật mạnh cỡ nào. Chỉ muốn các ngươi toàn lực ứng phó, đem nhanh nhất tốt nhất đan dược dâng lên là được. Ta hiện tại đào thải những người này, thì tất cả đều là không có toàn lực ứng phó người, các ngươi còn có cái gì dễ nói. Cái này, thân thể bất giác lắc một cái, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, lại là không có lời có thể nói. Bởi vì Bách Lý Kinh Vĩ vừa mới nói tới, tuy nhiên không phải luyện đan sư yêu cầu, cũng tuyệt đối là quan trường yêu cầu, thật tốt làm một cái nô tài. Đúng vậy a. Chính mình khí khái cùng chính mình dựa vào mà sống, thứ nhất tự hào luyện đan thuật đều không trọng yếu, thật tốt làm một cái làm chủ tử trung thành hiệu lực nô tài mới trọng yếu nhất.
Bọn họ muốn trăm phương ngàn kế vào ở đế đô, không phải liền là muốn như vậy sinh hoạt à, ha ha. Bất giác lắc đầu cười khổ một tiếng, cái kia người thân thể lắc một cái, tránh ra hộ vệ dây dưa, phiền muộn thở dài một hơi, nguyên lai dạng này à, đa tạ đại nhân chỉ rõ, xem ra là ta không để ý tới giải đại nhân tâm ý. Ai, suốt đời tham gia nhiều chàng như vậy đan hội, đều là tại đan thuật lên cùng người chiến đấu, hôm nay cuối cùng là gặp phải không giống nhau à. Ha ha, bất quá dạng này cũng tốt, ta mặc dù đào thải, nhưng là ta lại may mắn bị đào thải. Chư vị, cáo từ, chúc các ngươi về sau số làm quan. Hung hăng cho mọi người tại đây ôm một cái quyền, người kia mỉm cười, đột ngột đến quay đầu hướng vương phủ đại ngoài cửa đi đến, không còn cần hộ vệ đem hắn đuổi đi ra, hắn cũng không muốn lưu. Một cái luyện đan sư tôn nghiêm, là không cho như thế trả đạp. Còn lại mọi người thấy cái kia cao ngạo mà thoải mái bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, riêng là hắn sau cùng cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt, không biết là cười nhạo vẫn là thất lạc, luôn luôn lưu tại mọi người trong đầu, vùng đi không được, khiến trong lòng cảm giác khó chịu. Đại nhân, ta bỏ quyền. Rốt cục, có người đứng ra, hướng Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu cúi đầu, thăm thẳm lên tiếng, xem ra tại hạ cũng không thích hợp nhập đế đô, vẫn là thật tốt làm tiêu giao đan sư tốt. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu, có nguyện ý hay không vì đế quốc hiệu lực, chỉ nhìn tự thân, bằng tâm mà làm, ta không làm cưỡng cầu. Đa tạ đại nhân, thật sâu cúi đầu, người kia cũng lập tức quay người, rời đi vương phủ. Đột nhiên ở giữa, càng ngày càng nhiều người chọn rời đi, bởi vì trong lòng bọn họ, tuy nói ham danh lợi rất trọng yếu, nhưng danh giới cuối cùng vẫn là muốn giữ vững, cái kia chính là làm luyện đan sư tự tôn. Kết quả là, thượng còn không có tiến vào thi vòng hai lúc, đã là có kết bè kết đội người rời đi nơi này, đến sau cùng chỉ có hơn trăm người lưu lại. Nhìn lấy tình cảnh này, núp trong bóng tối thượng quan Phi Vân không khỏi một trận thổn thức, Bách Lý Kinh Vĩ tiểu tử này không phải lớn nhất tôn sùng gián thần A, nhưng là hôm nay lần này tiểu nhân ngôn luận, lại là nhất thời mất đi một cái chiêu hiền nạp sĩ cơ hội tốt A, cái này không giống hắn ngày thường chiêu hiền đãi sĩ chi phong A. Ha ha ha, Phi Vân huynh. Người có phải hay không hồ đồ, thật cho là đây là đan vương đại hội hay sao? Trong mắt tinh mang lóe lên, đan thanh sinh không khỏi bật cười ra tiếng, đừng quên, Bách Lý Kinh Vĩ hiện tại là đang tìm người nhà họ thượng quan đây, bây giờ những cái kia có cốt khí người đều đi, lưu lại người càng ít, liền càng dễ dàng phân biệt. Dù nói thế nào, nơi này ai cũng có thể đi, nhưng người nhà họ thượng quan là tuyệt đối sẽ không đi. Điểm này, nghĩ đến Bách Lý Kinh Vĩ sớm đã ngờ tới. Mới có thể nói ra như thế xúc động phẫn nộ lời nói đi. Thân thể hơi chấn động một chút, thượng quan Phi Vân một mặt nghi ngờ nhìn về phía đan thanh sinh nói, người nói là. Những người này có người nhà họ thượng quan tại, nhưng là vừa vặn tiểu tử kia đã đuổi đi một đám người, có lẽ đuổi đi người bên trong thì có thượng quan ra đâu. Không không không, Bách Lý Kinh Vĩ làm việc, chưa bao giờ có sơ hở, điểm này chúng ta đều tương đối rõ ràng. Ánh mắt khẽ híp một cái. Đan thanh sinh không khỏi thở sâu, thì thào lên tiếng, mặc dù nói chúng ta không biết hắn bài trừ nguyên tắc là cái gì, nhưng khẳng định, hắn lưới đang dần dần thu nạp, mà trung tâm người, cũng là thượng quan ra mật thám. Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, thở dài, đúng vậy a, Bách Lý Kinh Vĩ, kinh thiên vĩ địa, chỉ thế kỳ tài. Biểu ca, dạng này đan hội, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nhẹ nhàng lôi kéo Trác Phàm tay áo, thượng quan Khinh Yên trên mặt tựa hồ cũng là một mặt căm ghét, chỉ bất quá nàng không tốt công khai tỏ thái độ, chỉ có thể âm thầm phát tiết chính mình bất mãn. Liền cái này thượng quan gia đại tiểu thư đều không quen nhìn Bách Lý Kinh Vĩ ngôn luận, cái kia thì càng đừng nói hắn luyện đan sư. Bây giờ có thể lưu lại, trừ bọn họ cái này ba cái thượng quan gia thám tử bên ngoài, đoán chừng thì tất cả đều là chút cam nguyện vì quyền thế mà từ bỏ luyện đan sư tự tôn nhu nhược thế hệ. Bất quá cứ như vậy, lại vừa vặn liền tiểu tử kia ý. Quay đầu xa xa nhìn một chút nơi xa thượng quan Ngọc Lâm, lại chính gặp hắn vẻ mặt đắc ý dương dương bộ dáng, tựa hồ tại may mắn mình bị lưu lại mà cao hứng, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng. Tiểu tử này, coi là thật không có ý thức được tấm lưới này đã càng ngày càng gấp sao. Vừa mới Bách Lý Kinh Vĩ sàng chọn nguyên tắc, có lẽ người khác không hiểu được, nhưng là hắn nghe xong, liền đã hoàn toàn hiểu. Thượng quan gia không tốt luyện đan, về điểm này quan viên Phi Vân là biết, như vậy theo đan vương đại hội tuyên bố bắt đầu,
đến tổ chức mới thôi, bất quá ngắn ngủi 10 ngày mà thôi. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bồi dưỡng một cái ra dáng luyện đan sư, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là đột kích một chút, làm cái ngụy luyện đan sư, lại là lại dễ dàng có điều. Cho nên vừa mới cái kia cuộc tỉ thí, nói là tốc độ, chẳng bằng nói là kế khích tướng. Nói chung, luyện đan sư bồi dưỡng đều là năm này tháng nọ, từng bước tiến dần lên. Theo luyện chế nhất phẩm đan bắt đầu, mỗi một loại luyện pháp cùng đan phương đều có thể thuộc nằm lòng, sau đó mới có thể tấn cấp càng cao đan sư, bởi vậy nội tình 10 phần hùng hậu. Có thể nói, đối với một cái lục phẩm đan sư tới nói, chỉ cần có đan phương, lục phẩm phía dưới tất cả đan dược, hắn đều có thể luyện chế ra tới. Thế nhưng là, một cái thời gian ngắn trong ngày đột kích đi ra ngụy luyện đan sư, để hắn luyện cái phẩm chất cao một chút đan dược, tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể luyện chút dễ dàng phổ thông đan dược mà thôi. Nói cách khác, hắn nội tình rất mỏng, cho dù bằng tu vi có thể luyện cái bát phẩm hạ phẩm đan, lại không cách nào luyện chế thất phẩm thượng phẩm, thậm chí cực phẩm đan, đây chính là đứt gãy. Mà bây giờ Thượng Quan Ngọc Lâm, liền là như vậy tồn tại. Có lẽ là sớm đã ngờ tới điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ ra đề mục lúc, ra rất mơ hồ, lại ám chỉ một cái chữ nhanh. Cũng là bức những cái kia không biết luyện đan, mau chóng luyện ra hắn muốn đan dược, thất phẩm phẩm chất cũng không muốn cầu. Cứ như vậy, dưới tình thế cấp bách, vốn là luyện đan thuật không quen, chỉ có thể dựa vào tu vi nội tình cùng dược tài phẩm chất đến đề cao tỷ lệ thành đan. Mà một số chính thức luyện đan sư, tâm lý có ngạo cốt, nói là thất phẩm đan, thì dùng thất phẩm dược tài luyện, đây là một phần vinh dự. Chứng minh chính mình là đường đường chính chính, thất phẩm luyện đan sư thân phận. Thế nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ lại đem bộ phận này người đào thải, trên thực tế cũng là chứng minh bọn họ không phải người nhà họ Thượng Quan, mà lưu lại nhóm này luyện đan thuật kỳ kém người, ngược lại trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Đây chính là Bách Lý Kinh Vĩ thu lưới kế sách, chỉ bất quá, chứ chắc phàm bên ngoài, còn lại người đều nhìn không ra thôi, chỉ là lấy vì cái này đan vương đại hội hết sức kỳ lạ, phảng phất là chuyên môn là đế đều các chủ tử làm theo yêu cầu một dạng. Lại ai không biết, đây là vì Thượng Quan gia mật thám làm theo yêu cầu kiên cố nhất chiếc lồng. Minh bạch điểm này, Trác Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đối sách, Thượng Quan Ngọc Lâm, song phương trong tranh đấu duy nhất một khỏa làm cho hắn sử dụng lên quân cờ, đến tột cùng muốn hay không đem hắn thả tại bên ngoài đâu. Nếu là đem hắn ném đi ra lời nói, chính mình cũng muốn đi vào cái này bên ngoài, hội 10 phần nguy hiểm. Mà như thế nào làm ra quyết đoán quan trọng, liền muốn đều xem trước mặt tiểu tử này, đến tột cùng là dạng gì người. Chỉ vì cái trước mắt, vẫn là Khương Thái Công câu cá, ổn thỏa buông cần. Lòng hắn, lại lớn bao nhiêu? Không sai, hiện tại Trác Phàm đã xác định, cái này chủ trì đan hội Bách Lý Kinh Vĩ không đơn giản, cái này tất cả mọi thứ, tuyệt đối là hắn chỗ bố trí, mà không phải Thượng Quan Phi Vân. Dù sao hai tháng trước Trác Phàm vừa tới Phi Vân Thành lúc, lấy Thượng Quan Phi Vân đóng cửa điều tra điệu bộ, tuyệt đối tương đương cứng rắn dũng mãnh, mà lại khuyết thiếu mưu tính. Thẳng đến nửa tháng trước, mới xuất đan thông suốt cáo, biến thành một cái chi chu dệt lưới đại cục, cùng lúc trước cứng rắn tác phong hoàn toàn khác biệt, biến thành nhỏ nhắn mềm mại âm hiểm bẫy dập. Có thể thấy được, người này là nửa tháng trước mới xuất hiện tại Phi Vân Thành, mà lại theo đế đô mà đến, quyền thế cùng Phi Vân Kiếm Vương tương xứng, có thể để hắn đem vương phủ quyền khống chế giao ra, phối hợp hắn hành động. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, tựa hồ đã hoàn toàn nghĩ thông suốt giống như, trong lòng thì thào. Gặp người mà biết rõ hình, người này chiêu hiền đãi sĩ, khí độ bất phàm, mà lại như thế trầm ổn, nhưng động thủ, lại lạnh lùng quả quyết, không tình cảm chút nào có thể nói. Dạng này người, tuyệt đối lòng cao hơn trời, sẽ không chỉ nguyện thụ điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Nếu là ta đến bên ngoài, hắn cũng sẽ không nóng lòng đụng đến ta, nếu không thì đả thảo kinh xà, mà hội thả dây dài câu cá lớn, chuyên chú vào sau lưng Thượng Quan nhất tộc. Cuối cùng, hai phe nhân mã trước khi quyết chiến, ta vẫn là an toàn. Bởi như vậy, ta ngược lại thừa cơ lại càng dễ hành động, biến thành trên mặt nổi ám ảnh, quyết ra thắng bại. Dường như đã dự kiến tương lai song phương tranh đấu đi hướng, Trác Phàm không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, trong lòng một mảnh niềm nở. Đã như vậy lời nói, ha ha ha, Thượng Quan Ngọc Lâm, người vẫn là ngoan ngoãn bại lộ đi. Người viên này thông dụng quân cờ, vi sư,
Thượng quan Phi Vân còn có Thượng quan Phi Hùng bọn họ, nhưng là đều chờ đợi sử dụng đây, hắc hắc hắc. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, Thượng quan Ngọc Lâm chợt thấy đến một trận gió mát tập kích qua, chợt cảm thấy sau lưng một trận thấu xương ý lạnh truyền đến, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì xảy ra, con mẹ nó ai để mắt tới lão tử sao? Thế nhưng là, còn không đợi hắn hiểu rõ cái này không hiểu run rẩy, Bách Lý Kinh Vĩ khoan thai thanh âm đã là vang lên lần nữa, chúc mừng chư vị, tấn cấp thi vòng 2, đối với lần này đề mục. Ha ha ha, ta còn chưa nghĩ ra, các ngươi liền tùy tiện luyện đi. Ách, không khỏi lại là khẽ giật mình, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái đề mục này, cũng quá mẹ hắn tùy tính a, tùy tiện luyện, cái kia tuyển chọn yêu cầu là cái gì? Khác sau cùng luyện cái cửu phẩm đan đi ra, ngươi còn nói tuyển chọn cái kia luyện bát phẩm đan, vậy chúng ta đến chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Dù sao cuối cùng giải thích quyền, đều tại trên tay ngươi. Dạng này đan hội, cũng quá không có chuẩn tắc đi. Trong lòng vô cùng khó xử, mọi người đều là không biết nên như thế nào chỗ chi, rốt cục có người nhìn không được nói, đại nhân, xin ngài chỉ giáo, tốt xấu cho xẹt qua vòng vòng đi ra, để tránh chúng ta lại con ruồi không đầu. Một trận đi loạn. Ha ha ha, không có gì vòng vòng, hết sức nỗ lực liền có thể. Mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến đắc đạo, nhưng là mọi người thấy cái kia thần bí mỉm cười, lại là như thế quỷ dị, không khỏi càng thêm trong lòng lo sợ lên. Đúng vào lúc này, hô một tiếng nổ vang khắp tất cả mọi người bên tai, Trác Phàm trong tay nguyên lực chi hỏa đã là lần nữa cháy hừng hực, nhìn về phía mọi người, hình như có ý giống như không có ý để điểm nói. Vừa mới đại nhân không phải nói a, hết sức nỗ lực, cái kia mọi người liền đem giữ nhà bản sự lấy ra không phải. Nói như thế, Trác Phàm đã là tại hơ lửa bên trong ném lấy dược tài, bọn người gặp, cũng là vội vàng phát lên lửa đến, lại ai không biết đây chính là Bách Lý Kinh Vĩ đối thượng quan gia thám tử phía dưới cái thứ hai cái bao. Hết sức nỗ lực, cái gì gọi là hết sức nỗ lực? Lửa nóng hừng hực ở trước mắt không ngừng thiêu đốt lên. Chiếu đến tại chỗ mỗi người mặt mũi đều ngưng trọng dị thường. Tuy nói Trác Phàm đã vì nơi này tất cả mọi người giải đề, nhưng là cái này bên trong hàm nghĩa nhưng như cũ có chút lập lờ nước đôi, để bọn hắn trong lòng lo sợ. Dựa theo hết sức nỗ lực bốn chữ y tứ, xác thực như Trác Phàm nói, đem bọn hắn áp đáy hòm giữ nhà bản sự lấy ra là được, cũng chính là để bọn hắn dốc hết toàn lực, luyện chế ra bình sinh tốt nhất đan dược là được. Nhưng là bây giờ mới thi vòng 2A. Còn có cuối cùng thử chờ lấy bọn họ đây, lúc này liền đem tất cả thực lực lấy ra, đến cuối cùng thử làm sao bây giờ. Có lúc trước cái kia kỳ hoa tuyển chọn quy tắc, quanh quẩn trong lòng, giờ này khắc này, bọn họ cũng không thể không cẩn thận, muốn lưu lại thủ đoạn, sau cùng làm đòn sát thủ. Bất quá, rất rõ ràng là, bọn họ cho dù muốn lưu cái cổ tay, cũng không thể so lúc trước chỗ luyện đan dược đẳng cấp thấp, nếu không thì uổng là hết sức nỗ lực bốn chữ. Kết quả là, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, mọi người đều là khẽ gật đầu, tựa hồ đã có quyết ý. Lưu lại một tay làm hậu bị, nhưng muốn so lúc trước luyện đến mạnh, coi như chính mình toàn lực ứng phó. Nghĩ đến cái này luyện đan một đường, chỉ có luyện đan sư tự mình biết dùng mấy phần lực, người ngoài kia cũng nhìn không ra đến, lừa gạt tính toán. Thế nhưng là, phảng phất là nhìn ra bọn họ tâm tư, Bách Lý Kinh Vĩ xa xa quét mọi người liếc một chút. Không khỏi tiếng cười khẽ nói, các ngươi tốt nhất đừng cho ta đùa nghịch tiểu thông minh, tuy nói lần này đan hội phân 3 lần tỉ thí, nhưng tránh thức dựa vào cạnh tranh đan tuyển chọn tỉ thí, có lẽ căn bản dùng bất tam vòng. Ách, đại nhân, lời ấy ý gì? Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, mọi người bất giác lần nữa nhất thời khẽ giật mình, một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ liếc xéo bọn họ liếc một chút, thăm thẳm lên tiếng. Phi Vân kiếm vương trăm công nghìn việc, nào có công phu xem các ngươi luyện thời gian dài như vậy đan đâu. Có lẽ một vòng cuối cùng, chỉ là xem các ngươi bề ngoài, thuận không vừa mắt thôi. Cho nên cái này thi vòng 2, khả năng thì là các ngươi tránh thức so bản sự thời điểm, nếu là qua cái thôn này, lại không có hết sức, hối hận nhưng là không kịp. Cái gì, làm một người đế đô luyện đan sư còn phải xem nhan trị. Không khỏi giật mình, tại chỗ tất cả mọi người là bỗng dưng ngốc ở. Như là như vậy lời nói, khác đến thời điểm bọn họ liều sống liều chết sống qua hai bánh cạnh tranh đan, sau cùng bởi vì kiếm vương một câu dung mạo ngươi quá xấu thì cho soát rơi, đó thật là quá khổ cực. Bất giác mỉm cười lấy lắc lắc đầu,
Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến nói, cũng không phải là không có cái này khả năng, nhưng tốt xấu thông qua vòng thứ hai về sau, thì có nhìn thấy kiếm vương cơ hội, có lẽ kiếm vương không nhìn nhan trị, nhìn ăn nói đâu. Ha ha ha, cái này ai nói chuẩn. Tức xạ mặt lại cùng nhau rơi xuống, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bỗng cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm, tâm đạo người đang nắm quyền này phẩm vị cũng quá kỳ hoa. Chiêu cái luyện đan sư, cũng không phải là tìm mặt trắng nhỏ, làm sao còn nhìn bề ngoài đâu. Một bên âm thầm ẩn tàng thượng quan Phi Vân, nghe đến lần giải thích này, cũng là nhịn không được tức giận đến toàn thân phát run, ra mặt quất thẳng tới. Hắn nãi nãi Bách Lý Kinh Vĩ, hắn dám như thế bố trí lão phu, vậy lão phu về sau danh dự còn muốn hay không? Thật sâu hít một hơi, thượng quan Phi Vân nhìn về phía một bên đan thanh sinh, chỉ nơi xa Bách Lý Kinh Vĩ. Hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử thúi này lấy Phi Vân Vương phủ danh nghĩa, phát ra loại tin tức này, nếu là lan truyền ra ngoài, ngoại giới không phải lấy vì muốn tốt cho lão phu nam sắc, có Long Dương chi đam mê đây, ngươi để lão phu về sau như thế nào gặp người. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, đan thanh sinh cũng là nhịn không được cười lên, thản nhiên nói, Phi Vân huynh đừng vội, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ không phải cũng là muốn bắt thượng quan ra mật thám a. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Nhiều người như vậy bên trong, tất cả mọi người đều có nhưng là có thể dao động cạnh tranh đan chi tâm, chỉ có cái kia mật thám tất nhiên kiên định không thay đổi. Thế nhưng là, hắn nói như vậy thì có thể bài trừ ra gian tế. Hừ, làm sao chia phân biệt, mi đầu vẫn như cũ tức giận tới mức rung động, thượng quan Phi Vân tức giận chừng lấy nơi xa cái kia cười khẽ bóng người. Đồng dạng thật sâu nhìn Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, đan thanh sinh khẽ vuốt chòm râu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lại là chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, nhưng khẳng định có hắn dự định, chúng ta yên lặng nhìn biến liền tốt. Hừ, tốt, lão phu cứ như vậy chờ lấy, nếu là đến thời điểm hắn lấy không được mật thám, nhìn lão phu làm sao trừng trị hắn. Trong lỗ mũi phun ra hai ống phiền muộn nhiệt khí, thượng quan Phi Vân phẫn uất lên tiếng. Nhẹ nhàng liếc hắn liếc một chút, đan thanh sinh cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên. Sau đó hình như có ý giống như không có ý nhìn về phía tất cả mọi người trước nhất bài Trác Phàm chỗ đó, trong mắt bỗng dưng thâm thúy lên. Tiểu gia hỏa, người tới đây cái khu vực đến tột cùng muốn làm gì, thật chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ à? Hô hô hô, nóng dực khí lãng cuồn cuộn bốc lên, không giống còn lại người như thế xoắn xuýt, Trác Phàm cùng Mạnh Phi Thiên, Tiết Định Tiên hai người sớm đã khí thế ngất trời làm. Đâu để ý Bách Lý Kinh Vĩ kia cái gì khó bề phân biệt quy tắc, bọn họ chỉ là tận chính mình toàn lực, luyện tốt chính mình đan liền đầy đủ, không thèm để ý chút nào cái gì bị soát phía dưới vấn đề. Bởi vì bọn hắn có cái này tự tin, chính mình luyện đan thuật, không người có thể so, cái này kêu là thực lực. Nếu là nói dưới gầm trời này có đồ vật gì là quy tắc ước thúc không được lời, vậy liền chỉ có thực lực. Vô luận người nào, vô luận cái kia lĩnh vực, có thực lực. Liền không nhìn hết thảy quy tắc cùng trói buộc. Tiểu tử, người đây là nguyên lực chi hỏa đi. Đúng vậy a, nguyên lực chi hỏa đều có thể thiêu đến như thế mạnh, quả nhiên không đơn giản. Mí mắt hơi hơi run run, Mạnh Phi Thiên hai người liếc nhìn nhau, nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, bất giác có chút kinh dị. Không khỏi nhạt cười một tiếng, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, chỗ nào, ta khống hỏa tốt mà thôi. Thôi đi. Khống hỏa tốt liền có thể không nhìn hắn hỏa diễm quấy nhiễu. Chúng ta hai cái lão gia hỏa đều là chìm đắm đan đạo nhiều năm luyện đan sư, người cũng đừng lừa gạt chúng ta. Bất giác hơi hơi bĩu môi, hai cái lão gia hỏa rõ ràng không như lúc trước những người kia dễ lừa gạt, căn bản không tin Trác Phàm bộ này giải thích. Thế nhưng là gặp Trác Phàm không muốn lộ ra chính mình bí mật, bọn họ cũng biết đan đạo quy củ, liền không hỏi, chỉ là thỉnh thoảng khẽ cười nói, tiểu tử. Chúng ta hai cái lão gia hỏa đều là cửu phẩm đan sư đỉnh phong, ngẫu nhiên có thể thành một số thập phẩm đan, lần này chuẩn bị khiêu chiến thập phẩm thượng phẩm đan. Chúng ta gặp thực lực ngươi cũng không tính yếu, ngươi chuẩn bị luyện cái gì đan? Bát phẩm, vẫn là cửu phẩm. Lấy ngươi cái này tu vi, còn có ngươi vừa mới thành đan tốc độ, cũng không giống phổ thông thất phẩm luyện đan sư, nên khó được thần chiếu bát phẩm luyện đan sư đi. Hắc hắc hắc, đây chính là cực kỳ hi hữu a, tiểu tử. Tư chất người thật có thể nói là thiên phú dị bẩm a. Nghe được lời này, Trác Phàm thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, lại là không nói gì, mà chính là tĩnh tâm suy nghĩ lên. Cái kia trên đài người chủ trì rất rõ ràng lòng yêu tài rất nặng,
một hồi Thượng quan Ngọc Lâm bại lộ về sau, ta cũng sẽ theo bại lộ. Vì để hắn có thể đối ta thủ hạ lưu tình, hiện tại nhất định phải biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân tài cán mới được, như thế tới nói, không thể nói được đến thừa này hung hăng bộc lộ tài năng. Nghĩ như vậy, Trác Phàm đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía hai người cười nói, hai vị tiền bối, tại hạ dự định khiêu chiến 11 phẩm linh đan. Phốc, thân thể bất giác cùng nhau một cái lảo đảo, hai người nghe đến Trác Phàm lần này một cách tự nhiên đáp lời, lại là kém chút không có từng ngụm nước phun đem đi ra, sau đó liền bất khả tư nghị nhìn lấy hắn, trong mắt dần dần phát lên một cỗ tức giận. Hảo tiểu tử, chúng ta nhìn ngươi là khả tạo chi tài, còn muốn có cơ hội để điểm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi như thế không lựa lời nói, cầm chúng ta hai cái lão gia hỏa trêu đùa a. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, Mạnh Phi Thiên nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tiết Định Tiên gặp, cũng là oán hận mắng, đúng đấy, chúng ta hai cái vừa nói muốn toàn lực ứng phó, khiêu chiến thập phẩm linh đan, ngươi liền nói muốn luyện 11 phẩm, đây rõ ràng cũng là phúng đâm chúng ta, còn không có đạt đến 11 phẩm luyện đan sư a. Hừ hừ, tiểu tử thúi, chúng ta kính ngươi có chút thiên phú, ngươi lại như thế đối chúng ta hai cái lão tiền bối, quả nhiên là ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Bằng ngươi lần này tâm tính, cho dù thiên phú hơn người, về sau cũng khó thành đại khí. Ây, hai vị tiền bối, ta nhớ các ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Hiểu lầm cái rắm, chẳng lẽ ngươi còn thật có thể luyện ra 11 phẩm linh đan đến? Mặt mũi tràn đầy không tin bĩu môi, Mạnh Phi Thiên không khỏi tức giận nói, lấy ngươi cái này thần chiếu cảnh giới tu vi, bát phẩm linh đan đã là vô cùng là thiên tài, luyện ra cửu phẩm đan, đều là tuyệt chuyện không có khả năng. Nếu là ngươi có thể đạt đến thực lực chúng ta, có lẽ thật có cơ hội luyện ra 11 phẩm linh đan đến, nhưng bây giờ, tuyệt không có khả năng, hừ. Đúng, không sai, không có khả năng, ngươi vừa mới cũng là tại phúng đâm chúng ta hai cái lão gia hỏa, hừ. Lúc này, Tiết Định Tiên không khỏi lại cùng Mạnh Phi Thiên đứng tại một đầu trận doanh lên, nhất trí đối ngoại. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm cũng không nhìn tới bọn họ, chỉ là trong tay liền lắc, linh thạch bay ra. Nhất thời tại trước mặt bố trí xuống một cái quỷ dị trận pháp. Nhìn đến cái này, cái kia hai cái lão gia hỏa không khỏi sững sờ, lần nữa cùng nhau nói, ngươi làm gì, hiện tại là để ngươi luyện đan, cũng không phải là bố trận. Tựa hồ là nơi này động tĩnh quá lớn, Bách Lý Kinh Vĩ nghe đến, cũng là nhìn không được bị hấp dẫn tới, nhưng cũng là khẽ giật mình, lộ ra vẻ tò mò. Gia truyền tuyệt kỹ, đan trận chi thuật. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí nụ cười. Trác Phàm thở sâu, cấp tốc đánh quyết, nếu là không có cái này trận thức, muốn luyện chế 11 phẩm linh đan, nhưng là rất khó khăn, ha ha ha. Giống. Chợt, Trác Phàm thủ quyết vừa mới đánh xong, hướng phía dưới nhất chỉ, một đạo rồng gầm rung trời liền run vang vọng giữa trời. Tiếp lấy Trác Phàm lại một tay quyết đánh ra, toàn bộ nguyên lực chi hỏa cuốn sạch lấy dược tài liền tất cả đều dung nhập cái kia trận pháp bên trong. Lại sau đó, chợt nghe lại từng tiếng long ngâm kêu khẽ. Chín đầu hỏa long nhất thời bay lên không trung bay ra, rất là hung mãnh hùng vĩ. Còn đang xoắn suýt nên như thế nào luyện đan mọi người, gặp tình hình này, bất giác tất cả đều ngây người, hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói không ra lời. Đây là có chuyện gì, không phải nói luyện đan à, đây cũng là làm gì. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng cũng là rất là ngạc nhiên, hai cái trong ánh mắt tràn đầy rạng rỡ tinh quang. Đối xử lạnh nhạt quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, riêng là Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, Trác Phàm trong tay bấm niệm pháp quyết, khóe miệng lại là lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Hiện tại là triển lãm chính mình giá trị thời điểm đến, đặc biệt là khoe một chút luyện đan kỹ thuật, để bọn hắn tất cả mọi người chứng nhận lão tử tuyệt đối quyền uy. Riêng là người chủ trì kia, tất yếu để hắn sinh ra giết chi đáng tiếc chi tâm mới được. Nghĩ như vậy, Trác Phàm hét lớn một tiếng. Ấn quyết trong tay lại kết, cửu long quy nhất, linh đan đại thành. Hống hống hống. Một chuỗi dài giống to liên tiếp vang lên, chín đầu hỏa long nhất thời bắt đầu hung hăng đụng vào nhau, liền như là năm đó thiên vũ đan hội lên đồng dạng. Hỏa long thể nội dược dịch, cũng tại mỗi một âm thanh đánh chúng, không ngừng mà dung hợp được. Phanh phanh phanh. Từng cái hỏa long tại đỉnh đầu hư không kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm luôn luôn đem thể nội hỏa diễm tính cả đan dịch tung tóe bắn đi ra, sau đó trong nháy mắt dung hợp làm một. Cứ như vậy, chỉ là trong chốc lát, Trác Phàm liền hoàn thành dược tài tinh luyện, ngưng tụ cùng thành đan. Sau cùng,
nhưng gặp tất cả hỏa long hỏa diễm tất cả đều đụng vào một chỗ, sau đó chậm rãi co vào, hòa vào ở giữa nhất một khỏa tròn trịa đỏ bừng đan hoàn bên trong lúc, cái này chắc phàm luyện đan, cũng liền hoàn toàn kết thúc. Ong ong ong, từng trận không gian ba động vang lên, viên kia đan hoàn như một khỏa tiểu thái dương giống như, phóng thích ra chính mình ánh sáng cùng nhiệt, cuồn cuộn pha trộn đan khí không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra, khiến người ta chỉ là vừa nghe, thì có loại sung sướng đê mê cảm giác, nhất thời long tinh hổ mãnh lên. Cái này, đây thật là 11 phẩm linh đan. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Tiên hai cái luyện đan đại sư, nhìn lấy đây hết thảy đã hoàn toàn ngây người. Chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm cái gì tốt, thậm chí liền trong tay mình hỏa diễm dập tắt, một tay dược tài đều hủy, đều không phát giác được, chỉ là như thế ngơ ngác nhìn chỗ đó. Bọn người người cũng giống vậy, tất cả đều định trụ giống như, hai mắt có chút si mê ngửa đầu nhìn lấy, miệng há to đến có thể bỏ vào một quả trứng vịt đi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à à, vừa mới lớn như vậy động tĩnh, là tại luyện đan sao? Thế mà còn có thể như thế luyện à, chưa bao giờ nghe thấy. Thượng quan Khinh Yên đứng tại Trác Phàm bên cạnh, cũng là có chút giật mình lo lắng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua có cái kia luyện đan sư, có thể đem linh đan luyện đến như thế chói lọi nhiều màu. Chỉ có Trác Phàm, có thể đem luyện đan như thế buồn tẻ sự tình, luyện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cùng lãng mạn hoa lệ. Không khỏi, nàng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại là có chút mông lung. Lúc trước nàng chỉ biết là Trác Phàm là một tên luyện đan sư, lại chưa hề biết, hắn đúng là như thế một cái không giống bình thường luyện đan sư. Dường như tất cả đan dược trong tay hắn, đều là hạ bút thành văn đồng dạng. Không có để ý người khác ánh mắt, Trác Phàm một cái thủ quyết đánh xuống, nhất thời đem lên hư không viên kia tiểu thái dương thu nhập trong lòng bàn tay, sau đó tay giơ lên, cất cao giọng nói, 11 phẩm thượng phẩm đan, hoàn thành. 3. Tựa hồ là bởi vì quá kinh dị, đài lên Bách Lý Kinh Vĩ hai chân lắc một cái, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống. Thế nhưng là hắn lại không để ý chút nào, mà chính là lấy 800 mét xông vào tốc độ, vội vàng theo trên đài vọt tới Trác Phàm trước mặt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm qua cái kia viên linh đan, tỉ mỉ xem một chút, mới rốt cục xác định, đây là một khỏa hàng thật giá thật 11 phẩm linh đan. Cổ tiên sinh, ngài. Bờ môi hơi hơi run run, Bách Lý Kinh Vĩ một mặt vẻ kích động, trong đôi mắt nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt giống như nhìn lấy hắn cha một dạng, hai tay đều có chút run rẩy. Bên cạnh thị vệ, nhìn lấy hắn cái dạng này, cũng là nhìn không được giật mình. Bọn họ là Bách Lý Kinh Vĩ thiếp thân thị vệ. Nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua luôn luôn tỉnh táo cơ trí thừa tướng đại nhân kích động như thế dị thường thời điểm. Chỉ có hiện tại, đối mặt cái này khiến người kinh dị luyện đan sư, mới xuất hiện thất thố như vậy biểu lộ. Thân thể không ngừng mà run run, Bách Lý Kinh Vĩ cuộc đời lần đầu không biết làm sao lên, sau đó vội vàng một chảo Trác Phàm bàn tay, cực kỳ dùng sức nắm lấy, trầm ngâm nửa ngày mới miễn cưỡng kêu lên, cổ tiên sinh, ngài thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Tu vi như thế thì 11 phẩm luyện đan sư, sau này đạt đến 12 phẩm luyện đan sư đỉnh phong, quả thực ở trong tầm tay a. Tây Châu không muốn ngài, là bọn họ tổn thất, ngài có thể tới Trung Châu, thực sự quá tốt, quá tốt. Gần như có chút điên cuồng, Bách Lý Kinh Vĩ lôi kéo Trác Phàm tay một trận lắc lư, thậm chí trong mắt đều kích động đến xuất hiện nước mắt. Mà Trác Phàm cũng là theo chân hắn không ngừng run run, đồng thời trong mắt cũng là một trận kỳ dị. Tiểu tử này lòng yêu tài, so hắn tưởng tượng đến còn nặng hơn, có thể thất thố đến tình cảnh như vậy. Xem ra cho dù thượng quan ra một chuyện bại lộ, hắn mạng nhỏ cũng bảo trụ, đến tiếp xuống thì là như thế nào xúi dục xong phương trận doanh trận chiến cuối cùng, hắn ngư ông đắc lợi liền tốt. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm khóe miệng nổi lên một đạo không bị người phát giác nụ cười quỷ quyệt, đã là quyết định theo hậu trường đi vào trước đài, chấp trưởng trận này cường giả chi chiến. Cổ tiên sinh mời lên đài đến, không hề nghi ngờ, ngài là lần này đan hội không thể tranh luận vương giả. Một trận nắm thật chặt tay về sau, Bách Lý Kinh Vĩ lập tức khẽ khom người, làm ra một cái mời thủ thế, đúng là muốn mời Trác Phàm cùng tiến lên đài chủ cầm đan hội. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm lại là khiêm tốn khoát khoát tay, bật cười nói, đại nhân khách khí, lúc này mới thi vòng hai mà thôi, cuối cùng thử, kiếm vương đại nhân có thể hay không để ý tại hạ, vẫn là hai chuyện đâu. Yên tâm đi, lấy tài năng của tiên sinh, Phi Vân kiếm vương nhất định để ý ngài. Cười nhẹ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ tâm hoa nộ phóng, khóe miệng đều liệt đến cái ót,
đánh cược nói, tại toàn bộ Trung Châu, 11 phẩm luyện đan sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, giống tiên sinh còn trẻ như vậy có vì càng là từ xưa đến nay không thấy, chúng ta Kiếm Tinh đế quốc, chính cần tiên sinh dạng này đại tài a. Có lẽ không ra trăm năm, tiên sinh cũng là đại lục đệ nhất luyện đan sư, ngài giá trị quả thực không thể đạo lý tính. Nghe được lời này, Trác Phàm trong lòng không khỏi cười thầm, tiểu tử này đều đem hắn khen đến trên trời, thật sự là để hắn cũng không khỏi đến có chút tiểu đắc ý. Đã người ta như thế thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng liền không già mồm, thẳng theo Bách Lý Kinh Vĩ, hướng trên đài đi đến, hưởng thụ lấy bốn phía sủng kính ánh mắt hâm mộ. Thượng quan Khinh Yên cùng ở một bên, cũng là đầy mặt xuân quang, cùng có thực sự tự hào. Chỉ có nơi xa thượng quan Ngọc Lâm, nhìn lấy tình cảnh này cùng hắn lúc trước dự tính tốt chàng diện hoàn toàn ngược lại tình cảnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại lòng tràn đầy bi thương. Phải biết, hắn mới là chính quy chui vào người, muốn vì gia tộc lập công a. Nhưng là bây giờ, cái kia cái dự khuyết đều đã nhất định thành công đánh vào địch nhân nội bộ, hắn bây giờ lại còn bồi hồi không tiến lên đây, nói không chừng liền bị quét xuống. Cái này nếu là xám xịt về đến gia tộc bên trong, còn không nên bị tộc nhân khinh bỉ, biểu muội ghét bỏ, liền cái người ngoại lai cũng không bằng sao. Càng tại cứu cứu chỗ đó, làm cháu ngoại thế mà vượt qua thân ngoại sinh, cái này khiến hắn sao có thể phải nhịn xuống. Không được, nhiệm vụ lần này, lão tử nhất định muốn so với hắn hoàn thành xuất sắc hơn, mà lại một có cơ hội, đem hắn đá ra cho chó ăn, mượn đao giết người, để Phi Vân Vương phủ người làm thịt hắn. Mà cái này tất cả tiền đề, chính là mình cũng muốn trà trộn vào đi mới được. Nghĩ như vậy, Thượng quan Ngọc Lâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, đúng là toàn thân tràn ngập nhiệt tình, trong tay hỏa diễm cũng đang thiêu đốt hừng hực, các loại hy hữu thập phẩm dược tài, không muốn sống đi đến ném, thể phải luyện chế ra bình sinh đến nay tốt nhất đan dược. Bên cạnh hắn những người kia gặp này, không khỏi lần nữa sững sờ. Đậu phộng, vị này anh em đến tột cùng làm sao mỗi lần luyện đan, cũng giống như cùng người quyết đấu một dạng, hắn cùng linh đan này có cái gì thù cái gì oán niệm a? Bất đắc dĩ lắc đầu, những người kia không biết bên trong đến tột cùng, liền cũng không đi nghĩ. Hiện tại Trác Phàm cho bọn hắn một cái tiêu chuẩn khuôn mẫu, nhìn đến Bách Lý Kinh Vĩ bức kia kích động bộ dáng, bọn họ cũng đã minh bạch, cái này vòng thứ hai cũng là so luyện đan đẳng cấp. Kết quả là, bọn họ cũng bắt đầu ngựa không dừng vó luyện chế, muốn đem chính mình có khả năng luyện chế đan dược tối cao đẳng cấp, cho luyện ra, không thể nói được còn có tấn cấp hy vọng. Mạnh Phi Thiên hai người nhìn lấy chậm rãi đi hướng đài cao bóng lưng, tại ngốc sau một hồi, mới phản ứng được, nhưng sắc mặt đã một mảnh vẻ phức tạp, trễ một chút mới chặn lại nói, chờ một chút, cổ đại sư. Bởi vì cái này 11 phẩm đan ra lò, hai người đối Trác Phàm xưng hô đều biến. Dù sao người ta hiện tại luyện đan thực lực, nhưng là tại hai người bọn họ phía trên. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm xoay người lại, nhìn về phía bọn họ cười nói, thế nào? Hai vị tiền bối, có chuyện gì thỉnh giáo? Ách, không dám không dám, chúng ta sao dám làm cổ đại sư tiền bối? Vội vã khoát khoát tay, hai người một mặt xấu hổ nói, cổ đại sư, ngài vừa mới luyện chế ra 11 phẩm linh đan, là dùng tự mang 11 phẩm dược tài sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, lại là cười lắc đầu, không phải a, có vương phủ phát dược tài không cần, ta tại sao muốn tự móc tiền túi? Thế nhưng là, vương phủ cho dược tài, tối cao thập phẩm a. Thì tính sao? Từ chối cho ý kiến cười cười, Trác Phàm một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thản nhiên nói, dược tài đều có linh tính, phối hợp không làm hội giảm giá, đồng dạng phối hợp tốt, cũng sẽ tăng lên phẩm giai. Ta cái kia đan trận hợp nhất, dẫn thiên địa linh khí vào trận, kết hợp dược tài linh tính bổ sung, đem thập phẩm dược tài tăng lên tới 11 phẩm linh đan, có cái gì không được? Có cái gì không được? Thân thể nhịn không được chấn động, hai người thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, lại là đã hoàn toàn ngây người. Tốt một câu có cái gì không được? Đối với ngài tới nói có lẽ một bữa ăn sáng, nhưng là đối với người khác, chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí suốt đời đều khó mà sờ đến cánh cửa a. Vị này cổ tiên sinh không chỉ có là thiên phú dị bẩm luyện đan sư, càng là đại sư cấp nhân vật, gian nan như vậy sự tình. Thế mà như vậy Phong Khinh Vân đạm nói ra, quả nhiên là một đời tông sư cấp cao nhân a. Vừa nghĩ đến đây, hai người liếc nhìn nhau, lại là cùng nhau hướng Trác Phàm thật sâu bái hạ, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn thấy, không khỏi giật mình,
kêu lên, hai vị đại sư, các người muốn đi đâu? Đừng gọi ta nhóm đại sư, chúng ta không xứng. Chậm rãi khoát khoát tay, hai người không khỏi một trận lắc đầu ai thán, chúng ta hôm nay mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta còn cần rất nhiều ma luyện. Sau này chúng ta hội quy ẩn sơn lâm, thật tốt tu tập đan thuật, thế tục danh lợi, không thích hợp chúng ta. Hy vọng chúng ta lần nữa rời núi lúc, có thể theo kịp cổ đại sư một hai đi. Nói, hai người liếc nhìn nhau, lần nữa cười to lên, ngay sau đó, liền truyền đến hai người thổn thức âm thanh. Lão gia hỏa, chúng ta hai cái còn so hay không so? So cái gì so, chúng ta hai cái cũng không đủ tư cách, chẳng lẽ người lùn bên trong rút tướng quân sao? Nói cũng thế, gần đây so với trước, đồ bị trò cười mà thôi, ha ha ha. Thật sâu nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, cũng không ngăn trở, cũng là khẽ gật đầu. Ách, có phải hay không ta vừa mới nói sai lời gì, đem hai vị đại sư bước đi. Giả bộ như rất vô tội bộ dáng, Trác Phàm nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa thật sâu cúi đầu, cảm thán lên tiếng, tiên sinh đại tài, khiến hai vị đại sư dễ mây nhìn thấy mặt trời. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh lão như thế thoải mái bóng lưng. Xem ra tiên sinh mới có thể đã tin phục hai vị đại sư, mới để bọn hắn quyết định để xuống ân oán danh lợi, say mê đan thuật tập luyện bên trong. Nghĩ đến mấy chục năm sau, hai vị đại sư ra khỏi sơn môn nữa, chính là càng thêm tinh tiến. Ai, nghĩ không ra lần này một cái hư cấu đan vương đại hội, thật làm cho cái này Bách Lý Kinh Vĩ lại mò đến một cái kỳ tài a. Nhìn lấy đây hết thảy. Xa xa núp ở phía xa thượng quan Phi Vân, không khỏi đập đi lấy miệng, thì thào lên tiếng, vừa mới vị đại sư kia thủ pháp luyện đan, coi là thật thế chỗ hiếm có, càng còn trẻ như vậy, tu vi còn không có lên, thì có phần này thông thiên đan thuật. Đừng nói là hắn Bách Lý Kinh Vĩ, coi như lão phu gặp, cũng là một trận quý hiếm a. Nếu là tiếp qua mấy trăm năm lời nói, người này hẳn là đại lục đệ nhất luyện đan sư, có thể đem người này bỏ vào trong túi, quả nhiên là kiếm đại phát. Ngươi nói đúng không, lão gia hỏa? Thật sâu nhìn phía xa Trác Phàm tùy tiện bóng người, Đan Thanh Sinh một mực qua loa gật đầu, lại là không nói gì, không có vẫn như cũ nhíu chặt lấy, tại khổ tư Trác Phàm xuất hiện ý đồ đến. Bề ngoài, Ách biểu ca, ngươi nói bọn họ những người này, còn có ai có thể tấn cấp? Trên đài cao, Thượng quan Khinh Yên đứng Trác Phàm bên cạnh, khóe mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm chỗ đó. Sau đó nhìn về phía Trác Phàm, một mặt dí dỏm nói. Minh bạch nàng ý tứ, chỉ là muốn lợi dụng hiện tại người chủ trì này coi trọng hắn thời điểm, thích hợp đem Thượng quan Ngọc Lâm cũng nhắc lên. Bất quá dạng này thì quá rõ ràng, nói rõ các người có quan hệ cá nhân. Cho nên Trác Phàm như không nghe gặp giống như, không cho đưa không. Bất quá, hắn cũng không phải bởi vì sợ chính mình bại lộ, bởi vì hắn sớm làm tốt dạng này dự định. Hắn là lo lắng cho mình tại Bách Lý Kinh Vĩ tâm lý giá trị ngã phân. Dù sao, người nếu là như thế trắng trợn, chỉ có thể nói rõ ngươi không có não tử. Thế nhưng là, cũng là như thế không có não tử sự tình, Trác Phàm không muốn làm, Thượng quan Khinh Yên lại là rất tình nguyện thúc đẩy chuyện tốt. Gặp Trác Phàm thủy chung không lên tiếng khí, Thượng quan Khinh Yên không khỏi hung ác khoét hắn liếc một chút, sau đó nhất chỉ Thượng quan Ngọc Lâm chỗ đó, giả bộ rất hiểu được bộ dáng. Khẽ cười nói, biểu ca, ngươi nhìn người kia có phải hay không luyện đến cũng rất tốt. Chỗ nào, rất bình thường, nhẹ nhàng liếc liếc một chút, Trác Phàm không có nhìn nhiều, đạm mạc lên tiếng. Thượng quan Khinh Yên nghe đến, lại là có chút tức giận, hung ác nguyết hắn một cái, thở phì phò ngoác miệng ra. Bất quá, Trác Phàm tuy nhiên cực lực tránh cho, nhưng Thượng quan Khinh Yên lời nói và việc làm, vẫn là rất thành công hấp dẫn Bách Lý Kinh Vĩ chú ý. Đồng dạng hướng Thượng quan Ngọc Lâm chỗ đó nhìn một chút, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng bất giác vẽ lên một đạo tà dị đường cong, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Có lẽ là cổ đại sư nhãn giới quá cao, người kia luyện đan, còn tốt ha. Bách Lý Kinh Vĩ liền nói hai cái còn tốt, lại là lộ ra từng tia quỷ dị. Thế nhưng là điểm này, Thượng quan Khinh Yên lại là không có nghe được, còn tưởng rằng người này mắc câu. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, người nhìn, vẫn là vị đại nhân này có ánh mắt, người kia luyện đan thật rất không tệ a. Ha ha ha, cô nương quá khen, không là tại hạ ánh mắt tốt, mà chính là cổ đại sư ánh mắt cao. Có lẽ lấy cô nương cùng tại hạ ánh mắt đến xem, cái kia người đã rất không tệ,
nhưng ở cổ đại sư trong mắt, hắn còn kém xa lắm đâu. Vậy hắn có thể tấn cấp sao? Giống như hồ đã không nhịn được phải biết kết quả, thượng quan Khinh Yên không khỏi chặn lại nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại là cười đùa nói, thế nào, cô nương cùng người kia nhận biết? Ách, không biết, ta làm sao lại biết hắn đây, ha ha ha. Ha ha ha, thực có biết hay không không quan trọng, đã cô nương cảm thấy tốt, ta sẽ lưu ý. Thật, không khỏi vui vẻ, thượng quan Khinh Yên cả kinh kêu lên. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cười đến có chút kỳ diệu, đương nhiên, cô nương là cổ đại sư biểu muội, nghĩ đến ánh mắt độc đáo, cô nương đề nghị, tại hạ hội tham khảo. Cảm ơn, hắc hắc hắc, khẽ gật đầu, thượng quan Khinh Yên rực rỡ cười như hoa, tiếp lấy liền đắc ý nhìn về phía Trác Phàm, nhíu nhíu mày, phảng phất tại nói, nhìn đến a, ta đem biểu ca cũng đưa vào. Hừ, thật sự là sẽ không sử dụng chính mình thân phận, khó được người chủ trì này coi trọng như vậy ngươi. Thế nhưng là Trác Phàm gặp này, lại là mỉm cười lấy dao động cái đầu, trong lòng ai thán. Ai, ngốc nha đầu, người này tâm cơ rất sâu, lòng nghi ngờ tất nặng. Người như thế trắng trợn tấn cấp tuyển thủ, người ta không chú ý mới là lạ chứ. Chỉ bất quá, người ta là theo mật thám góc độ đến chú ý, người thành công đem biểu ca ngươi đưa đến người ta dưới mí mắt đi. Thế nhưng là cái này cũng không quan trọng, dù sao ta cũng có loại này dự định, chỉ là không muốn tự mình làm. Cảm thấy hạ giá mà thôi. Nếu là hôm nay việc này là ta đưa ra lời nói, về sau thượng quan Ngọc Lâm bại lộ, ngược lại lộ ra lão tử IQ số dư còn lại không đủ, tại cái kia trong lòng người giá trị mãnh liệt ngã, có lẽ người ta liền không như vậy coi trọng ta. Hiện tại từ người tiểu nha đầu này thay ta làm, vui tay vui mắt, ha ha ha. Trong lòng âm thầm cười trộm, giả bộ nhìn phía dưới một đám luyện đan sư, Trác Phàm cố ý tránh ra thượng quan Khinh Yên cái kia đắc ý ánh mắt. Lại là để cho nàng nhất thời một trận oán trách. Ngươi làm gì không nhìn ta, chẳng lẽ không thể gặp ta lập công? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau ba canh giờ, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn những người này không sai biệt lắm, đại đa số đã thành đan, liền vẫy tay, để hộ vệ dưới đi thu đan, riêng là thượng quan Ngọc Lâm chỗ đó, bị hắn càng chú ý một chút. Tuy nhiên hắn cũng không biết rõ Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên thân phận, nhưng giống như Trác Phàm sở liệu. Thượng quan Khinh Yên vẽ vời cho thêm chuyện ra cử động, để hắn lưu lại cõi lòng. Nếu là sai, hắn có thể điều tra một chút cũng tốt, tóm lại không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Rất nhanh, bọn hộ vệ đem cất kỹ đan lại phân thành hai tổ, đưa tới. Bên trong tổ một, đều là một số bên trong hạ phẩm đan, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đều có. Còn có tổ một, lại là thượng phẩm cùng cực phẩm đan, mà lại xem xét cái kia đan chất lượng. Liền tròn trịa ngọc nhuận, thủ pháp thành thạo, rất rõ ràng là thuần thục luyện đan sư sở luyện. Đối với dạng này đan dược, Bách Lý Kinh Vĩ lại là từ chối cho ý kiến phất phất tay, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Minh bạch hắn ý tứ, bọn hộ vệ lập tức lại từng dãy đi xuống, đem những người kia bắt lấy, đi ra ngoài cửa. Ai, này sao lại thế này, ta thế nhưng là bát phẩm thượng phẩm đan, cái này cũng không được a. Đúng vậy a. Ta cửu phẩm thượng phẩm đan cũng không được a. Thảo bà nội ngươi, cái kia thất phẩm đan đều lưu lại, vì sao ta bát phẩm đan còn luyện tốt như vậy, còn không được. Từng tiếng quát kêu vang lên lần nữa, thế nhưng là lần này, Bách Lý Kinh Vĩ lại ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn nghĩ, chỉ là đem bọn hắn đuổi đi ra, thăm thẳm lên tiếng, ta nói qua muốn hết sức nỗ lực, vừa mới những người kia đều là không có hết sức. Còn lại, chúc mừng các ngươi, đều hết sức. Giống. Một tiếng hô quát, mọi người đều là hưng phấn dị thường kêu to lên, thượng quan Ngọc Lâm cũng là song quyền siết chặt, ăn mừng chính mình thành công tiến vào. Thượng quan Khinh Yên nhìn đến, cũng là nhịn không được hưng phấn mà nắm lại tay đến, cười nhìn Trác Phàm liếc một chút, tràn đầy mừng rỡ. Cứ như vậy, hai cái thám tử thì toàn đánh vào tiến đến. Cũng chỉ có Trác Phàm, dường như biết cái gì giống như, khóe miệng chỉ là treo đạm mạc cười yếu ớt. Bây giờ đi qua vòng thứ hai sàng chọn. Lại loại bỏ hơn 50 người, chỉ còn lại có 30, 40 người. Tại trong nhóm người này sàng chọn, cái kia coi là tương đương dễ dàng. Nhìn chằm chằm phía dưới như núi kêu biển gầm kêu gào hơn 10 người, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, dường như rốt cục phải kết thúc đây hết thảy giống như, khóe miệng xẹt qua quỷ mị nụ cười. Hô, muốn thu lưới, ha ha ha. Tất cả mọi người đi theo ta,
chúng ta đến Phi Vân Kiếm Vương trước mặt, tiến hành cuối cùng thử. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, liền quay người lại, hướng hậu viện đi đến. Bọn người người nghe được lời này, cũng là không khỏi một mặt hưng phấn, theo thật sát. Thế nhưng là, làm Trác Phàm cũng muốn đuổi theo lúc, một gã hộ vệ lại là chợt ngăn lại hắn đường đi, khom người nói, Cổ tiên sinh, xin dừng bước, ngài không còn muốn tham gia cuối cùng thử. Đúng vậy a, Cổ tiên sinh, lấy ngài thực lực, đã là không thể dị nghị đan vương, không cần lại tại cuối cùng thử bên trong lãng phí thời gian. Quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Trác Phàm liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, nếu là ngài nhàn nhàm chán, có thể cho hộ vệ mang theo tại trong vương phủ đi loanh quanh, một hồi tại hạ liền đến bồi tiên sinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không sai hết thảy, nhưng vẫn là một mặt ngây thơ dạng mà nói, thế nhưng là ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Phi Vân Kiếm Vương đây, chẳng lẽ không có cơ hội? Không không không, một hồi Phi Vân Kiếm Vương nhất định sẽ tự mình tiếp kiến, mời Cổ tiên sinh hơi đợi một lát. Cung kính ôm một cái quyền, Bách Lý Kinh Vĩ cười nhẹ quay người tiếp tục dẫn đường. Còn lại những cái kia cùng sau lưng Bách Lý Kinh Vĩ lọt vào đám người, thì tất cả đều một mặt ước ao ghen tị nhìn về phía Trác Phàm, đây chính là trực tiếp theo vòng thứ hai thì tấn cấp đan vương cao thủ A, liền cuối cùng thử đều không cần tiến hành, liền đã thu hoạch được cử đi danh ngạch, còn có kiếm vương đặc biệt chiếu cố. Nay sau tiến nhập đế đô, công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Tốt như vậy sự tình, thật sự là tiện sát người khác. Bất quá bọn hắn cũng biết, người ta đây là thực lực, nếu là bọn họ cũng có thể luyện ra 11 phẩm linh đan lời nói, cũng có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Cho nên, mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng tránh thức phẫn hận lại không mấy cái, cũng chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm, hận đến lớn nhất nghiến răng nghiến lợi. Dù sao, hắn vẫn cho là lần này chui vào kế hoạch, hắn mới thật sự là nhân vật chính. Kết quả từ đầu tới đuôi, hắn đều bị mai một, không có người chú ý hắn liếc một chút, ngược lại là Trác Phàm một đường hát vang tiến mạnh, vạn chúng chú mục. Dễ dàng, một đường trang bức thì đánh vào địch nhân nội bộ, còn bị đối phương tối cao lễ ngộ, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hung hăng chừng lấy Trác Phàm, Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tiếp lấy kéo một phát Thượng quan Khinh Yên tay ngọc, liền nhìn về phía một bên hộ vệ nói, ta lần thứ nhất đến vương phủ, có thể hay không nhường ta tùy tiện nhìn xem. Đương nhiên, Cổ tiên sinh mời, ta dẫn đường cho ngài. Biết đây là thừa tướng khách quý, hộ vệ kia không dám thất lễ, cúi người hành lễ, liền phía trước dẫn đường. Thượng quan Khinh Yên bị Trác Phàm nắm rời đi, lại là quay đầu nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm chỗ, đánh lấy thủ thế, để hắn cố lên. Gương mặt hung hăng co rút lấy, nhìn lấy biểu muội mình bị khác nam nhân rời đi, hắn chả cái nào có sức lực cố lên. Bất quá tốt xấu thì lần này, chỉ cần hắn thông qua cuối cùng thử, hắn cũng có thể giống như Trác Phàm, đánh vào địch nhân nội bộ. Đến lúc đó lại tìm một cơ hội, đem Trác Phàm giết chết tại trong vương phủ, thần không biết quỷ không hay, trời biết đất biết hắn biết rõ, người khác không người có thể biết rõ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy. Thượng quan Ngọc Lâm trong mắt hơi híp, nhất thời phát ra một đạo trần trụi ngoan sắc, theo mọi người tốc độ rời đi. Nhìn xa xa đây hết thảy, Thượng quan Phi Vân nghiêng liếc Đan Thanh Sinh liếc một chút, không khỏi khẽ cười nói, lão gia hỏa, đi thôi, cái kia thu lưới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, con cá này có ở đó hay không hắn Bách Lý Kinh Vĩ trong lưới lớn, ha ha ha. Vô số, mọi người theo Bách Lý Kinh Vĩ cước bộ, một đường đi vào vương phủ hậu viện. Một mảnh bao quát đại quảng trường lên. Mà ở nơi đó trước nhất vị trí, lại sớm đã mang lên ba thanh lê mộc tinh điêu rộng thùng thình ghế dựa. Chỉ là giờ này khắc này, cái kia ba đem cái ghế lên, cũng chỉ có ở giữa nhất một thanh, ngồi đấy một cái diện mục tuấn lãng trung niên nhân, thân mang lưu kim bào phục, rất là lộng lẫy, chính là Phi Vân Kiếm Vương, Thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ. Đến đây những thứ này đi đến lớn nhất sau tấn cấp đám người. Phần lớn chưa thấy qua Phi Vân Kiếm Vương bộ mặt thật sự, chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm, chỉ một cái liếc mắt, liền đã nhận ra, trong lòng không khỏi nhất thời cẩn thận. Bởi vì tuy nhiên Thượng quan Phi Vân trăm năm chưa hồi Đông Châu, bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận đều chưa thấy qua vị này Đông Châu đệ nhất cao thủ, nhưng lần hành động này trước đó, gia tộc cao tầng lại đã sớm đem bức họa cho bọn hắn nhận ra, miễn cho xảy ra sự cố.
cho nên Thượng quan Ngọc Lâm cho dù chưa bao giờ thấy qua người, nhưng cũng hiểu biết hắn dung mạo tướng mạo vì sao. Lần này thấy một lần, trong lòng nhất thời nhịn không được gõ lên trống đến, trên trán cũng là chảy ra từng tia tinh mịn mồ hôi lạnh. A, Phi Vân Kiếm Vương, làm sao không thấy Trảm Long Kiếm Vương bóng người? Đi vào Thượng quan Phi Vân 10 mét trước vị trí, Bách Lý Kinh Vĩ bất giác sững sờ, nhìn một bên giống tuếch ghế dựa, kỳ quái nói. Cái gì, hắn cũng là Phi Vân Kiếm Vương. Lần này, những người kia dường như mới hiểu được cái gì giống như, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, quát to lên tiếng, tham kiến Phi Vân Kiếm Vương, cùng chúc Kiếm Vương vạn phúc kim an. Không có xem bọn hắn liếc một chút, thậm chí Thượng quan Phi Vân trong mắt liền bọn họ cái bóng đều không có, chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, thăm thẳm lên tiếng, đan huynh không vui náo nhiệt, một mình tại vương phủ dạo bước đi, thì không tham gia cái này tam đường hội thẩm. Há, phải không, đây chính là quá đáng tiếc. Bất giác nhẹ giọng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ phiêu hốt đi vào Thượng quan Phi Vân bên người, sau đó tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, thẳng ngồi đến khác một thanh trống không trên ghế, cùng Thượng quan Phi Vân ngang hàng mà khu, trong mắt tản ra dạng rỡ chói mắt tinh quang, rõ ràng. Tránh thức trò vui, hiện tại mới phải bắt đầu a, ha ha ha. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, mọi người trong lòng nhất thời cùng nhau run lên, liếc nhìn nhau, đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, đồng thời còn mang theo điểm mê mang cùng không hiểu. Người này đến tột cùng là ai, chẳng lẽ không phải Phi Vân Vương phủ quản sự sao? Không, sẽ không, nếu là quản sự, há có thể đối Kiếm Vương vô lễ như thế, dám cùng chủ tử đi song song mà liệt kê. Thế nhưng là không phải là quản sự, hắn lại như thế nào có thể chấp trưởng vương phủ hết thảy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ khuôn mặt, đều là vẻ kinh ngạc. Người này tuổi còn trẻ, lại cùng Kiếm Vương cùng bàn, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Tựa hồ nhìn ra mọi người lo nghĩ, Thượng quan Phi Vân bất giác khẽ cười một tiếng, nhất chỉ Bách Lý Kinh Vĩ, hướng mọi người giải tỏa nghi vấn nói, các ngươi còn không biết a, vừa mới một mực tại cho các ngươi ra đề mục khảo tra giám khảo. Quả thật ta đế quốc thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ tiên sinh là vậy. Cái gì, thừa tướng đại nhân? Giống như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, chính bên trong lồng ngực, oanh một tiếng, tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, đường đường đế quốc thừa tướng, hoàng thất nhân viên quan trọng, vậy mà lại tự mình đến chủ trì bọn họ đan hội. Cái này muốn là thông qua lời nói, đi ra ngoài nhất thời liền thành thừa tướng môn sinh a. Tại toàn bộ kiếm tinh đế quốc, muốn bao nhiêu nghiêu bức, châu bao nhiêu bức, quả thực trong nháy mắt thì trèo lên nhân sinh phá vỡ ý tứ. Bỗng dưng, tất cả mọi người song đồng đều đỏ bừng, tràn đầy nóng rực chi sắc. Thế nhưng là bọn họ kinh hãi, có người so với bọn hắn càng kinh hãi, cái kia chính là Thượng quan Ngọc Lâm. Bách Lý Kinh Vĩ đại danh, hắn tại đi tới nơi này cái kiếm tinh đế quốc trước đó, liền đã như sấm bên tai. Kinh thiên vĩ địa, chỉ thế thiên tài. Tuệ nhãn biết anh, đoạt thiên địa tạo hóa. Có thể nói, hắn cũng là kiếm tinh đế quốc đệ nhất cố vấn. Cơ hồ bốn châu cao tầng đều hiểu rõ một chút, kiếm tinh đế quốc chỗ lấy cường đại, cũng là bởi vì có văn võ hai đại cường giả trợ trận. Võ có bất bại kiếm tồn uy hiếp thiên hạ, văn có Bách Lý Kinh Vĩ mưu hoa thương khung. Tuy nói bởi vì bất bại kiếm tồn tên tuổi quá lớn, tựa hồ đem vị này cố vấn phong mang che lại, nhưng bốn châu cao tầng đều hiểu. Bách Lý Kinh Vĩ trí tuệ, giống như để bất bại kiếm tôn cái này mãnh hổ chắp cánh, biến đến càng thêm hung mãnh dị thường. Bây giờ cái này Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên xuất hiện ở đây, liền để cái này đan sẽ biến càng thêm khó bể phân biệt, không đơn giản. Chẳng lẽ, đây thật là một cái bẫy dập? Trong lòng đã nhịn không được run rẩy, Thượng quan Ngọc Lâm khóc không ra nước mắt. Nếu là sớm biết Bách Lý Kinh Vĩ xuất hiện tại Phi Vân Thành lời nói, không chỉ là hắn. Đoán chừng thượng quan gia đều chọn án binh bất động, ẩn núp lên, căn bản sẽ không bởi vì cái này ngàn năm một thuở đánh bất ngờ cơ hội tốt mà ra tay. Không sai, Bách Lý Kinh Vĩ tuy nhiên thực lực cũng không xuất chúng, nhưng chính là có dạng này uy thế, để bất kỳ thế lực nào ở trước mặt hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ mảy may, ai ngờ một bước nào đi nhầm, cũng là vực sâu không đáy bẫy dập đâu. Thật sâu nhìn lấy tại chỗ tất cả mọi người cung kính khuất thân hướng hắn bái hạ. Bách Lý Kinh Vĩ lại là cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chú vào mỗi người sắc mặt, riêng là Thượng quan Ngọc Lâm cái kia có chút cứng ngắc gương mặt, lại là lông mày nhíu lại, nhất thời bật cười lắc lắc đầu.
vị cô nương kia chỉ cho ta người này, thật đúng là có điểm quái dị, khẩn trương như vậy, đến tột cùng là sợ ta, vẫn là tâm lý có quỷ đây, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười cười một tiếng, sâu xa nói, các vị đều là bản tướng tự mình chọn lựa, tiến vào cuối cùng thử người, nghĩ đến hẳn là luyện đan thuật tinh diệu đại sư, thật không dễ dàng a. Như vậy tiếp đó, các vị liền muốn trân quý cơ hội, thật tốt luyện chế bản tướng sau đó phải cầu luyện chế đan hoàn. Mời thừa tướng đại nhân chỉ thị, hung hăng liền ôm quyền, mọi người lần nữa khom người bẩm báo, trên mặt đều là đắc ý nụ cười hưng phấn, thân thể cũng tại kích động lay động. Thừa tướng môn sinh a. Nhìn chằm chằm bọn họ tất cả mọi người hai gò má, Bách Lý Kinh Vĩ lại là quỷ dị cười một tiếng, đạm mạc mở miệng, như vậy đến tiếp xuống khảo đề là. Hoàn mỹ? Cái gì, hoàn mỹ? Cái này là ý gì? Không khỏi sững sờ, mọi người lần nữa rơi vào trong mê võng, làm sao thừa tướng đại nhân mỗi lần đề mục, đều là như thế lập lờ nước đôi, không dễ đoán độ a. Bất quá lần này, Bách Lý Kinh Vĩ lại là không còn cùng bọn hắn làm trò bí hiểm, nói ra yêu cầu cụ thể, ở trên một vòng luyện đan bên trong, các ngươi luyện ra bản thân tối cao trình độ, có là cửu phẩm trung phẩm đan, có là bát phẩm hạ phẩm đan. Như vậy lần này, ta yêu cầu các ngươi luyện cho ta hoàn mỹ nhất đan dược, khảo nghiệm các ngươi luyện đan thuật đến tột cùng tinh tế đến mức nào. Ta muốn thượng phẩm đan hoặc cực phẩm đan, không yêu cầu đẳng cấp, nhưng lại nếu như các ngươi có thể luyện chế ra đẳng cấp tối cao hoàn mỹ linh đan, biết không? Đúng, cần tuân thừa tướng đại nhân ý chỉ. Lần nữa chăm chú liền ôm quyền, mọi người cùng nhau đáp lời, trong mắt tràn đầy tự tin tinh mang. Dù sao, đối với lên một vòng đem hết toàn lực luyện chế, đối với bọn hắn bên trong những cái kia chân chính luyện đan sư tới nói, giảm xuống một cái cấp bậc, thật tốt luyện chế một cái thượng phẩm đan, lại dễ dàng có điều. Cái này thì, cũng là luyện đan sư nội tình, có đủ hay không vững chắc a? Thế nhưng là, đối với thượng quan Ngọc Lâm dạng này lâm thời đột kích ngụy luyện đan sư tới nói, cái này khảo đề lại là trong nháy mắt để hắn mơ hồ. Phải biết, hắn luyện đan đẳng cấp đều là từ tự thân công lực cùng lâm thời tập luyện một số luyện đan bí thuật chồng chất đi lên, đương nhiên còn có vượt cấp linh dược làm phụ trợ. Nhưng lần này luyện chế thượng phẩm đan cùng cực phẩm đan, lại là chân chính khảo nghiệm một cái luyện đan sư công lực thời điểm, khống hỏa, tinh thần lực ngưng tụ, còn có cái kia luyện đan kỹ thuật tinh diệu nắm giữ trình độ, đều là vô cùng đại khảo nghiệm. Cứ như vậy, hắn trong chớp mắt thì bại lộ, bởi vì hắn căn bản không đạt được thượng phẩm cùng cực phẩm đan trình độ, vậy cần chuyên nghiệp tính quá mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn hai bên một chút, đã là muốn chạy, lại là nhất thời phát hiện, toàn bộ vương phủ, bốn phương tám hướng đã là phủ đầy dung hồn cảnh hộ vệ, còn có thượng quan Phi Vân cái này đệ nhất cao thủ ở phía trước mắt lom lom nhìn lấy. Hắn nếu là thật sự chạy, chỉ sợ không ra một giây đồng hồ, liền bị người oanh sát thành cặn bã. Vừa nghĩ đến đây, hắn đều có loại muốn khóc xúc động, đây thật là xui đến đổ máu. Ta không hợp ý nhau, bọn họ nhất định phải ta tới, như thế rất tốt, không thể quay về. Khóe miệng không khỏi một xẹp, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời cảm thấy vận mệnh nhiều thăng trầm, không nói ra ủy khuất. Cái này nếu là thật thất bại, không biết có cơ hội hay không còn sống trở về. Có lẽ bọn họ chỉ là đơn thuần tiến hành đan vương đại hội, cũng không phải là bẫy dập, cũng không muốn bắt mật thám. Sau cùng, thượng quan Ngọc Lâm chỉ có thể âm thầm ý dâm, mang sau cùng một tia may mắn, cầu nguyện hắn cho dù thất bại, cũng là bị vương phủ đào thải, có thể chạy thoát đi. Nếu không, hắn không trà trộn vào đi chính là, đem công lao này nhường cho Trác Phàm thì sao? Dù sao về sau cơ hội lập công còn có rất nhiều, lão tử có thể đợi. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến là, hắn bộ này tâm thần bất định bất an bộ dáng, lại là vào hết Bách Lý Kinh Vĩ hai mắt, mảy may đều chưa thả qua. Ha ha ha, người này, khẩn trương có chút quá đầu a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, bắt đầu. Vừa mới nói xong, nhưng ngửi hô hô hô, từng trận hỏa diễm lao nhanh thiêu đốt, đan vương đại hội cuối cùng thử cạnh tranh đan, rốt cục bắt đầu. Thượng quan Ngọc Lâm không cách nào, cũng chỉ có thể ai thán sinh từ bản thân hỏa diễm, hết sức nỗ lực. Cùng một thời gian, những cái kia cạnh tranh đan giả còn tại làm lấy sau cùng chiến đấu, Trác Phàm cùng thượng quan Khinh Yên đã là tại trong vương phủ khoan thai tự đắc đi dạo lên, bên cạnh là hai ba tên hộ vệ đi theo. Vị đại ca kia, đường đường Phi Vân vương phủ chỉ có những người này dung tục chi địa sao? Không có chút nào đáng xem,
có cái gì kỳ quan diệu cảnh, để tại hạ có thể nhìn một lần cho thỏa. Chợt, Trác Phàm nhìn về phía một bên thị vệ, cười khẽ dò hỏi. Hắn cùng người nhà họ thượng quan khác biệt, hắn muốn tìm, lại là chỗ kia thiên địa phong huyệt chỗ. Khẽ chau mày, hộ vệ kia không khỏi có chút do dự cái này. Xem ra là thật có, cái kia mang tại đi xuống nhìn qua kỳ cảnh có thể hay không. Nhìn đến hắn cái dạng này, Trác Phàm liền đã tâm lý nắm chắc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chặn lại nói ta muốn Phi Vân Vương phủ kỳ cảnh, nhất định rất là hùng vĩ đi. Trầm ngâm thật lâu, tên hộ vệ kia lại là nhất thời dao động cái đầu, thật sâu bái hạ, cổ tiên sinh thứ tội, nơi đó là vương phủ cấm địa, trừ phi kiếm vương cho phép, người bình thường không được đi vào, cho nên. Cấm địa, kia liền càng muốn đi. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm đã rõ ràng, con người loạn chuyển, nghĩ đến giải quyết con đường. Thế nhưng là đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc lại là nhất thời vang lên, các ngươi tất cả đi xuống a, lão phu đến bồi cổ đại sư dạo chơi công viên ngắm cảnh. Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm cứng ngắc thân thể, chậm rãi nghiêng đầu đi, lại là chính gặp một đạo quen thuộc bóng người, ngay tại cười như không cười nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy hí ngược chi sắc. Đan Thanh Sinh, lão gia hỏa này làm sao lại tại cái này địa phương? Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trong lòng bịch bịch địa cuồng nhảy. Lão gia hỏa này thế nhưng là biết hắn tất cả nội tình, nếu là hắn muốn hủy xuyên chính mình lời nói, vậy hắn cái này xuất diễn còn có đến kêu sao? Bất quá, hắn vừa mới cũng nghe đến, Đan Thanh Sinh gọi hắn là cổ đại sư. Nói cách khác, hắn cũng không có vạch trần chính mình ý tứ, tối thiểu tạm thời sẽ không. Như thế tới nói, hắn ngược lại là có thể thả xuống một chút tâm tới. Nghĩ như vậy, Trác Phàm hít thật sâu, sắc mặt cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Đúng, kiếm vương đại nhân, cung kính thi lễ, những hộ vệ kia không có quá nhiều ngôn ngữ, lập tức phất phất tay, liền triệt hạ đi. Chỉ một thoáng, chung quanh lại không có một bóng người xuất hiện. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Đan Thanh Sinh dương dương tự đắc hướng Trác Phàm bên này đi tới, thế nhưng là thượng quan Khinh Yên nhìn thấy, lại là không khỏi sững sờ, bật thốt lên, ngươi chính là kiếm vương. Thượng quan Phi Vân. Làm sao không hề giống a, là cái lão đầu tử. Ách, thân thể nhịn không được trì trệ, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, lại là bất đắc dĩ cười cười, lắc lắc đầu, ha ha nói, tiểu cô nương, Trung Châu kiếm tinh đế quốc có cửu đại kiếm vương, cũng không chỉ hắn thượng quan Phi Vân một cái mà thôi a, ha ha ha. Cái gì, cửu kiếm vương? Vậy ngươi là? Trảm Long kiếm vương, Đan Thanh Sinh. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà mị đường cong, Đan Thanh Sinh khoan thai lối ra. Thế nhưng là nghe được lời này, thượng quan Khinh Yên lại là nhất thời giật mình, trong lòng bỗng dưng thì chìm xuống. Tại sao lại một cái kiếm vương, xuất hiện tại Phi Vân Thành A? Vốn là bọn họ đối mặt thượng quan Phi Vân một người, liền đã cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại lại thêm ra một cái cùng thượng quan Phi Vân tương xứng cửu kiếm vương đến, vậy bọn hắn lần thứ hai đánh bất ngờ hành động. Còn có thể tiến hành đến đi xuống sao? Trong lúc nhất thời, thượng quan Khinh Yên tình cảnh bi thảm, sắc mặt đều không cảm thấy có chút trắng bệch xuống tới. Tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, Trác Phàm không khỏi đạm mạc lên tiếng, dường như giúp nàng giải vây, lại là muốn đẩy ra nàng nói, biểu muội, còn đang tức giận à, không phải liền là không cho ngươi bốn phía xông loạn sao? Nơi này là Phi Vân Vương phủ, không phải nhà chúng ta hậu hoa viên, há lại cho ngươi hổ nháo. Không khỏi sững sờ, thượng quan Khinh Yên một mặt mê hoặc nhìn về phía hắn, không rõ ràng cho lắm, lại chính gặp Trác Phàm cho nàng đánh cái ánh mắt, sau đó sờ lấy nàng hai gò má, một mặt thương yêu nói, ngươi nhìn ngươi sắc mặt này, cũng quá khó nhìn, còn tại cho ta nhăn mặt đâu. Lập tức dây hiểu hết thảy, thượng quan Khinh Yên hiện tại mới hiểu được, nguyên lai vừa mới chính mình bởi vì nhìn thấy Đan Thanh Sinh, sắc mặt biến hóa quá lớn, đã lộ ra chân ngựa, Trác Phàm đây là cho hắn đánh yểm trợ đây. Sau đó cũng phối hợp lấy tức giận, chợt qua đầu, phẫn hận ngoác miệng ra. Thế nhưng là Trác Phàm bàn tay lớn kia, tại trên mặt nàng lưu lại vuốt ve an ủi, lại là để cho nàng ngăn không được gương mặt lại là một đỏ. Mi đầu hơi nhíu, hướng Đan Thanh Sinh run run, lão đầu này suy nghĩ một chút, liền lập tức minh bạch hắn ý tứ, không khỏi nhìn về phía thượng quan Khinh Yên, bật cười ra tiếng nói, ha ha ha. Cô nương, chớ có sinh cổ đại sư khí, tại cái này Phi Vân Vương phủ. Lão phu mặc dù cũng là khách, nhưng tốt xấu người ở đây đều cho lão phu ba phần chút tình mọn. Nào, người cầm lấy lão phu lệnh bài, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào,
tại cái này trong vương phủ thỏa thích du ngoạn a, ha ha ha. Nói, Đan Thanh Sinh đã là móc ra một cái thẻ bài kim loại, đưa lên, phía trên khắc lấy một cái cứng cáp có lực đan chữ. Không khỏi sững sờ, Thượng Quan Khinh Yên không biết như thế nào, không khỏi nhẹ liếc Trác Phàm liếc một chút. Đã Trảm Long Kiếm Vương như thế sủng ngươi, ngươi liền cầm lấy a, tốt thú vị, nhưng cũng đừng quá mức, một lúc lâu sau nhưng muốn đem thẻ bài trả về a. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm như cái cưng chiều muội muội đại ca ca giống như, đập vỗ đầu nàng, cười khẽ một tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Thượng Quan Khinh Yên cung kính tiếp nhận, nói một tiếng tạ về sau, liền giả bộ một mặt vui vẻ rời đi. Chỉ là tại nàng trước khi đi, vẫn là không nhìn được quay đầu thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, đưa cho hắn một cái bảo trọng ánh mắt. Dù sao hiện tại hắn muốn đơn độc đối mặt một vị kiếm vương cao thủ, nhưng là ngàn vạn không thể lộ hãm. Thế nhưng là nàng lại từ nơi nào biết, Trác Phàm cùng kiếm này vương khả là bạn bè cũ, tránh thức ở chỗ này chướng mắt là nàng a. Không phải vậy lời nói, Trác Phàm như thế nào lại tìm nàng ham chơi mượn cớ, phối hợp với Đan Thanh Sinh đem nàng đuổi đi. Không sai, thực nàng cũng không muốn rời đi Trác Phàm, là Trác Phàm thiết kế cùng Đan Thanh Sinh phối hợp, để cho nàng rời đi. Thế nhưng là đây hết thảy, nàng nhưng lại không biết, còn tưởng rằng là sắc mặt nàng chợt biến, bạo lòi đuôi, Trác Phàm mới mượn cơ hội để cho nàng rời đi trước chậm một chút đâu. Xa nhìn Thượng Quan Khinh Yên đi xa bóng người, Trác Phàm không khỏi thở dài ra một hơi, chợt cảm thấy trên thân nhẹ nhõm không ít. Đan Thanh Sinh thật sâu liếc hắn một cái, bất giác lắc đầu cười khẽ, trêu ghẹo nói, thế nào, bị người giám thị lên. Sao lại như vậy, tiền bối? Dương mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm cũng là bật cười nói. Từ chối cho ý kiến lắc đầu, Đan Thanh Sinh đạm mạc lên tiếng, nếu không phải như thế, cô nương kia là người tín nhiệm người, người cần gì phải kiếm cớ đem nàng đẩy ra đâu. Ha ha ha, người tiểu tử này, cho tới bây giờ cũng là nhiều như vậy quỷ hoa dạng. Đem cái kia nữ hài đẩy ra, còn giả đến mức là rất bảo trì nàng một dạng, thật sự là bị bán còn thay ngươi kiếm tiền đây. Chỉ là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi lo lắng tiền này có thể nuốt ngươi. Đa tạ tiền bối khích lệ. Không phải khen phần thưởng, là cảnh cáo. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia tinh mang, Đan Thanh Sinh bình tĩnh lên tiếng, nữ tử kia là Thượng Quan gia a, người tốt nhất khác cùng bọn hắn lôi kéo cùng nhau. Há, cái này ngươi cũng biết. Ha ha ha. Đương nhiên, hiện tại dám trắng trợn chui vào Phi Vân Vương phủ, cũng chỉ có Thượng Quan gia. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Đan Thanh Sinh khoan thai lên tiếng, nhìn cô nương này lén lén lút lút bộ dáng, đã sớm nhìn ra trong nội tâm nàng có quỷ. Nếu không phải một mực đi theo bên cạnh ngươi, có người đánh yểm trợ, chỉ sợ ngay từ đầu liền bị cái kia Bách Lý Kinh Vĩ cho lôi ra ngoài đi. Thân thể hơi chấn động một chút, Trác Phàm không thể tin nói, Bách Lý Kinh Vĩ. Cái kia kiếm tinh đế quốc đệ nhất cố vấn, thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ. Hắn cũng tới đến Phi Vân Thành. Đâu chỉ đến, cái này Đan Vương Đại Hội không phải liền là hắn làm đi ra sao? Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Đan Thanh Sinh bật cười nói, mà lại các ngươi hai cái vừa mới nhìn qua, thế nhưng là rất ăn ý bộ dáng, đoán chừng hắn đã hận không thể muốn đem ngươi lập tức đưa đến đế đô đi, nếu như hắn không biết ngươi là Thượng Quan gia mật thám lời nói. Ánh mắt hơi hơi hư hư. Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, a, là tiểu tử kia a, ta liền nói a, lấy hắn tức giận độ, không giống như là cái vương phủ quản sự, nguyên lai là đế quốc thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ. Ta nói hắn làm sao có ra Cát Trường Phong cái bóng đây, thì ra là thế, ha ha ha. Tiểu tử ngươi còn cười được. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Đan Thanh Sinh không khỏi thở dài, tiểu tử, cái kia Bách Lý Kinh Vĩ không phải tầm thường tục nhân. Khôn khéo cực kỳ. Cẩn thận thăm dò, chấp trưởng càn khôn, không gì làm không được. Người bây giờ tuy nhiên may mắn có thể giấu giếm được đi, nhưng không ra 2-3 ngày, hắn nhất định có hoài nghi, khi đó ngươi thì tai kiếp khó thoát. Bị hắn để mắt tới người, nhưng là rất khó thoát thân a. Không sai gật đầu, Trác Phàm tán đồng nói, ta đây minh bạch, tại tiến vào Trung Châu về sau, hắn đại danh ta liền nghe nhiều nên thuộc, bây giờ nhìn thấy chân nhân, xác thực danh bất hư truyền. Bất quá cũng không cần qua 2-3 ngày, đoán chừng tiếp qua 1-2 canh giờ, hắn lập tức liền có thể biết ta thân phận. A, à, là ta họ Cổ thân phận, cùng Thượng Quan gia dắt liền thân phận. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Đan Thanh Sinh không khỏi kinh hãi, còn có 1-2 canh giờ, thân phận của ngươi bại lộ.
ngươi làm sao xác định như vậy? Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn vừa mới như thế nào thu lưới, ta đều nhìn ở trong mắt. Tên là Đan Vương Đại Hội, lại tìm lấy các loại lý do, đem tránh thức luyện đan sư bài trừ, còn lại thám tử, liền tại bên trong. A, à, Đan Lão, ngươi còn không biết a, lần này thượng quan gia phái ra hai cái thám tử, ta chỉ là dự khuyết, cái kia chính quy thám tử hiện tại ngay tại cái kia trong lưới, chờ lấy bị bắt đi ra đây. Ta đoán chừng một hai canh giờ, tiểu tử kia liền nên bị Bách Lý Kinh Vĩ bắt tới đi. Đến lúc đó ta cũng phải bị khai ra, thân phận tự nhiên bại lộ. Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy? Không khỏi sững sờ, Đan Thanh Sinh cả kinh nói, nếu là đến lúc đó ngươi thật rơi xuống Bách Lý Kinh Vĩ trong tay, liền lão phu đều cứu không ngươi. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng, tiền bối, nghĩ không ra ngươi còn nghĩ đến cứu ta, ai, thật là làm cho vãn bối trong lòng thực cảm động a. Ta nhổ vào, hắn là ai nương muốn cứu ngươi, chẳng qua là xem ở trước kia cùng ngươi một trận giao tình phân thượng, không muốn để cho tiểu tử ngươi sớm như vậy chết oan mà thôi. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến. Cười nhạt lắc đầu, Trác Phàm thở phào một hơi, xem ra tiền bối giờ này khắc này cũng là hướng về ta, vậy ta cứ yên tâm, ha ha ha. Ai, tiểu tử ngươi thật sự là không biết nghĩ như thế nào, lão phu mặc dù hướng về ngươi, nhưng đây không phải lão phu khu vực a. Yên tâm đi, tiền bối, vãn bối không có việc gì. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí mỉm cười, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, lúc trước ta đã nghĩ tới, xem người mà biết rõ hình, Bách Lý Kinh Vĩ người này tuyệt đối là quý tài người, ta lúc trước lộ như vậy một tay, cũng là để hắn không bỏ được giết ta. Mà lại ta cùng thượng quan gia bèo nước gặp nhau, lại không tính quá quen, còn có cứu vãn không gian, hắn hẳn là sẽ không động thủ với ta đi. Bất đắc dĩ liếc một cái hắn, Đan Thanh Sinh không khỏi nhẹ hừ một tiếng, ha ha. Tiểu tử ngươi cũng rất tự tin, Bách Lý Kinh Vĩ là nổi danh rất cay quả quyết, phía trước vẻ mặt vui cười, vừa quay đầu liền có thể biến thành Diêm La mặt, ngươi lo lắng tự tin quá mức, đem chính mình chồng vào đi. Không có, muốn giết một người, hoặc là bởi vì tình, căm thù đến tận xương tủy, hoặc là bởi vì ý, có tất sát lý do. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm trong mắt lóe ra nhấp nháy tinh quang, dường như đem hết thảy đều xem thấu, vừa mới ta nói rõ lý lẽ từ ở chỗ tình lên, nếu là tình không thể động đến hắn, phía dưới còn có một cái lẽ phải đây, chính là vì đối phó thượng quan gia tộc, không cho một cái cá lớn lọt lưới, hắn bắt mật thám chỉ là bước đầu tiên, như thế nào sử dụng mật thám mới là hắn tránh thức muốn xuất mưu đồ. Đã muốn sử dụng lời nói, hắn như thế nào lại giết ta? Ha ha ha, không có lý do a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Đan Thanh Sinh chăm chú nhìn Trác Phàm, trầm ngâm thật lâu, lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bật cười nói, ngươi cùng cái kia Bách Lý Kinh Vĩ một dạng, tính toán tường tận, âm hiểm cực kỳ đâu. Thế nhưng là hắn như hôm nay điên, còn muốn khăng khăng động ngươi đây. Như vậy, thì xin tiền bối cứu mạng, không khỏi sững sờ. Trác Phàm âm thầm suy nghĩ một chút, lại là chợt lộ ra một bộ giảo hoạt khuôn mặt, nhìn về phía Đan Thanh Sinh chỗ đó, ngăn không được tà tiếu lấy. Không khỏi khẽ giật mình, Đan Thanh Sinh chỉ mình cái mũi nói ta. Lão phu làm sao cứu ngươi? Lời nói trước, hai ta không có lớn như vậy giao tình, thì lúc trước nói chuyện rất là hợp ý mà thôi. Lão phu không cần thiết vì một mình ngươi, bốc lên như thế lớn phong hiểm. Ngươi cũng đã biết, lão phu sau lưng nhưng còn có. Minh bạch, Trung Châu sự tình, ta từ khi đến sau này, thì bấy nhiêu nghe kể một ít. Không khỏi thở dài một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Đan lão cùng bất bại kiếm tôn trận chiến kia, bị bại là tương đương thê thảm a, đoán chừng đều ra không năm chiêu a, liền bị người ấn lòng đất đánh. Rear mép hung hăng run run, Đan Thanh Sinh đầy mặt tức giận nhìn về phía Trác Phàm, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không, ấn lòng đất đánh cái kia là lưu manh đánh nhau, là cao thủ luận võ sao? Dù sao không sai biệt lắm, thì ý tứ như vậy, bên ngoài như thế một truyền, ta cứ như vậy nghe xong mà thôi, hắc hắc hắc. Bất giác đùa cười một tiếng, nhưng rất nhanh Trác Phàm lại sắc mặt nghiêm một chút, một mặt ai thán nói, nhưng là cũng bởi vì trận chiến này, Đan lão không thể không trở thành kiếm tinh đế quốc cửu kiếm vương một trong, Trảm Long kiếm vương. Bởi vì ngài sau lưng, còn có ngài cái kia lý tưởng quốc vô tội sinh mệnh, ta đây đều hiểu. Đan lão là nhân nghĩa người. Tất không muốn sinh linh đồ thán, vậy cũng là kiếm tinh đế quốc bắt đến ngài một cái tay cầm.
mí mắt hơi hơi run run, Đan Thanh Sinh nghe được lời này, cũng là bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng vô tận bi thương, lão phu đã sớm nói, Tây Châu đệ nhất nhân lại như thế nào? Đi vào Trung Châu, còn không phải bị người ngự xử sao? Hiện tại ta cũng may mắn, lúc trước không có từ Tây Châu mang ra Kình Thiên kiếm tới. Nếu không mà nói, Tây Châu đối mặt bất bại kiếm tôn, thì lại không cậy vào. Không thể nói được, hiện tại Tây Châu người, cũng sẽ như thượng quan gia người đồng dạng, dốc hết toàn lực, muốn theo lão phu trong tay đoạt lại thần binh A, ha ha ha. Há, đúng, lão phu đều không hiểu, vì sao ngươi cùng người nhà họ thượng quan nhập bọn với nhau đi. Chẳng lẽ ngươi đến Trung Châu, cũng là vì cái kia trùng thiên kiếm. Bất giác cười khổ một tiếng, Đan Thanh Sinh già nua sắc mặt lộ ra có chút thê lương, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, một mặt kỳ dị nhìn về phía Trác Phàm, hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm cái kia đạm mạc lên tiếng, đúng lúc đụng phải mà thôi, bất quá ta mục tiêu cùng bọn hắn không giống nhau. Trùng thiên kiếm, ha ha, ta không hứng thú. Thượng quan gia sinh tử, ta cũng không quá quan tâm. Ngươi cùng bọn hắn không có sâu như vậy ngọn nguồn tốt nhất, bởi vì lần này, thượng quan gia thật sự là chắp cánh khó thoát. Thật sâu hít một hơi, Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ đó một áng lửa ngút trời, lại chính là Đan Vương đại hội cuối cùng thử ở chỗ đó, thượng quan Phi Vân liên thủ với Bách Lý Kinh Vĩ, thượng quan gia lần này xem như bùn đủ hãm sâu, lại cũng đừng hòng chạy đi. Cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Bên ngoài phiêu bạt lâu, khó được nhìn thấy người quen. Riêng là Trác Phàm ngươi, lão phu theo ngươi vẫn rất hợp, không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Chăm chú mà nhìn xem Đan Thanh Sinh cái kia thật chí khuôn mặt, Trác Phàm không nói gì, chỉ là chậm rãi gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Cái này lão phu cứ yên tâm. Khóe miệng hơi vểnh lên, Đan Thanh Sinh vỗ nhẹ nhẹ đập Trác Phàm cánh tay. Cười khẽ một tiếng, lão phu lần này tới gặp ngươi, cũng là muốn xác nhận một chút, ngươi là có hay không tại mạo hiểm. Nhưng hiện tại xem ra ngươi tự tin như vậy, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, thì như năm đó ngươi tại Song Long hội lên một dạng, nói được thì làm được, hết thảy tận trong lòng bàn tay. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu là ngươi thật gặp nạn, lão phu ta tận hết khả năng, không biết còn có thể giúp ngươi cái gì. Hơi hơi trầm ngâm một chút. Trác Phàm trở tại Đan Thanh Sinh bên tai thì thầm vài câu. Mi đầu lắc một cái, Đan Thanh Sinh một mặt kỳ dị nhìn về phía hắn, như thế. Thật có thể cứu ngươi nhất mệnh. Chắc là đi. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, lộ ra nụ cười tự tin, có điều. Nghĩ đến hẳn là sẽ không ra dạng này sự tình, ha ha ha. Một phương diện khác, hậu viện trong sân rộng, theo sau cùng một đạo ngập trời liệt diễm dập tắt. Tất cả mọi người linh đan đều đã luyện chế hoàn tất. Vương phủ bọn hộ vệ ngay lập tức tiến lên xem, rất nhanh liền lại đem nhóm này đan dược làm hai nhóm. Chỉ bất quá lần này, cái này hai nhóm chênh lệch có chút lớn. Một nhóm tất cả đều là theo quy định luyện ra thượng phẩm cực phẩm đan, mà lại từng cái tròn trịa vũ nhuận, hiển thị rõ luyện đan sư vững chắc nội tình, có tới 32 khỏa. Mà một nhóm khác, nhưng như cũ là trung phẩm hạ phẩm đan, mà lại đan dược linh khí tan rã. Lộ ra rất thô ráp. Xem xét cũng là bản lĩnh không vững chắc luyện đan sư, thậm chí là ngụy luyện đan sư luyện chế. Bất quá cái này một nhóm số lượng đến rất nhỏ, chỉ có 5 người. Khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ nhất chỉ cái kia 5 viên đan đạo, nhóm người này, đào thải. Ai? Trong đám người, có 4 người than thở, một trận hưu quạnh. Nhưng chỉ có một người, hô một tiếng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến. Dường như yên tâm giống như, một thân nhẹ nhõm, lại chính là thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Đã đào thải, cái kia liền có thể đi thôi. Không tiếp tục nhắm chúng thị vệ động thủ, 5 người kia rất tự giác rời đi mọi người, hướng vương phủ đi ra ngoài. Bọn người người gặp, thì là đều lộ ra xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hắc hắc, đồ bỏ đi, các ngươi sớm nên bị đào thải, trà trộn vào chúng ta luyện đan sư trong đội ngũ côn trùng có hại, hừ. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn đi mấy bước, Bách Lý Kinh Vĩ cũng đã vung tay lên, lập tức liền có hộ vệ tiến lên, đem bọn hắn từng cái bắt lại, mọi người không khỏi nhất thời sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chúc mừng các vị, các ngươi là sau cùng lọt vào người, 31 người toàn đều có thể vào ở đế đô, mời đến lại sảnh lặng chờ tin lành. Đầu tiên đi vào những cái kia luyện đan thành công mọi người bên người,
Bách Lý Kinh Vĩ hơi hơi ôm một cái quyền, làm ra một cái mời thủ thế, khẽ cười nói. Những người kia nghe đến, không khỏi nhất thời nhảy lên cao ba thước, một trận hưng phấn, sau đó liền cao hứng bừng bừng theo thị vệ rời đi nơi này. Mà lại trước khi đi, còn thỉnh thoảng hướng thượng quan Ngọc Lâm cái này năm cái đào thải người, khiêu khích nhướng mày. Chờ tất cả mọi người rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ mới khiến cho người đem năm người kia đưa đến trước người, sắc mặt bỗng dưng liền lạnh lùng lên. Đồng thời, thượng quan Phi Vân nhìn về phía năm người biểu lộ, cũng là hoàn toàn lạnh lẽo chi ý. Nhẹ nhàng cầm lấy một chén trà bát, chậm rãi gõ gõ, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng mang theo thần bí mỉm cười, các vị, biết bản tướng tại sao lại đem các ngươi năm cái lưu lại sao? Không biết, mời thừa tướng đại nhân chỉ thị, thân thể bất giác lắc một cái, mọi người đều là run run rẩy rẩy nói. Cười nhạt một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ hơi vung tay, đem bọn hắn vừa mới luyện chế đan dược ném trên mặt đất, suy cười rộ lên, các ngươi đều là luyện qua bát phẩm đan người. Vì sao hiện tại để cho các ngươi luyện cái thất phẩm thượng phẩm đan đều luyện không ra? Ách, cái này. Da mặt nhìn không được co lại, năm người lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt vẻ trần trừ, lại cũng không lên tiếng. Để bản tướng đến nói cho các ngươi a, bởi vì các ngươi luyện đan thuật căn bản cũng không vững chắc, thậm chí đều cũng có là lâm thời đột kích tu luyện đi. Thân thể nhìn không được chấn động, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời dọa đến đầu đầy mồ hôi. Nhìn chằm chằm cái kia run nhẹ nhẹ bóng người, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi quỷ dị cười một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ Thái tử Điện Hạ trọng thương, đại sự cỡ nào, các ngươi nếu là luyện đan thuật đẳng cấp thấp, bản tướng còn có thể hiểu được. Dù sao bản sự là các ngươi, nhưng có cần hay không tại bản tướng nơi này. Nhưng là các ngươi như thế cái mức độ, lại giả mạo luyện đan cao thủ, muốn vàng thau lẫn lộn. Nếu là thật sự đem các ngươi đẩy đến Thái tử bên người, chỉ xấu Thái tử. Đến trễ thương thế, người nào chịu trách? Các ngươi này bằng với lừa gạt bản tướng, lừa gạt bệ hạ, theo lý nên diệt. Thừa tướng đại nhân tha mạng, thừa tướng đại nhân tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Nghe đến lớn như vậy cái tội danh áp chấm dứt lên, năm người nhất thời đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Thượng quan Ngọc Lâm càng là dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng kêu gào không ngừng. Dù nói thế nào hắn cũng là thượng quan gia thám tử. Bởi vì như thế cái tên tuổi bị giết, thực sự quá oan đến hoảng. Lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cho Thượng quan Phi Vân nháy mắt. Minh bạch hắn ý tứ, Thượng quan Phi Vân thở sâu, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, tuy nhiên các ngươi tội đáng chết vạn lần, nhưng bản vương lại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi có thể đáp được bản vương đưa ra một vấn đề lời nói, bản vương liền xá miễn các ngươi tội, thả các ngươi trở về. Đa tạ vương gia, mời vương gia chỉ thị, liên tục không ngừng hướng về phía trước bái lấy, năm người nhanh chóng vội vàng khom người nói. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Phi Vân trầm ngâm một chút, lại là cũng không có đặt câu hỏi, mà chính là mở miệng yếu ớt nói, chắc hẳn các ngươi không biết, ta thượng quan Phi Vân từ tiểu thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, rất được Đông Châu các đại cao thủ chú ý, một mực trong người đồng lứa ở vào người đứng đầu chi tư, không thể có người vượt qua. Sau cùng rốt cục đến Đông Châu đệ nhất cao thủ danh vị. Không khỏi sững sờ, năm người lẫn nhau nhìn xem, đều là rất là kỳ lạ, kiếm vương cái này là ý gì? Làm sao không vấn đề đề đâu? Ai? Phảng phất là tiến vào kéo dài nhớ lại, sớm đã đem bọn hắn quên, thượng quan Phi Vân thẳng kể rõ, thế nhưng là bản vương như thế ưu tú người, quang tông diệu tổ, sau cùng tại gia chủ kế thừa lên, phụ thân lại không công bằng đem gia chủ đại vị truyền cho đại ca, mà không phải ta. Còn nói ta lệ khí quá nặng, không phải gia chủ người lương thiện tuyển. Hừ, võ đạo người, lệ khí không nặng, có thể xưng là võ sao. Cho nên từ đó về sau, ta rời khỏi gia tộc, mở ra lối riêng, trở thành thượng quan gia thứ hai chi mạch. Không sai, ta thượng quan Phi Vân một mạch, mới là thượng quan gia chính thống, đại biểu thượng quan gia tuyệt đối lực lượng. Các ngươi nói, đúng hay không? Không khỏi sững sờ, năm người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra kỳ sắc. Chẳng lẽ đây chính là vấn đề, cũng quá đơn giản a, chẳng phải vuốt mông ngựa a, ai sẽ không? Sau đó tất cả đều liên tục gật đầu, vâng vâng vâng. Các ngươi thừa nhận liền tốt. Hơi hơi gật gật đầu, thượng quan Phi Vân sâu xa nói, đã các ngươi thừa nhận, ta thì hỏi ra ta vấn đề, tại ta thượng quan gia hàng năm tế tổ thời điểm, muốn tắm rửa thắp hương bái tổ, như vậy đồng dạng thắp hương bao nhiêu cái, tắm rửa bao lâu đâu?
một chỗ, năm người nhất thời trì trệ, lại là hoàn toàn ngốc ở, các người thượng quan gia nhà tục, chúng ta làm sao có thể biết. Đừng nói là chúng ta, liền xem như Đông Châu người cũng không biết a, đây là ngài chuyện nhà mình a, ngoại nhân sao hiểu được. Ngài ra vấn đề này, không phải chơi chúng ta đây sao? Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, cái này duy nhất một đường sinh cơ, cũng không phải cho bọn hắn lưu, còn chính là cho người nhà họ thượng quan lưu. Hỏi ra vấn đề này, cũng là vì tránh cho có người dưới tình thế cấp bách giả mạo, xấu bọn họ đại kế. Mà lại, tế tổ ở đâu đều là gia tộc đại sự, thượng quan Phi Vân hỏi ra vấn đề này, lại phối hợp phía trước hắn giảng cái kia cố sự, sẽ để cho người nhà họ thượng quan càng có quy tâm cảm giác đến, dễ dàng hàng phục. Dù sao người bình thường đều đòi hỏi làm phản đồ, riêng là phản bội gia tộc, cũng là phản bội tổ tông, nhưng là bây giờ ngươi thừa nhận mật thám thân phận, không phải phản bội, mà chính là đầu nhập vào một cái khác chi mạch mà thôi. Dù nói thế nào thượng quan Phi Vân, cũng là thượng quan gia lão đại một trong A, ai nói rõ được ai là chính thống. Cũng là sử dụng cái này mơ hồ khái niệm, thêm nữa tại bên bờ sinh tử kích thích dưới, dễ dàng nhất đột phá địch người tâm lý phòng tuyến. Cái này có thể nói là Bách Lý Kinh Vĩ đối thám tử một chiêu khó có thể phát giác công tâm chi thuật. Vẫn như cũ đang nhẹ nhàng chụp lấy bát trà, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang nhấp nháy, nhìn chăm chú nơi này năm người, riêng là một mực tâm thần bất định thượng quan Ngọc Lâm chỗ đó. Chậm rãi đứng dậy, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, tại cái này năm cái đã dọa đến run lên cầm cập người hiểm nghi trước mặt đi một lần, sau đó dừng ở đệ nhất nhân trước mặt. Nhạt cười ra tiếng, cơ hội này đã cho các ngươi lưu lại, có thể hay không nắm chặt thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói, vừa mới Phi Vân Kiếm Vương chỗ đặt câu hỏi để đáp án, đến tột cùng là cái gì? Trong mắt một đạo lệ mang lóe qua, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy người kia cơ hồ là gào thét lên tiếng. Bờ môi bất giác hung hăng run rẩy, người kia một bộ khóc tang dạng, đều nhanh hoảng sợ tè ra quần, một mặt cầu khẩn nói, thừa tướng đại nhân, kiếm vương đại nhân. Ta về sau cũng không dám nữa cố làm ra vẻ. Ta bất quá chỉ là thật giả lẫn lộn, muốn đổ cái may mắn, ai biết lớn như vậy cái sai lầm a? Biết sai lầm lớn, thì càng muốn trân quý cái này sinh cơ a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ chăm chú nhìn hắn bộ kia tràn đầy ủy khuất khuôn mặt, dùng tràn đầy mê hoặc thanh âm nói, chỉ cần ngươi có thể trả lời kiếm vương đáp án đến, chúng ta thì thả ngươi. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng lấy. Người kia trong lòng lại là một trận khẩn trương, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng hắn nhưng vẫn là đầy mặt ai oán nói, hai vị đại nhân, ta thật không biết a, thật, tiểu không dám lừa các ngươi, còn xin các ngươi đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhất mệnh đi. Thật sâu nhìn lấy hắn, gặp hắn xác thực là một bộ có nỗi khổ không nói được cảm giác, dường như thật cái gì cũng không biết bộ dáng. Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía thượng quan Phi Vân. Chậm rãi lắc đầu. Trong lòng bất giác hừ một cái, thượng quan Phi Vân cong ngón búng ra, nhưng nghe một tiếng xé gió lên, đụng một tiếng, người kia đã là trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu, liền trước khi chết kêu gào một tiếng cơ hội đều không có. Nóng bỏng dòng máu như là một trận bão táp tập kích qua, nhất thời hất tới bốn người khác trên thân, bỗng dưng thì đem bọn hắn biến thành vô số cỗ đầy người đỏ bừng huyết nhân. Thân thể nhịn không được lắc một cái, bốn người liếc nhìn nhau, không khỏi run run giật mình hai chân như nhũn ra lên. Cảm thụ lấy trên thân cái kia huyết dịch sền sệt, còn có cái kia ấm áp oi bức, bốn người lúc này nội tâm là sụp đổ, thậm chí cũng không khỏi phải hoảng sợ tè ra quần. Bọn họ ai có thể nghĩ tới, chỉ là cái này trong nháy mắt, vừa mới còn cùng bọn hắn đứng ở chỗ này người sống sờ sờ, thoáng qua liền bị diệt đến không còn sót lại một chút cặn, cỗ này im ắng hoảng sợ, nhất thời liền đánh úp về phía bốn trong lòng người. Để bọn họ trong lòng càng thêm rung động lên. Ai, vô tri thức là sai lầm, ai để ngươi liền kiếm vương đại nhân đơn giản như vậy một vấn đề đều đáp không được đâu. Nhìn lấy dưới chân một vũng máu, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đến gần người thứ hai bên người, một tay một dựng bả vai hắn, cười tà nói, như vậy. Ngươi biết không? Ba, một tiếng vang nhỏ, Bách Lý Kinh Vĩ cái vỗ này chi lực tương đương chi nhẹ, tựa như gió nhẹ lướt qua đồng dạng. Nhưng là tại cái kia người trong cảm giác, một trường này lại dường như chìm vào Thái Sơn, chỉ là nhẹ nhàng một chịu, hắn liền có loại toàn bộ thiên địa đều sụp đổ cảm giác, hai chân mềm nhũn, liền không nhịn được muốn ngã xuống. May mắn Bách Lý Kinh Vĩ tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy,
không phải vậy hắn đoán chừng đã trong nháy mắt co quắp ở nơi đó. Bất quá dù vậy, hắn cũng có loại ẩm ướt cảm giác, róc rách dòng nước theo hắn ống quần, ngăn không được hướng phía dưới chảy xuống, đúng là thật hoảng sợ nước tiểu. Khẽ chau mày, thượng quan Phi Vân một mặt ghét bỏ liếc hắn một cái, không khỏi che lên cái mũi, trên mặt đều là vẻ tức giận. Bách Lý Kinh Vĩ thì là cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, ha ha ha. Biết sợ, vậy rất tốt, nói rõ người rất quý trọng sinh mệnh, cái này rất không tệ. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, biết trân quý người, mới hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, đây là đại trí tuệ a. Huynh đài, ngươi là có trí người, chắc hẳn ngươi đáp án, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ây, vâng vâng vâng. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, người kia giật mình toàn thân run rẩy, liên tục không ngừng gật đầu, hai con ngươi lại là cấp tốc đổi tới đổi lui, nghĩ đến đối sách, rốt cục dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, người kia cắn răng một cái, trong lòng kêu gào, mặc kệ nó, dù sao cũng là một lần chết, không bằng liều một phen, mộng một cái đi. Kết quả là, người kia thở sâu, dường như rất có tự tin liền ôm quyền đầu, hét lớn, khởi bẩm thừa tướng cùng kiếm vương đại nhân, thượng quan gia hàng năm tế tổ, thắp hương tắm rửa lúc, đồng dạng thắp hương bốn cái, tắm rửa một canh giờ. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn hắn như thế chắc chắn ánh mắt, còn tưởng rằng tìm tới, không khỏi quay đầu nhìn về phía thượng quan Phi Vân chỗ đó. Tuy nhiên lại chỉ thấy thượng quan Phi Vân, cái kia bất đắc dĩ dao động cái đầu. Em gái ngươi, không biết còn dám nói mò, nói cùng thật một dạng, lão tử còn tưởng rằng tìm đúng người đâu. May mắn bản tướng sớm có đoán trước, gặp được loại này vì mạng sống miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa, cho nên mới để thượng quan Phi Vân ra cái này cũng chỉ có người nhà họ thượng quan mới biết được vấn đề, nếu không còn thật bị ngươi nha lừa gạt. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không có lại nhìn hắn một cái, vẫn đi qua. À, không đúng sao, thần ba quỷ bốn, người bình thường bài điếu cúng tổ tiên tổ, đều là thắp hương bốn cái A, chẳng lẽ tắm rửa một canh giờ còn tẩy không sạch sẽ, đã đầy đủ đối tổ tiên tôn kính đi. Đụng, người kia tựa hồ cảm giác mình mộng sai, vội vàng hô to lên, muốn lại cầu một cơ hội. Đáng tiếc, hắn căn bản không phải bọn họ muốn tìm người, không chút do dự, thượng quan Phi Vân lại là một cái trong nháy mắt, nhất thời đem hắn nổ máu thịt be bét, bay ra bốn phía, liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Xoạt, lại là một bãi nóng hổi máu tươi tung tóe đầy toàn thân, còn lại ba người, đã dọa đến đều nhanh toàn thân tê liệt. Còn lại hai người còn tốt. Căn bản không biết đáp án này, vốn là một con đường chết, giờ này khắc này, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vấn đề này, liền mộng cũng không tốt mộng a. Chỉ có thượng quan Ngọc Lâm, đầu đầy mồ hôi lạnh, trên mặt một mảnh do dự. Làm thượng quan gia thành viên trọng yếu, vấn đề này đáp án, hắn là lại quá là rõ ràng, chỉ là hắn không biết nên không nên nói đi ra. Nếu là nói ra lời nói, cái kia không vừa vặn chứng minh chính mình là thượng quan gia mật thám. Bị người ta bắt được chân tướng sao? Thế nhưng là nếu không nói, phía trước hai vị kia nhân huynh hạ chàng hắn đã thấy, thật sự là chết không nhắm mắt a. Như vậy hắn đến tiếp xuống đến tột cùng là sống tạm, vẫn là chết oan, đây thật là lưỡng nan lựa chọn, hai con đường đều không phải là hắn muốn đi a. Trong lúc nhất thời, hắn thật sự là đến nhân sinh bên trong gian nan nhất thời khắc, vô luận như thế nào đi, đều là một con đường chết tuyệt cảnh. Thật sâu nhìn lấy còn lại ba người biểu lộ, thượng quan Ngọc Lâm quái dị hành động càng nổi bật đi ra, ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi suy cười một tiếng, trực tiếp đi vào bên cạnh hắn. Mà lần này, hắn cũng là vừa căng thẳng, thân thể nhất thời cứng ngắc. Thả lỏng, ha ha ha. Vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai, Bách Lý Kinh Vĩ cười đến giống lão hồ ly, thăm thẳm lên tiếng, huynh đài, vừa mới hai vị kia huynh đệ hạ tràng, chắc hẳn ngươi cũng nhìn đến đi. Ai, sinh mệnh tốt đẹp như thế, đáng tiếc bọn họ lại không nắm chắc được a, thật sự là đáng tiếc cùng cực. Nghĩ đến bọn họ còn có cái gì chưa tâm nguyện không có đạt thành, thì tráng niên mất sớm. Ngươi làm cái thứ ba, có lẽ cũng không biết cái kia vấn đề đáp án, bước lên trước hai vị theo gót. Không bằng dạng này, ngươi có cái gì chưa tâm nguyện, có thể nói cho ta nghe. Đối đãi ngươi rời đi lúc, bản tướng có lẽ sẽ thay ngươi hoàn thành ngươi sau cùng nguyện vọng. Cũng coi là bản tướng đối cá nhân ngươi một chút lòng trắc ẩn. Dù sao ngươi đẹp trai như vậy, cùng bản tướng thực sự có cộng minh a, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ một trận trêu chọc, nhưng là trong lời nói, lại là giấu giếm lời nói sắc bén, tràn đầy dẫn dụ ngữ điệu,
gọi lên hắn cầu xin ý đọc. Đúng vậy a, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, nhưng là sau khi chết có hay không chưa chấp niệm, vậy liền coi là chuyện khác. Có lời nói, chết không nhắm mắt, không có lời nói, mới có thể an hưởng cực nhạc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, thượng quan Ngọc Lâm như thế cái phiên phiên giai công tử, chính hào hoa phong nhã đây, làm sao có thể không có chút nào nguyện vọng giữ lấy. Có lẽ lúc trước hắn bị dọa sợ, còn không nhớ ra được, nhưng bây giờ trải qua Bách Lý Kinh Vĩ một nhắc nhở, nhất thời niệm lên trong lòng của hắn không hoàn thành ý nguyện. Đúng vậy a, hắn còn chưa trở thành thượng quan gia người chủ trì, còn không được đến biểu muội, sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đâu. Nhìn chằm chằm cái kia đã sợ run mặt mũi, Bách Lý Kinh Vĩ ánh mắt độc ác, tựa hồ đã nhìn đến hắn ở sâu trong nội tâm, nhếch miệng khẽ cười nói, công tử nhất biểu nhân tài, phong thần tuấn lãng, sớm chết oan, thực đang đáng tiếc a. Ai không biết, người nếu như thế chết, phần lớn như lông hồng rơi xuống nước, nước chảy bèo trôi, rất nhanh liền bị người quên lãng. Phía sau người muốn tranh thủ đồ vật, phần lớn thành đồ vật của người khác. Người vì người khác mà chết, người khác lại đang hưởng thụ ngươi nên được đến đồ vật, gì bi thảm a. Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Ngọc Lâm mi đầu lắc một cái, nhất thời trong lòng một nắm chặt. Đúng vậy a, dựa vào cái gì hắn muốn chết? Hắn cái này cứu cứu thân ngoại sinh vì chấp hành nhiệm vụ mà chết, sau cùng nhiệm vụ thắng lợi, lưu tại cứu cứu bên người, trở thành hắn trợ thủ đắc lực, lại là cái kia đầu cơ trục lợi làm cháu ngoại, sau cùng ôm lấy biểu muội, leo lên nhân sinh đỉnh phong, cũng là cái tiểu tử thúi kia. Vì sao ta thượng quan Ngọc Lâm, phải dùng chính mình mệnh, đổi hắn cả đời phú quý? Lúc này, thượng quan Ngọc Lâm trước mắt, tựa hồ lại xuất hiện ngày đó Trác Phàm, thượng quan Khinh Yên cùng Cổ Tam Thông ba người hòa thuận vui vẻ hình ảnh đến, tốt một cái hạnh phúc mỹ mãn nhà ba người. Thế nhưng là phần này hạnh phúc, lại là tại hắn trên thi thể thành lập. Bỗng dưng, thượng quan Ngọc Lâm hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát khí. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng đắc ý, tiếp tục nói, Phi Vân Kiếm Vương chính là thượng quan gia trực hệ tử đệ, ngày sau phản công Đông Châu, tự nhiên là Đông Châu chi chủ, chính là thượng quan gia chính thống chỗ. Bây giờ Phi Vân Kiếm Vương như cũ không quên chính mình là thượng quan gia người, hàng năm tế tự tục lệ thường xuyên quan tâm, cả đời mong muốn, cũng là tái hiện thượng quan gia huy hoàng. Nếu là có thượng quan gia con cháu chịu tìm nơi nương tựa tại hắn, cùng một chỗ chung sáng tạo đại nghiệp lời nói, hắn nhất định là hai tay hoan nghênh. Cháu ngoại thượng quan Ngọc Lâm, bái kiến cứu cứu. Gặp thượng quan Ngọc Lâm trên mặt một mực run run, cho thấy trái tim đã đang không ngừng buông lỏng, Bách Lý Kinh Vĩ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục thao thao bất tuyệt mê hoặc lên tiếng. Sốt cục, thượng quan Ngọc Lâm trong mắt ngưng tụ, nhất thời quỳ sát phía dưới bái xuống, hét to lên tiếng. Không khỏi giật mình, Bách Lý Kinh Vĩ cùng thượng quan Phi Vân liếc nhìn nhau, đều là vui mừng quá đỗi. Người nhà họ thượng quan, rốt cuộc tìm được, mà lại, người này xưng thượng quan Phi Vân là cứu cứu, như vậy nói cách khác, hắn là thượng quan gia chủ, thượng quan Phi Hùng cháu ngoại, thật đúng là điều cá lớn a. Thật sâu nhìn lấy quỳ rạp dưới đất quan viên Ngọc Lâm, thượng quan Phi Vân hơi hơi bình phục lại trong lòng kích động, thở sâu, làm sao cùng trắc nghiệm. Vạn nhất tiểu tử này lại là một cái đầy miệng súng máy, vì mạng sống mà mù nhận thân thích lưu manh đâu. Ngươi nói ngươi là lão phu cháu ngoại, như vậy thượng quan gia hàng năm tế tổ nhà tục, ngươi làm hết sức rõ ràng đi. Đó là đương nhiên. Trong mắt tinh mang lóe lên, thượng quan Ngọc Lâm khom người bẩm báo nói, khởi bẩm cứu cứu, thượng quan gia hàng năm tế tổ, muốn thắp hương 36 cái, lấy tế vì bảo vệ Đông Châu, bảo vệ thượng quan gia mà chiến tử 36 đời gia chủ vong hồn. Tắm rửa 12 canh giờ, chỉnh một chút sách trước một ngày, đợi ngày thứ hai lúc tế tự mới đi tắm, lấy nhân viên quét dọn sạch chi thân bái tế tổ tiên, cũng bày ra 36 chu thiên viên mãn chi ý, vì vong hồn cầu phúc. Mí mắt hơi hơi run run, thượng quan Phi Vân không khỏi đại hỉ, cười to lên, ha ha ha. Không tệ không tệ, đây là chỉ có chúng ta thượng quan gia mới có lễ tiết, hàng năm tế tự, vì 36 vị tổ tiên cầu phúc, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết điểm này. Như vậy nói như vậy, thượng quan gia thám tử tìm tới đi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng. Thượng quan Ngọc Lâm nghe đến, lại là bỗng dưng vừa căng thẳng, không khỏi run rẩy co lại rụt cổ. Không khỏi thản nhiên cười, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng đem hắn đỡ dậy, thượng quan công tử chớ muốn sốt sắng, chúng ta phí lớn như vậy sức lực tìm ngươi,
không có gì có khác ý tứ, chẳng qua là muốn cho ngươi chỉ con đường sáng mà thôi. Đông Châu thượng quan gia, ngày sau sớm muộn là chúng ta Phi Vân kiếm vương làm chủ, ngươi có thể trước thời gian đầu nhập vào, coi là ngươi may mắn. Huống hồ, ngươi vừa mới còn nói là Phi Vân kiếm vương cháu ngoại, có như thế một mối liên hệ tại, công tử ngày sau tiền đồ sáng lạn a. Đúng vậy a, tuy nói lão phu bị thượng quan Phi Hùng đám người kia ghét bỏ, nhưng tốt xấu là người nhà họ thượng quan. Chỉ cần có gia tộc con cháu nguyện ý đầu nhập vào bản vương, vốn vương nhất định hội chiếu cố nhiều hơn, huống chi là chính mình thân ngoại sinh. Đúng, mẹ ngươi là. Nghe được lời này, thượng quan Phi Vân cũng là khẽ gật đầu, không còn như lúc trước như vậy băng lãnh, mà chính là một mặt ấm áp chi sắc. Khom người cúi đầu, thượng quan Ngọc Lâm ngay lập tức đem chính mình thân thế 1 năm 1 mười bẩm báo, thượng quan Phi Vân khẽ gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ giải a. Nguyên lai là Ngọc Hành muội tử a. Ha ha ha, thật sự là nhiều năm đầu không thấy, nhớ năm đó chúng ta quan hệ còn là rất không tệ, ha ha ha. Mẹ ta cũng thường xuyên nhắc lên cứu cứu, còn nói 10 phần tưởng niệm cực kỳ đây, ha ha ha. Thượng quan Ngọc Lâm mỉm cười, cũng là thuận cán leo lên trên, lôi kéo quan hệ. Thượng quan Phi Vân nghe đến, khẽ vuốt cằm, từ chối cho ý kiến. Tại hai người trước người băn khoăn hai mắt, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ cười một tiếng. Ngắt lời nói, Phi Vân kiếm vương, các người cứu cứu cùng cháu ngoại đoàn tụ, tự nhiên thật đáng mừng, bất quá tại hai người đoàn tụ, cùng hưởng niềm vui gia đình trước đó, bản tướng còn muốn mời thượng quan công tử giúp một chút, cũng là trừ ngươi bên ngoài, còn lại trong hai người này, nhưng là còn có các ngươi người nhà họ thượng quan. Nhẹ nhàng liếc cái kia hai cái sợ hãi rụt rè người liếc một chút, hai người đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một mặt cầu xin nhìn về phía hắn. Hiện tại bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này đường sống chính là cho người nhà họ thượng quan lưu, mặc kệ về sau muốn làm gì, hiện tại chỉ cần trở thành người nhà họ thượng quan, liền có thể sống mệnh. Cho nên, hai người nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm ánh mắt, tràn đầy buồn bã sắc. Lúc này, chỉ cần thượng quan Ngọc Lâm gật gật đầu, bọn họ liền có thể. Thừa tướng đại nhân, ta thượng quan gia cũng không có dạng này dung tục thế hệ. Lông mày nhíu lại, thượng quan Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng, một mặt lạnh lùng nói. Thân thể lắc một cái, hai người kia hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt gật gật đầu, nhìn về phía thượng quan Phi Vân nói, kiếm vương đại nhân, vừa mới giết gà dọa khỉ, là vì muốn tìm ra Ngọc Lâm công tử, hiện ở chỗ này đã không có người nhà họ thượng quan, vậy liền đem bọn hắn dẫn đi đi. Như vậy sao được, bọn họ như còn sống, không phải tiết lộ phong thanh sao? Nếu như bị thượng quan Phi Hùng biết, hắn không thể không giết ta. Ha ha ha, yên tâm đi, Ngọc Lâm công tử, bản tướng sẽ tìm người nhìn cho thật kỹ bọn họ. Đợi việc này qua, mới thả bọn họ, cười nhẹ khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ khuyên lơn. Hai người kia nghe đến, một trận gật đầu, mặt mũi tràn đầy hy vọng chi sắc, thế nhưng là thượng quan Ngọc Lâm lại là nhướng mày, vội vã lắc lắc đầu, không thể không thể, bọn họ như còn sống, luôn luôn không yên lòng. Trên đời này, chỉ có người chết mới an toàn nhất. Nghĩ như vậy, thượng quan Ngọc Lâm đã là tại chưa đến Bách Lý Kinh Vĩ hai người đồng ý dưới, quay người lại ầm ầm hai trường, trong nháy mắt kết quả hai người kia tánh mạng. Hai người kia đều là hóa hư bát cửu trọng tu vi, lại thêm sớm đã dọa đến mất hồn mất vía, cho dù là thượng quan Ngọc Lâm loại này vừa mới đột phá dung hồn cảnh tu giả, cũng có thể rất dứt khoát xử lý bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ hai người cứ như vậy nhìn lấy, lại là cũng không nói lời nào. Chờ giải quyết hai người về sau, thượng quan Ngọc Lâm mới xoay đầu lại, một mặt lúng túng hướng hai người khom người bồi tội nói, cứu cứu, thừa tướng, xin lỗi, chưa các ngươi cho phép. Ha ha ha, không sao cả, là bản tướng lòng dạ đàn bà, vẫn là Ngọc Lâm công tử làm rất đúng. Chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Sau đó sắc mặt nghiêm một chút, nói tiếp, Ngọc Lâm công tử, đã ngươi hiện tại đã đầu nhập vào Phi Vân kiếm vương, như vậy phải chăng có thể đem ngươi lần này tới ý nói một lần đâu? Bình tĩnh gật đầu, thượng quan Ngọc Lâm thật sự là làm phản cực kỳ triệt để, mảy may không có chút gì do dự, liền đem thượng quan Phi Hùng dự định toàn bộ nói ra. Trong lòng suy nghĩ một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, quả nhiên, như bản tướng sở liệu, bọn họ còn đang chuẩn bị lần thứ hai đánh bất ngờ. Chỉ là muốn đánh bất ngờ, liền phải tụ hợp nhân mã,
không thể phân tán hành động, như vậy các ngươi tại Phi Vân Thành bên trong đặt chân chính là Tiền Môn Viện, Cổ Gia. Trong mắt tinh mang lóe lên, Thượng quan Ngọc Lâm cười lạnh, rất dứt khoát bán nói. Mi đầu lắc một cái, Bách Lý Kinh Vi âm thầm trầm ngâm, Tiền Môn Viện Cổ Gia. Tựa hồ có chút quen tai a. Có thể không quen tai a, trăm dặm thừa tướng, cái này Cổ Gia không phải nơi khác, chính là hôm nay ngài phụng làm khách quý, Cổ Nhất Phàm hang ổ. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Kinh Vi ít có mà choáng váng, Cổ đại sư, hắn cũng là các ngươi người. Thế nhưng là ta nghe Phi Vân Kiếm Vương nói qua, các ngươi Thượng quan gia không tốt luyện đan a, làm sao lại ra như thế một cái luyện đan sư? Hừ, cái gì chúng ta người, hắn cũng xứng. Hừ hừ, hắn cũng là một lưu manh. Vừa nhắc tới Trác Phàm, Thượng quan Ngọc Lâm thì tức giận đến đau răng, cắn răng nghiến lợi đem tất cả chân tướng nói một lần, sau đó dặn đi dặn lại nói, thừa tướng đại nhân, cái kia Cổ Nhất Phàm cũng là Thượng quan gia thám tử, chỉ bất quá hắn là ta dự khuyết mà thôi, ngài nhất định muốn đem hắn vệt, không cho hắn đem một chút điểm tình báo truyền đi. Dự khuyết, ngươi làm hắn dự khuyết mới không kém bao nhiêu đâu. Liếc mắt liếc một cái hắn, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn là có một tia không hiểu đau thương. Cổ đại sư, cỡ nào khó được kỳ tài a, làm sao lại là địch nhân đâu. Tốt xấu hắn cùng thượng quan gia không có lớn như vậy dây dưa, gây nên chỉ là danh lợi mà thôi, còn có thể lấy kéo qua, làm việc cho ta. Nghĩ như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ tâm lý đã là có tính toán, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm nói, Thượng quan công tử, lần này ngài vì Phi Vân Kiếm Vương, ngài cứu cứu lập xuống đại công. Cũng vì bản tướng, đền bù một cái vô cùng lớn lỗ thủng. Phải biết, bản tướng nguyên bản định muốn đem cổ đại sư đẩy hướng đế đô, đối với hắn thật một chút phòng bị cũng không có, kém chút thì đúc xuống sai lầm lớn, còn tốt có công tử nhắc nhở a. Vì thế, xin nhận bản tướng cúi đầu. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ đã là thật sâu bái hạ. Thượng quan Ngọc Lâm nhìn thấy, vội vàng đem hắn đỡ lấy, không ngừng lắc đầu, liền nói không dám, nhưng là sắc mặt lại mặt mày hớn hở, một trận đắc ý. Nhìn, đường đường Bách Lý Kinh Vĩ thế mà hướng ta hạ bái, lão tử châu đi. Thượng quan Phi Vân gặp, lại là suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Trăm dặm thừa tướng, ngươi muốn cho tiểu tử kia chết như thế nào? Vẫn là nói, để ta tới động thủ. Mí mắt một trận cuồng loạn, Thượng quan Ngọc Lâm một mặt vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, chỉ là bên cạnh hắn cái cô nương kia là biểu muội ta, mời thừa tướng đem nàng giao cho ta xử trí, không nên thương tổn nàng, ta cam đoan nàng sẽ không đối với ngài có bất kỳ ảnh hưởng. Tựa hồ nhìn ra hắn tâm lý suy nghĩ, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi trêu đùa cô nương kia. Là công tử ngưỡng mộ trong lòng người. Không khỏi khẽ giật mình, Thượng quan Ngọc Lâm gương mặt hơi đỏ lên, trệ một chút, đạm mạc gật đầu. Ha ha ha, yên tâm đi, nếu là công tử người, bản tướng sẽ không đả thương lấy nàng. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ cam kết. Không khỏi cười lớn một tiếng, Thượng quan Phi Vân cũng là gật đầu cam đoan, đúng vậy a. Tuy nói ta cùng đại ca có hiềm khích, nhưng tốt xấu nha đầu kia là cháu gái ta, ta làm sao có thể xuống tay với cháu gái ruột. Nghe được lời này, Thượng quan Ngọc Lâm rốt cuộc yên tâm. Như vậy, tiểu tử kia, các ngươi đánh tính toán lúc nào động thủ? Không, chúng ta cần hắn trước sống một đoạn thời gian. Chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến cười cười. Cái gì? Thế nhưng là Thượng quan Ngọc Lâm nghe đến, lại là không khỏi giật mình. Hỏi, vì cái gì? Bởi vì trải qua này đan vương đại hội về sau, hắn thanh danh đã quá lớn, hắn như ra chuyện, nhất định đả thảo kinh xà. Khóe miệng hơi vểnh lên, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh quang sáng láng, huống hồ, chúng ta còn cần hắn hướng thượng quan ra truyền tin tức đâu. Các ngươi muốn truyền tin tức gì, ta có thể a? Gấp không thể chờ vỗ ngực một cái, Thượng quan Ngọc Lâm biểu thị, Trác Phàm có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Nhưng Bách Lý Kinh Vĩ dò xét hắn liếc một chút, lại là bật cười dao động cái đầu, Ngọc Lâm công tử, sự kiện này ngươi thật không được, bởi vì lần này đan hội, ngươi đã bị đào thải. Ta bị đào thải. Đúng vậy a, ngươi nếu không đào thải, làm sao có thể đầy đủ một mực giám sát Thượng quan Phi Hùng bọn họ động tác. Khóe miệng xẹt qua tà dị nụ cười quỷ quyệt, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, nguyên bản ta coi là Thượng quan gia chỉ sẽ phái ra một người thám tử. Cho nên khi tìm thấy ngươi về sau, giả ý đưa ngươi tuyển chọn,
lại đem ngươi nhân vật phản diện trở về, vì Phi Vân Vương phủ hiệu lực. Nhưng là bây giờ đã có hai người, kia liền càng thỏa đáng. Tại cho thượng quan gia ta muốn cho tình báo bên ngoài, bọn họ lựa chọn, ta cũng rất muốn biết. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt trì trệ, liền sẽ có hoàn toàn khác biệt hành động. Cho nên ta quyết định, dùng Cổ Nhất Phàm đến truyền tình báo giả, người dám thì thượng quan Phi Hùng, nhìn hắn động tác, có không có hoài nghi. Cứ như vậy, hai bút cùng vẽ, ta bố trí mới có thể tinh vi hơn, người hiểu chưa? Ánh mắt khẽ híp một cái, thượng quan Ngọc Lâm trầm ngâm nửa ngày, nhưng vẫn là không rõ ràng cho lắm, các ngươi không phải đều biết người nhà họ thượng quan tại Cổ Trạch à, trực tiếp đánh bất ngờ không là được, làm gì? Ha ha ha, Ngọc Lâm thiếu gia, người vẫn chưa hiểu ta ý nghĩ à. Khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ thăm thẳm giải thích nói, thượng quan gia cao thủ như mây, thì tính toán chúng ta bây giờ đi đánh bất ngờ, bọn họ giải tán lập tức, chúng ta có thể bắt được mấy cái. Bất quá tiểu lâu la mà thôi, cao thủ nhưng là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nếu là chúng ta tại Cổ Trạch chung quanh bố trí bẫy dập, cũng sẽ rất nhanh bị bọn họ phát hiện, được trả bằng mất. Như vậy tốt nhất đối chiến trường điểm, vẫn là tại trong vương phủ. Đến lúc đó chúng ta bố trí thỏa đáng, bọn họ tiến đến nhưng là ra không được. Thân thể nhịn không được chấn động mạnh một cái, thượng quan Ngọc Lâm tròng mắt khẽ run, kinh ngạc lên tiếng, người ý là, muốn đem bọn hắn toàn diệt. Ha ha ha, nói đến, bản tướng cũng là rất lòng tham người, hoặc là không làm, hoặc là thì làm đến tốt nhất. Cầm lấy bát trà nhẹ nhàng gõ gõ, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi thở dài một hơi, cười ta nói, thượng quan gia hơn phân nửa chiến lược ở chỗ này vẫn diệt về sau, Đông Châu suy yếu, đến lúc đó công tử làm vì lần này chiến dịch còn sót lại người, trở về Đông Châu, thành cho chúng ta nội ứng, tất có thể tùy tiện cầm xuống Đông Châu. Đến lúc đó Phi Vân Kiếm Vương chính là Đông Châu chi chủ, công tử Thuận Lý vì đệ nhất công thần, hưởng vô thượng vinh quang. Thuận tiện đem biểu muội cầm xuống, cũng là dễ như trở bàn tay, còn đến lúc đó ngươi là muốn làm bi tình anh hùng, vẫn là chịu nhục, không thể không làm Phi Vân Kiếm Vương tay trái tay phải, bản tướng đều có thể thay ngươi thiết kế một chút, cam đoan để ngài quang minh chính đại ôm mỹ nhân về. Mí mắt càng không ngừng lay động, thượng quan Ngọc Lâm tâm rốt cục động. Dương mắt liếc một cái hắn. Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, tiếp tục lên tiếng, công tử, mọi thứ sống đến sau cùng người, mới có thể nắm giữ hết thảy. Vô luận cái gì đạo nghĩa vẫn là danh dự, đều là hậu nhân bình luận, mà chỉ có người thắng lợi, mới có thể viết lịch sử. Cho nên công tử thực sự không cần bởi vì lo lắng hại chết nhiều như vậy thượng quan gia cao thủ, sẽ trở thành Đông Châu tội nhân, bởi vì chúng ta có năng lực đem ngươi chế tạo thành Đông Châu anh hùng, thụ vạn thế cúng bái, bao quát biểu mỗi ngươi. Cũng sẽ lấy ngươi làm ngạo. Mà bí mật này, chỉ có ngươi biết, chúng ta cũng sẽ không nhớ kỹ. Bách Lý Kinh Vĩ không hổ là kiếm tinh đế quốc đệ nhất cố vấn, thừa tướng chí tôn, dường như xem thấu thượng quan Ngọc Lâm tâm lý xoắn suýt cùng do dự giống như, mỗi một câu đều đối diện lên hắn mấu chốt, đem hắn lương tâm lên cái kia tia áy náy, lấy mãi mãi không kết thúc danh lợi vệt đắp. Vốn là, trong lòng của hắn minh bạch, coi như Phi Vân Vương phủ cao thủ đánh bất ngờ cổ ra, có lẽ sẽ tạo thành thượng quan gia rất đại thương vong, nhưng là lấy hắn cứu cứu thượng quan Phi Hùng cùng mấy vị cung phụng thực lực, vương phủ cao thủ tuyệt đối ngăn không được bọn họ, cho dù thượng quan Phi Vân tự mình xuất thủ cũng giống vậy. Thế nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, vậy liền coi là chuyện khác, riêng là thượng quan Phi Hùng, đó là hắn cậu ruột a, cũng là một mực chiếu cố hắn chí thân, càng là biểu muội hắn cha. Như là ngày sau thượng quan Khinh Yên biết cha nàng chết, tất cả đều là hắn cái này biểu ca hại lời nói, không hận chết hắn mới là lạ chứ. Nhưng là hiện tại, Bách Lý Kinh Vĩ một phen du thuyết, lại là nhất thời cho hắn mở ra khúc mắc. Ngươi không chỉ sợ sự tình bại lộ, trở thành ngươi cả đời vết bẩn, không mặt mũi gặp người sao. Chúng ta cho ngươi toàn bộ che giấu, để ngươi không có chút nào nỗi lo về sau, có thể được vô thượng danh lợi. Thế nào, cái này mua bán không tệ đi. Ân, thật không tệ. Thượng quan Ngọc Lâm tâm, nhất thời thì phát sinh trách đi. Lương tâm bị danh lợi bao trùm, triệt để trở thành đồ phu đồng lõa, ma quỷ tay phải. Người, một khi không có trách nhiệm cùng cảm giác áy náy, đột nhiên liền sẽ chìm đắm vào vạn kiếp bất phục bên trong, hãm sâu đầm lầy không thể tự kiềm chế. Thế nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, hôm nay Bách Lý Kinh Vĩ có thể giúp ngươi che giấu hết thảy, ngày mai thì có thể để ngươi thân bại danh liệt. Bởi vì ngươi tất cả mọi thứ tay cầm, đều trong tay hắn nắm chặt đây.
ngươi, trung thân đều muốn thụ hắn điều động, như khôi lỗ một dạng. Đây chính là chuyện cũ kể, một bước sai, từng bước sai đi. Nếu là không có mặt đối với nhận sai dũng khí, người kia cả đời này đã định trước không có xoay người chỗ trống. Bất quá, có lẽ không phải hắn không nghĩ tới, mà là căn bản không dám suy nghĩ, hắn chỉ là tại tìm một cái lấy cớ, muốn bị Bách Lý Kinh Vĩ khống chế mà thôi. Dù sao hiện tại, Bách Lý Kinh Vĩ nắm lấy hắn lớn nhất quý trọng đồ vật, sinh mệnh. Không sai, cuối cùng hắn chú ý nhất, không phải hắn cứu cứu, cũng không phải biểu muội hắn, còn là chính hắn. Như vậy chúng ta quyết định như vậy, Ngọc Lâm công tử. Sau cùng, Bách Lý Kinh Vĩ hướng Thượng quan Ngọc Lâm nhẹ nhàng ôm một cái quyền, nhạt cười ra tiếng. Thượng quan Ngọc Lâm cũng là hướng hai người thật sâu cúi đầu, sau đó liền chậm chậm rời đi nơi này. Thật sâu nhìn lấy hắn bóng lưng dần dần biến mất, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh thường, hư ngụy nam nhân. Cũng là lãnh khốc tự tư nam nhân. Đồng thời, Thượng quan Phi Vân cũng là lạnh lùng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt đất một mảnh vết máu nói, dù sao là đồng bệnh tương liên, cho dù không có gì giao tình, cũng không cần đến như vậy vội vã muốn đưa bọn họ vào chỗ chết đi. Hừ hừ, còn không phải sợ chính mình mệnh hội ném. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là khẽ cười một tiếng, đúng vậy a, vừa mới hai người kia ta cũng không có ý định muốn thả qua, bất quá thử một chút người cái kia cháu ngoại bản tính mà thôi, kết quả thử một lần thật đúng là kiểm tra xong tới. Tiểu tử này, có thể làm quân cờ dùng, nhưng cũng không đủ để tin. Người tới, cho ta đi đem cổ trạch giám thị lên, riêng là tiểu tử kia. Vâng. Một gã hộ vệ khẽ khom người, ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Thế nhưng là còn không đợi hắn rời đi, Thượng quan Phi Vân thanh âm vang lên lần nữa, còn có, hắn cái kia biểu muội cũng cho ta xem ra. Tiểu tử này tự nhận là tình thánh, vậy liền lại cho hắn một cái vô sỉ lý do, cho chúng ta bán mạng a. Ha ha ha. Bất giác cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ cũng hơi hơi gật gật đầu, Phi Vân Kiếm Vương nói không tệ, bất quá bản tướng còn có một chuyện hơi nghi hoặc một chút, mời Kiếm Vương giải tỏa nghi vấn. Thừa tướng đại nhân khách khí, cứ nói đừng ngại. Cái kia chính là, Kiếm Vương đại nhân, ngài cùng tiểu tử kia mẹ hắn, thật quan hệ không tệ. Khóe miệng không khỏi hơi hơi run run, Thượng quan Phi Vân không khỏi khinh thường bĩu môi, cái dám quan hệ không tệ. Nhà đầu kia trước kia thì một điêu phụ, mạnh mẽ cực kỳ, lão phu nhìn thấy thì phiền. Nghĩ không ra nàng còn có thể có nhi tử, hừ, thật không biết cái kia quỷ xui xẻo rơi xuống nhà đầu kia trong tay, mười phần một cái mẫu dạ xoa a. Ha ha ha, cái kia Kiếm Vương đại nhân vừa mới còn có thể trang thành một bộ cố nhân chi tử bộ dáng, thật sự là diễn kỹ gặp tăng a. Không khỏi cười lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ mặt mũi tràn đầy hí ngược chi sắc, nhưng rất nhanh lại nhướng mày. Khuôn mặt bỗng dưng nghiêm túc xuống tới, ai thán lắc đầu ai, chỉ là cổ đại sư rõ ràng là đến ta Trung Châu ngừng chân, không nghĩ tới lại vẫn cứ cùng người nhà họ Thượng quan liên lụy đến cùng một chỗ. Tốt xấu thân hãm không sâu, bản tướng vô luận như thế nào phải đem hắn kéo lên mới là. Nếu là cổ đại sư cùng đám này tặc tử cùng một chỗ hủy diệt, vậy liền quá đáng tiếc, bản tướng nỡ lòng nào a? Thở dài một tiếng lấy, Bách Lý Kinh Vĩ hướng Vương Phủ Hậu Viện đi đến. Thượng quan Phi Vân thật sâu liếc hắn một cái, cũng là theo sát sau. Cái này trăm dặm thừa tướng, quả nhiên là ái tài sốt ruột a. Một phút sau, tại Vương Phủ Hậu Viện một cái trong tiểu lương đình, bốn phía đều không có người, chỉ có một già một trẻ hai người nhàn nhã ngồi đối diện uống trà, được không tùy tiện. Cái này lão, chính là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh, thiếu, lại là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Nhìn xem bầu trời sắc. Trác Phàm cảm thấy không sai biệt lắm, không khỏi bật cười nói, Đan lão, bên kia chắc là ra kết quả, đoán chừng rất nhanh, Bách Lý Kinh Vĩ thì muốn tìm tới trên đầu ta. Bất quá người yên tâm, chúng ta hội hết thảy như thường, bình an vô sự. Thậm chí, hắn lại so với lúc trước đối với ta càng thêm lễ kính. Hừ, thật sự là tự luyến ung thư thời kỳ cuối, đến lúc đó hắn khác mang theo một đội nhân mã đưa người ăn sống nuốt tươi, thì cảm ơn trời đất. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, cười to một tiếng lại là đột nhiên vang lên, truyền vào hai người trong tai, ha ha ha. Cổ đại sư, Trảm Long Kiếm Vương, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a, thật là làm cho tại hạ tốt một trận tìm. Nghi đầu lắc một cái, hai người chuyển bài nhìn qua, lại chính gặp người kia không là người khác, chính là Bách Lý Kinh Vĩ đi tới, bên cạnh còn theo Thượng quan Phi Vân.
đi vào trước mặt bọn hắn, Bách Lý Kinh Vĩ không có nói chuyện, Trác Phàm đã là lập tức đứng dậy, hướng về Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu bái hạ, tựa hồ rất sợ hãi bộ dáng, thừa tướng đại nhân, vừa mới tại hạ không biết đại nhân hình dáng, có gì mạo phạm, còn xin thứ tội. Ai, cổ đại sư chuyện này, ngài luôn luôn khiêm khiêm lễ độ, nào có chỗ mạo phạm. Ha ha ha, mau mời lên, không phải vậy bản tướng nhận lấy thì ngại a. Khóe miệng xẹt qua một đạo hiền lành nụ cười, Bách Lý Kinh Vĩ đem Trác Phàm nhẹ nhàng đỡ dậy, rất là cung kính. Đan Thanh Sinh ở một bên nhìn lấy, không khỏi trong lòng một kỳ. Còn thật bị tiểu tử này đoán trúng, Bách Lý Kinh Vĩ thế mà không chút nào sách mật thám sự tình, còn lấy khách quý chi lễ đãi hắn, giống như so lúc trước càng nhiệt tình rất nhiều a. Chỉ là không biết, cái này Bách Lý Kinh Vĩ là có hay không giải thân phận của hắn. Ai, thật sự là hai lão hồ ly đụng cùng một chỗ, lại xem ai có thể đấu qua được người nào. Nhẹ nhàng đứng dậy, Trác Phàm một mực duy trì rất khiêm tốn bộ dáng, sau đó nhìn về phía một bên thượng quan Phi Vân nói, không biết vị này là. Nơi này chủ nhân, Phi Vân Kiếm Vương, thượng quan Phi Vân đại nhân. Nhẹ nhàng mở miệng, Bách Lý Kinh Vĩ thay hắn giới thiệu nói. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, Trác Phàm lần nữa một mặt kinh dị hướng thượng quan Phi Vân bái hạ, nguyên lai là Phi Vân Kiếm Vương, thất lễ, thất lễ. Chỗ nào, tiên sinh khách khí, xin đứng lên. Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân cũng là chậm rãi vừa đỡ, đem hắn đỡ dậy. Nhìn không được chỉnh một chút quần áo, Trác Phàm lập lòe cười một tiếng, ha ha ha. Nghĩ không ra ta một giới thần chiếu tu giả, hôm nay vậy mà có thể may mắn nhìn thấy hai vị kiếm vương cùng trăm dặm thừa tướng đại nhân, thật sự là khiến tại hạ kích động không thôi. Có lẽ thừa tướng đại nhân các ngươi còn không biết, vừa mới nghe đến vị này Trảm Long kiếm vương đại nhân tự vệ ra môn lúc, tại hạ kém chút không có dọa đến ngã nhào trên đất, thật sự là hổ thẹn a. Mi đầu nhìn không được lắc một cái, Đan Thanh Sinh nhìn chằm chằm hắn, lại là từ chối cho ý kiến. Tiểu tử này diễn kỹ thật sự là càng phát ra lô hỏa thuần thanh a, nếu không phải lão phu biết hắn kiệt ngao phẩm tính, nói không chừng còn thật tin hắn tà. Ha ha ha, cổ tiên sinh thật sự là hài hước a, ngồi một chút ngồi, không cần phải khách khí. Không khỏi cười lớn một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ thay Trác Phàm dàn xếp, để hắn không đến mức quá rụt rè, nhưng trong lòng lại là khẽ gật đầu. Ân, xem ra cái này cổ đại sư trừ luyện đan thuật siêu quần bên ngoài, xác thực như cái không có thấy qua việc đời người bình thường. Xem ra cái kia thượng quan Ngọc Lâm nói không sai, cái này cổ đại sư đúng là bị thượng quan gia cứng rắn kéo tới làm thám tử, cùng thượng quan gia không có lớn như vậy quan hệ. Thượng quan Phi Vân nhìn thẳng hắn liếc một chút, cũng là khẽ gật đầu. Cái này thám tử làm newbie, xác thực rất tốt sử dụng, có thể thực hành kế phản gián. Bỗng dưng, tại chỗ bốn người lẫn nhau mỉm cười, lại là đều có tâm sự, lập mưu chính mình dự định. Tránh thức lưới lớn, lúc này mới đang muốn từng bước kéo ra. Gió nhẹ phù liễu, điềm tĩnh nhàn nhã. Phi Vân Vương phủ hậu viện một chỗ tĩnh mịch tiểu đình bên trong, bốn đạo nhân ảnh chuyện trò vui vẻ, tốt không vui vẻ. Giống như hơn bốn cái năm không thấy lão bằng hữu giống như, lẫn nhau trò chuyện với nhau mỗi người tâm đắc, chậm chậm thoải mái đầm đìa, tràn đầy chi kỷ chi tâm. Thế nhưng là, lúc đang bốn người chính lấy trà thay rượu, quang trù dao ngọt, hiển thị rõ quân tử chi giao lúc, một đạo nhát gan nọa giọng nữ, lại là nhất thời vang vọng tại bốn người bên tai, bề ngoài. Biểu ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.